Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 21. Làm ma cao năm đại hào môn đứng hàng thứ vị thứ ba Mã gia tộc trưởng, Mã Khôn đủ so với Trần Diệu Dương đại gần 30 tuổi, tự nhiên có tư cách nói ra hiền chất lời như vậy. Trần Diệu Dương nghe cũng nhận, không phản bác, chỉ là khóe miệng nhưng vẫn là như có như không vẽ bề ngoài theo cười nhạt. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương vì sao cho hắn đánh tới cú điện thoại này, hơn phân nửa là muốn đến từ trong miệng hắn tìm cách nói, muốn làm rõ ràng, Trần tiên sinh đến tột cùng là thân phận gì. Người Mã Khôn Mã lão gia tử cũng có ngày hôm nay. Có ý tứ, thật biết điều, ngài đây là biết kiêng kỵ, sợ rồi sao? Ha ha, Trần Diệu Dương âm thầm ở trong lòng vui sướng độc thoại, kỳ biểu hiện ra nhưng vẫn là chứa hồ đồ. Nguyên lai là Mã Thúc A, người điện thoại này đánh tới cho ta, chuyện gì? Hắn nhạt mở miệng cười nói. Bên đầu điện thoại kia Mã Khôn nghe vậy phản xạ có điều kiện nhíu mày, khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái âm trầm, nhưng hắn nhưng vẫn là kiềm chế xuống tới, thản nhiên nói xấu hổ A, là ta lão gia hỏa này giáo tôn vô phương, nhưng thật ra nhượng Diệu Dương hiền chất ngươi chê cười. Nếu đổi lại là trước đây, lấy Trần Diệu Dương đêm nay bối thân phận lại dám dùng loại này giọng nói nhàn nhạt nói chuyện với hắn, tất nhiên sẽ gây nên hắn Mã Khôn không hài lòng. Có thể giờ này ngày này, tình huống đã có chỗ bất đồng, một là bởi vì bọn hắn Mã gia gần đây tao ngộ rồi một hồi đại biến cố, hắn Mã Khôn thúc tổ. Bọn họ Mã gia định hải thần châm, lão tổ tông bị thần bí nhân đánh thành trọng thương, hôm nay chính đang bí mật tiến hành tu dưỡng. Hai là bởi vì chính trực cái này thời kỳ nhạy cảm, bọn họ Mã gia, nhưng thật giống như còn chọc tới đại phiền toái, chọc phải một vị thần bí thanh niên nhân. Như vậy không phải do hắn Mã Khôn không thận trọng, chỉ có thể chịu nhịn tính tình cùng Trần Diệu Dương cái này vãn bối tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, muốn mau sớm hiểu rõ ràng đối phương đến tột cùng là thân phận gì. Hắn không tin chính là một người trẻ tuổi, chẳng lẽ thật là có tư cách coi thường bọn họ Hương Cảng Mã gia? Đừng nói đùa. Mã Thúc ngươi lời này liền nói nhượng ta hồ đồ, giáo tôn vô phương. Thế mà Trần Diệu Dương nghe vậy, nhưng ở bên đầu điện thoại kia giả vờ ngây ngốc cười nhạt nói. Ngươi, gặp lấy bản thân đường đường Mã gia tộc trưởng thân phận, hiện nay đều tự mình cho đối phương đánh tới cú điện thoại này, Trần Diệu Dương cái này hắn Mã Khôn vãn bối lại còn là một bộ giả vờ ngây ngốc dáng dấp, làm bộ không biết chuyện, giọng nói như vậy giễu cợt cười nhạt, điều này làm hắn Mã Khôn trong lòng không nín được căm tức. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng cũng thoáng cảm giác được như vậy một tia không ổn. Dù sao, sẽ đối phương thật không bài tẩy gì hoặc dựa vào nói, hắn chính là một cái Trần Diệu Dương, dám như thế cùng mình nói chuyện sao? Nhất niệm đến nước này, Mã Khôn già nua mặt sợ nhìn không được trầm xuống, lạnh lùng nói Trần Diệu Dương, ta cũng không muốn với ngươi vòng quanh. Ngày hôm nay chuyện này, ngươi có thể cho ta một câu sảng khoái nói sao? Họ Trần tuổi nhỏ người đến tột cùng lai lịch gì? Là các người Trần gia người. Chúng ta Trần gia người. Xin lỗi, Mã Thúc lần này ngươi có thể nghĩ lầm rồi, vị kia Trần tiên sinh đây cũng không phải là chúng ta Trần gia người. Trần Diệu Dương nghe vậy nói rằng. Vậy hắn vì sao họ Trần? Chỉ là trùng hợp mà thôi. Mã Khôn ép hỏi. Quả thực chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu không, người nghĩ chúng ta Trần gia còn có thể là Hương Cảng năm đại hào môn cuối cùng sao? Trần Diệu Dương nghe vậy bình thản mở miệng nói. Kỳ ngôn ngữ thanh đã có một tia cảm thán. Đúng vậy, nếu Trần Phi thật là bọn hắn Hương Cảng Trần gia người, bọn họ Hương Cảng Trần gia, lại sao còn đành phải Hương Cảng năm đại hào môn cuối cùng? Lấy hắn đúng Trần Phi thực lực khủng bố nhận chi, không nói là đệ nhất, dù thế nào thứ nhì là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. T. Bên đầu điện thoại kia Mã Khôn nghe vậy nhìn không được hơi cũng hút lương khí, ngốc lăng nói Trần Diệu Dương, ngươi lời này là nghiêm túc. Phải biết rằng, lời như vậy cũng không thể nói lung tung. Hắn đương nhiên biết lời như vậy tuyệt không có thể nói lung tung, còn đối với phương thân là Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng, khẳng định rành mạch từng câu. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên vẫn là như vậy nói, hơn nữa giọng nói như vậy khẳng định, kiên quyết, điều này làm cho hắn Mã Khôn đem lời nghe vào tai đóa trong, không khỏi nét mặt già nua trên trán mồ hôi lạnh tích tích hứa ra. Đối phương ý tứ này, đến thực sự. Phải biết rằng có thể ngồi vào bọn họ vị trí này người, ai đều không phải người ngu. Lúc này hắn đâu còn nhận thức không rõ ràng lắm, bọn họ Mã gia tựa hồ thật trêu chọc tới một cái đại phiền toái, liên lấy bọn họ đường đường Hương Cảng Mã gia địa vị, cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy vướng tay chân. Nhất niệm đến nước này,
hắn nhịn không được thở một hơi thật dài nói Diệu Dương hiền chất, Trần tộc trưởng, xem ở chúng ta Hương Cảng năm đại hào môn đồng khí liên cảnh phân thượng, người có thể hay không nói cho ta biết, người trẻ tuổi kia đến tột cùng lai lịch gì? Là thân phận gì? Từ vừa mới bắt đầu lấy thân phận của trưởng bối xưng hô Trần Diệu Dương hiền chất, càng về sau nắm lỗ mũi gọi thẳng Trần Diệu Dương tên, đến bây giờ cuối cùng, Trần tộc trưởng. Rất hiển nhiên cái này ba từ ngữ xuất hiện, hoàn toàn đủ để từ mặt bên làm nổi bật đối phương tâm tính biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu hơi chút coi trọng, càng về sau càng thêm coi trọng, lại đến bây giờ không gì sánh được coi trọng. Rất hiển nhiên, đối phương lần này là thật không dám khinh thường. Trần tộc trưởng, từ ngài trong miệng cư nhiên có thể nghe được ba chữ này, còn thật là khó khăn a. Bất quá, tự từ ngài ba chữ này, ta Trần Diệu Dương cũng không giấu giếm, thân phận của đối phương, ta có thể nói cho ngươi biết. Trần Diệu Dương chỉ cảm thấy ngày mùa hè Tam Phục Thiên ăn kem vậy mát mẻ, sau đó híp mắt chậm rãi nói. Phải biết rằng thật lại nói tiếp, hắn trở thành Hương Cảng Trần gia cái này đại gia trưởng, cũng coi như đã nhiều ngày, có thể đã qua đối phương tựa hồ cũng chẳng bao giờ tán thành, chớ nói chi là nhìn thẳng vào hắn tầng này thân phận, cho tới hôm nay, đây là lần đầu, tự nhiên nhượng trong lòng hắn có dũng khí không nói ra được vui sướng. Chăm chú lắng nghe, bên đầu điện thoại kia Mã Khôn sắc mặt âm trầm như nước nói. Hắn rất không thoải mái hiện tại. Mã Thúc, hỏi câu không nên hỏi nói, các người Mã gia vị kia, hôm nay thân thể hẳn là không tốt lắm đâu. Trần Diệu Dương mím môi một cái môi, híp mắt cười nhạt nói. Trần Diệu, Trần Tộc trưởng, ta nghĩ người hẳn là rất rõ ràng, lấy ta thúc phụ thân phận, không có thể như vậy ngươi loại này tiểu bối có tư cách vọng thêm nghị luận. Đừng nói là ngươi. Mặc dù là phụ thân ngươi cũng không được. Mã Khôn nghe vậy nhất thời sắc mặt chợt biến, giọng nói thoáng cái thay đổi rất lạnh nói. Phải biết rằng tuy rằng bọn họ Mã gia lão tổ tông, Định Hải thần châm bị thương nặng tin tức, ở năm đại hào môn cái vòng này nội đã không có thể tính gì chứ bí mật, thế nhưng, dù vậy, bọn họ Mã gia cũng vô pháp tiếp thu ngoại nhân vọng thêm nghị luận. Bởi vì nói không tốt nghe một ít, cái này hoàn toàn là đối với bọn họ Hương Cảng Mã gia khiêu khích. Cũng không bình thường có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Ha ha, Mã Thúc, người yên tâm, ta rất rõ ràng ta hiện tại sở nói cái gì. Thậm chí ban đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoài cửa, các người Mã gia vị kia, thế nhưng ta tận mắt gặp bị người một hai chiêu đánh thành trọng thương. Trần Diệu Dương nghe vậy cười lạnh nói. Lúc này đây Mã Khôn nghe vậy không nói lời nào, cũng chăm chú nín tức giận cùng đợi Trần Diệu Dương sau văn. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương không thể không bội phục đối phương sự nhẫn nại, chợt cũng lười lại thừa nước đục thả câu, mở miệng nói đương sơ, ở chợ đêm cổ bảo ngoại, ta chính mắt thấy một màn kia. Mà vị kia đem bọn ngươi Mã gia lão tổ tông trọng thương người, hắn là một vị trẻ tuổi, mà chuyện trọng yếu nhất vâng, vị trẻ tuổi kia, hắn họ. Hắn họ Trần. Bên đầu điện thoại kia, Mã Khôn nắm điện thoại tay sớm đã thành không biết khi nào, kịch liệt điên cuồng run rẩy. Kỳ khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái kinh hãi, lại run rẩy nói. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng cháu mình, cư nhiên không biết sống chết trêu chọc đến dĩ nhiên là vị nào. Đương sơ, chợ đêm cổ bảo ngoại, liền bọn họ Mã gia cường đại nhất lão tổ tông, Định Hải thần châm, đều bị đối phương dường như đại nhân ẩu đả tiểu hài tử vậy dễ dàng đánh bại, thậm chí còn bị đánh cho trọng thương, cho tới bây giờ thành tựu bọn họ Mã gia hôm nay khốn cục. Mà bây giờ... Bọn họ Mã gia tiểu bối cư nhiên lại không biết sống chết, trêu chọc đến cái kia có thể nói thay đổi tai tuổi nhỏ trên thân người. Trách không được, trách không Trần gia sẽ như vậy không có sợ hãi, trách không được chính là một cái Trần Diệu Dương, dám dùng dạng giọng cùng hắn Mã Khôn nói. Nguyên lai đây hết thảy, đều bởi vì vị trẻ tuổi kia a. Vị kia thực lực khủng bố tới cực điểm, họ Trần tuổi nhỏ người. Ngay sau đó, đó là điện thoại chuyển được dưới trạng thái trầm mặc thật lâu. Trần Diệu Dương thậm chí chỉ nghe đến đối phương từ từ rất nặng tiếng hít thở, liền rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương sợ. Đối phương đường đường Mã gia tộc trưởng, đủ lớn tuổi hắn nhanh 30 tuổi Mã Khôn, hắn thật sợ, thân thể đang run rẩy. Diệu Dương hiền chất, Trần tộc trưởng, chuyện này, là chúng ta Mã gia không đúng, không biết ngươi có thể không tại nơi vị diện trước thay ta các Mã gia nói tốt vài câu, coi như để chúng ta Hương Cảng năm đại hào môn đồng khí liên cành. Sau một hồi, Mã Khôn khóe miệng lộ ra sâu đậm đắng chát, thấp giọng nói. Nói ngọt, Mã Thúc, người cảm thấy lấy thân phận của đối phương, thực lực, chúng ta Trần gia, có lá gan khuyên.
Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn nói cũng phải lời nói thật, nói đùa, ngay cả bọn họ Trần gia đại trưởng lão ở Trần Phi trước mặt, đều thành thật không gì sánh được điệu thấp cùng cái trung thực lão bộc người không khác nhau. Thậm chí người Mã gia chỉ là nghe được đối phương hàng đầu, tự sợ đến như vậy. Lại nói tiếp, ở Hương Cảng năm đại hào môn bài vị trong, chúng ta Trần gia còn so với các ngươi Mã gia thấp hai vị. Các ngươi cũng không dám, chúng ta dựa vào cái gì dám? Muốn chết sao? Cái cần nói đã nói hết, Mã Thúc, nên ta cũng toàn bộ tất cả nói, đến mức làm sao bây giờ, đó chính là ngươi các chuyện của Mã gia tình. Xin lỗi, ta cúp điện thoại trước. Nói xong Trần Diệu Dương không chút do dự cúp điện thoại. Khóe miệng nhìn không được hiện ra nhàn nhạt sướng thoải mái dáng tươi cười, như vậy hết giận, đã nhiều năm như vậy, hình như thật vẫn là lần đầu tiên a. Họ Trần tuổi nhỏ người, họ Trần tuổi nhỏ người, họ Trần. Cùng lúc đó, điện thoại một đầu khác, nghe được trong loa truyền tới âm thanh bận, Mã Khôn chỉ cảm giác mình cả người cũng không có bất luận cái gì khí lực, vẻ mặt thất thần sụi lơ ở ghế trên, mâu quang khẽ run. Lúc này, hắn rốt cục nhận thức đến bọn họ Mã gia lại trêu chọc đến kinh khủng bực nào tai họa. Tức giận đến thần sắc hắn hắng giọng trọng trọng vỗ xuống tọa ỷ tay vịn, hận không thể bản thân thân thủ đem mình cái kia người ngu ngốc tôn tử tươi sống bóp chết, hoặc là đem dùng thương súng bắn chết. Con mẹ nó ngươi đến tột cùng là có lớn bực nào gan chó tử, lại dám đi trêu chọc cái loại này khủng bố tồn tại. Hơn nữa, lại vẫn dám loạn đả vị kia họ Trần thanh niên nhân nữ nhân chú ý. Người đạp mã đây là có mấy cái mệnh có thể chết. Thế nào không hơn thiên? Tuy rằng trong lòng hắn tức giận như vậy theo, nhưng hắn Mã Khôn hiển nhiên rõ ràng việc này nặng nhẹ, do dự nửa ngày, chỉ thấy kỳ đứng dậy rời đi thư phòng, đi vào Mã gia ta cấm địa ở chỗ sâu trong. Là ai? Từ ở chỗ sâu trong truyền đến băng lãnh, táo loạn thanh âm. Rất không nhịn được. Thúc phụ, là ta, Mã Khôn. Nghe được băng lãnh, buồn bực thanh âm. Mã Khôn già nua thân thể nhịn không được hơi run một chút chiến, thận trọng nói. Ngươi tới làm gì, ta không phải là nói với các ngươi, ở ta chữa thương đoạn này trong lúc, cấm bất luận kẻ nào đến quấy rầy ta sao. Cấm địa ở chỗ sâu trong truyền tới thanh âm mặc cho tựu băng lãnh, thậm chí có một ít cực đại táo bạo, không nhịn được. Khiến Mã Khôn sắc mặt trở nên có chút thấp thỏm lo âu. Thúc phụ, phát sinh đại sự, nếu thật là phổ thông sự tình. Ta Mã Khôn mặc dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám nghịch lại mệnh lệnh của ngài a, Mã Khôn run rẩy nói. Đại sự, nói, chuyện gì, băng lãnh buồn bực thanh âm trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi kiềm chế theo tâm tình nói. Là như vậy, cháu của ta Mã Thiên Sinh hắn đêm nay không cẩn thận trêu chọc đến một người. Mã Khôn nói, trêu chọc đến một người, tự điểm ấy chuyện hư hỏng mà ngươi tìm đến ta, Mã Khôn. Ngươi có đúng hay không nghĩ ta Mã Thế Hào già rồi, tốt tiêu khiển. Nhất thời từ cấm địa ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng lăng liệt quát lạnh, có vẻ thập phần không nhịn được. Không đúng, thúc phụ, ngươi nghe ta giải thích hết. Chuyện này thật không vậy tầm thường chuyện tình. Mã Khôn nghe vậy nhất thời giọng nói thật nhanh. Vậy cho ta nói nhanh lên một chút, ta vô tâm tư nghe ngươi lời thừa. Cấm địa ở chỗ sâu trong truyền đến đối phương cực không nhịn được thanh. Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài, cẩn rực rực, chậm rãi nói cháu của ta Mã Thiên Sinh chọc tới người kia họ Trần, là một thanh niên nhân, hơn nữa vừa rồi ta còn cho Trần gia hiện giữ đại gia trưởng Trần Diệu Dương gọi điện thoại, hắn nói, họ Trần tuổi nhỏ người, hình như chính là lúc đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoại, đả thương ngài vị nào. Lời vừa nói ra, cấm địa ở chỗ sâu trong vị kia hoàn toàn trầm mặc, phảng phất nhằm vào rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể đủ nghe được. Vắng vẻ làm người ta trong lòng sợ. Cũng khiến nói một hơi lời nói này Mã Khôn sắc mặt khẽ run lên, nhịn không được cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo. Ý của ngươi là, đường sơ đem ta giống như chó chết vậy dễ dàng đánh thành trọng thương quái vật, người ngu xuẩn tôn tử, lại dám to gan lớn mật, trêu chọc đến trên đầu hắn. Là ta điên rồi, cũng là ngươi điên rồi, hay là chúng ta Mã gia tất cả mọi người cùng nhau điên rồi. Ngươi có biết hay không, cái này ý vị như thế nào? Giống như là trước bão táp sự yên lặng, hồi lâu sau, từ cấm địa ở chỗ sâu trong truyền đến vị kia run vậy thanh âm trầm thấp. Khiến Mã Khôn nghe vậy bỗng nhiên cả người lông tơ dựng đứng. Thúc phụ, vị trẻ tuổi kia thật có kinh khủng như vậy. Mã Khôn run rẩy nói. Nếu không ngươi cho là thế nào, trong mắt của ta,
tiểu tử kia chính mình đơn giản bị diệt chúng ta Mã gia thực lực. Ai, quên đi, Mã Khôn, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là ngươi, cùng ngươi ngu xuẩn tôn tử, không có khả năng đạt được đối phương quái vật kia tiểu tử tha thứ nói, ta bảo chứng, ta sẽ đích thân đi ra, vặn dưới hai người các ngươi đầu đi cho đối phương tạ tội. Lan, bây giờ lập tức cút cho ta tương đương. Do như núi lửa phun trào vậy, cấm địa ở chỗ sâu trong vị kia rốt cục điên cuồng gầm hét lên. Chỉ là kỳ đang nói phần cuối lại mang theo sâu đậm run âm, khiến Mã Khôn ở cực đoan sợ hãi dưới, càng cảm giác hơn cực sợ. Hắn minh bạch, bọn họ Mã gia lão tổ tông, là thật sợ, sợ đối phương vị kia có thể nói là quái vật cấp bậc thanh niên nhân. Bởi vì đối phương, chính mình có thể đơn giản bị diệt bọn họ hương cảng Mã gia thực lực. Cũng bởi vì đối phương, từng đem lúc này có đầu rút cổ ở cấm địa ở chỗ sâu trong, một mình thương cảm Liota vết thương vị kia dễ dàng đánh thành trọng thương, thậm chí, có thể tùy tùy tiện tiện muốn cái mạng nhỏ của hắn. Như vậy, Mã Khôn như là tắm ở nước mưa trong, cả người y phục ướt đẫm vậy ngơ ngác đi ra cấm địa ở chỗ sâu trong. Đi hương cảng đảo, hiện tại ngay tức khắc chuẩn bị cho ta xe đi hương cảng đảo. Sau đó, Mã gia khu nhà cấp cao nội vang lên hắn sắc lệ nội cha tiếng gầm gừ. Hắn Mã Khôn lúc này rốt cuộc hiểu rõ, hắn hiện tại, phải ngay tức khắc đem hết toàn lực đạt được đối phương vị kia họ Trần người tuổi trẻ lượng giải, bằng không, hắn và hắn tên ngu xuẩn kia tôn tử Mã Thiên Sinh đem vạn kiếp bất phục. Thậm chí ngay cả phía sau hắn Mã gia cũng sẽ bởi vì đã bị chuyện này liên lụy, cao chọc trời building ầm ầm sập. Đến lúc đó, hết thảy đều chậm, cũng xong rồi. Ước nửa giờ sau, hương cảng Mã gia tộc trưởng đương nhiệm Mã Khôn ngồi xe chạy tới hương cảng đảo ta tư nhân đỉnh cấp hội sở. Trừ hắn ra, Mã Thiên Phóng ở sớm nhận được đối phương điện thoại sau, cũng không chút do dự sớm chạy đến. Hắn lúc này đang theo đệ đệ mình ở hội sở lầu một đại đường trong thấp thỏm bất an chờ. Lấy thông minh của hắn, đương nhiên không khó nghĩ đến chuyện này là thật nghiêm trọng, bằng không, lấy ra ra hắn Mã Khôn hương cảng Mã gia tộc trưởng đương nhiệm thân phận, lại sao đã trễ thế này, còn thân hơn tự đến đây. Nghĩ đến đây, Mã Thiên Phóng nhìn không được có chút ra đầu tê dại, tứ chi run. Ra ra, ngài đã tới. Sau một khắc hắn đột nhiên nhìn thấy hội sở nhập khẩu phương hướng có đông đảo bọn họ Mã gia hộ vệ áo đen, vây quanh một vị tóc bạc chỉ bạc lão giả bước đi tiến đến. Thấy tình cảnh này, Mã Thiên Sinh cũng không muốn nhiều như vậy, còn tưởng rằng là mình cứu tinh tới, hai mắt sáng ngời, dấy lên một chút hy vọng, vội vàng nghênh đón, cung cung kính kính ủy khuất hướng ra ra mình mở miệng nói ra ra, ngày hôm nay ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Làm chủ, ngươi còn muốn nhượng ta cho ngươi làm chủ. Ta Mã Khôn tại sao có thể có ngươi loại này nhược trí tôn tử, ta phiến chết ngươi. Hắn Mã Thiên Sinh không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói, lập tức dẫn đối phương trong lòng nồng nặc bất an sợ hãi, lửa giận. Ba một tiếng, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, Mã Thiên Sinh cứ như vậy thẳng tắp, trọng trọng đã trúng một cái tát, mặt đều bị một chút phiến sưng lên, cả người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Thấy một bên Mã Thiên Phóng nhịn không được trong lòng dâng lên từ trận hàn khí, tứ chi lạnh lẽo. Ra, ra ra, mà Mã Thiên Sinh lại hung hăng đã trúng một cái tát, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả người đều trở nên thần sắc hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải thật ngốc, hắn minh bạch ra ra mình lúc này như vậy nổi giận cử động, ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương vị trẻ tuổi kia, hình như bọn họ hương cảng Mã gia thực sự không thể trêu vào. Liên ra ra hắn Mã Khôn lúc này đều sợ, toát ra không cách nào che giấu sợ hãi, vẻ sợ hãi. Ra ra, chuyện bây giờ nếu đã xảy ra, đánh cũng đã chậm, chúng ta hay là trước nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ đạt được đối phương vị kia tha thứ đi. Hồi lâu sau, Mã Thiên Phóng cẩn cẩn rực rực đi tới Mã Khôn bên cạnh nói. Hắn ở đâu, vị kia họ Trần tuổi nhỏ người ở đâu? Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài, nói. Mã Thiên Phóng nghe vậy ngay tức khắc nói ở phía trên, hẳn là còn không có xuống tới. Ở phía trên, tốt lắm, đi, Mã Khôn nghe vậy một bên thần sắc run nhẹ nhẹ, một bên sải bước hướng phía cần tư nhân đỉnh cấp giải trí hội sở đi lên lầu. Ở phía trên kia, vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia Ngô Quảng Bân sinh nhật yến hội vẫn còn tiếp tục theo. Cùng lúc đó, cần đỉnh cấp tư nhân giải trí hội sở nội, Trần Phi đám người tụ ở một cái góc bưng ly rượu đàm tiếu theo. Trần Phi vừa cười vừa nói Phi xong, các người bộ phim này còn muốn chụp bao lâu? Còn cần những người khác hỗ trợ tuyên truyền sao?
Ta xem vị này Ngô Quảng Bân Ngô Đại Thiếu trong thế nhưng vòng quanh trái đất giải trí, mới có thể giúp đỡ một ít việc đi. Hẳn là còn muốn quay chụp cả tháng đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, anh Lan tỷ, người cứ nói đi. Cố Phi xong nghe vậy ôm chặt Trần Phi cánh tay, có chút ngượng ngùng ngượng ngập nói. Trần Phi cư nhiên sẽ chủ động nhắc tới loại sự tình này mà, nói thật đi, hắn thật không nghĩ tới. Vòng quanh trái đất giải trí là chúng ta vòng giải trí số 1 số 2 đại công ty, nếu là Ngô ít có thể hỗ trợ, vậy khẳng định là cho dù tốt không tệ. Hồ Anh Lan nghe vậy nhất thời vừa cười vừa nói, trong lòng có chút tiểu tiểu kích động. Phải biết rằng, Cố Phi xong hôm nay quay chụp bộ phim này, thế nhưng cũng có hắn Hồ Anh Lan phần. Nếu là có thể xin nhờ đến đối phương vòng quanh trái đất giải trí đại thiếu gia hỗ trợ, ở tuyên truyền, tiêu thụ các phương diện cùng công ty bọn họ, hoa số truyền thông cường cường liên thủ, đây tuyệt đối là có tiền cũng không mua được thiên truyện thật tốt mà. Sẽ để cho bọn họ tham dự cần bộ phim quay chụp diễn viên, toàn bộ được ích lợi vô cùng. Hơn nữa còn là cái loại này chân chính được ích lợi vô cùng. Như vậy, hắn lại có thể trong lòng không kích động ni. Phi ca ngươi yên tâm, tẩu tử chuyện này giao cho ta. Nếu bộ phim này không thể để cho tẩu tử một chút lửa lần hai bờ sông ba, ta Ngô Quảng Bân, đưa đầu tới gặp. Mà Ngô Quảng Bân nghe vậy nhất thời không chút do dự vỗ ngực phát thệ, bảo chứng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói đùa, phải biết rằng đây chính là liên đường đường hương cảng Trần gia hào ca đều tôn xưng một câu phi ca siêu cấp lớn nhân vật. Đối phương đặc biệt an bài sự tình, hắn há có thể không coi trọng. Cái gì tẩu không tẩu tử, cũng chớ nói lung tung. Trần Phi nghe vậy hơi ửng đỏ mặt có chút nhãn thần phiêu hốt, đã có thể sau đó một khắc, đột nhiên, hắn lại mạnh đôi mắt vừa thu lại lui, mâu quang trong sau đó bộc phát ra lau một cái khó có thể tin cây ết yêu ta sợ. Sau đó ánh mắt rất nhanh rơi xuống cách đó không xa, một vị chính thần sắc khẽ run, cũng đang hướng về hắn cấp tốc đi tới một vị đầy chỉ bạc lão giả trên ngón tay cái. Ở nơi này, tại nơi đầy chỉ bạc lão giả trên ngón tay cái, có một khối ngọc bấm ngón tay. Là khối chân chính không giống bình thường ngọc bấm ngón tay. Phi ca, thế nào? Mã tộc trưởng. Trần Hào vô cùng kinh ngạc ở Trần Phi đột nhiên biểu hiện dị dạng, sau đó theo kỳ nhãn thần phương hướng nhìn lại. Trong sát na, thần sắc hắn tự mạnh cứng lại rồi, sau đó hiện ra lau một cái thật sâu cây ết yêu ta sợ, vẻ kính sợ. Hắn cư nhiên đích thân đến. Trần tiên sinh xin chào, trước tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân chính là hương cảng Mã gia tộc trưởng đương nhiệm Mã Khôn, đối với vừa rồi phát sinh sự kiện kia mà, ta thâm biểu áy náy, là ta giáo tôn không. Thế mà đối phương nhưng căn bản lý, để ý đều không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới. Tất cung tất kính hướng về Trần Phi khom lưng nói. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, chợt bị Trần Phi vẻ mặt khác thường cắt đứt đem trên tay người cái này bấm ngón tay lấy xuống, ta xem một chút. A, cái gì, Mã Khôn nghe vậy ngẩn người, không phản ứng kịp đối phương có ý tứ. Ta nói đem ngươi trên ngón tay cái ngọc này bấm ngón tay lấy xuống, ta xem một chút. Có đúng hay không muốn ta tự mình đến, Trần Phi giọng nói chợt tăng thêm mấy phần, giờ này khắc này. Hắn không công phu cùng đối phương mù lề mề. Nga, chích chích chích, ta lập tức chích. Con ngựa kia khôn nghe vậy lúc này mới lập tức bừng tỉnh, cả người một cái giật mình, ngay sau đó không chút do dự cấp tốc đem bản thân trên ngón tay cái ngọc bấm ngón tay hái xuống, rất cung kính đưa tới trong tay đối phương. Thật giống như sợ mình động tác chậm chia ra, sẽ chọc cho đối phương tức giận vậy. Cư nhiên thực sự là loại đồ vật này. Gì, đột phá. Trần Phi đem ngọc bấm ngón tay cầm trong tay, lẳng lặng cảm thụ được bên trong bộ mênh mông khí lưu, nhịn không được nỉ non. Ngay tại lúc sau một khắc, hắn chợt cả người một cái kích động, thần sắc ngẩn ngơ. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, có lẽ là bởi vì trong tay hắn ngọc này bấm ngón tay nội bộ tồn tại linh khí, dẫn đến hắn vẫn chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã tới. Ngay vừa rồi một khắc kia, hắn rốt cuộc luyện khí tam trọng đỉnh. Nước chảy thành sông đột phá đến rồi luyện khí tứ trọng, thành một vị chân chính chính luyện khí trung kỳ người tu chân. Coi như là rốt cục miễn cưỡng đi vào tu chân giới đại môn. Tại nơi cái vô hạn thần bí, xa xôi, kỳ quái tu chân giới trong, luyện khí tu vi trình tự cộng bị phân làm cửu trọng, trong đó trước tam trọng vi sơ kỳ, trong tam trọng vi trung kỳ, sau tam trọng vi hậu kỳ. Kỳ trình tự cách xa nhau gian hoàn toàn là chất biến hóa, cũng không thật đơn giản một lưỡng trọng tên không giống với. Mà là sẽ thực lực chân chính tăng nhiều.
Nhưng bây giờ Trần Phi hắn để ý nhất cũng cái này, mà là hắn lúc này trong tay nắm ngọc bấm ngón tay, mâu quang tia sáng kỳ dị liên liên. Hắn thấp giọng dò hỏi đồ chơi này, các ngươi là từ địa phương nào làm cho tới. Trong tay hắn cái này mai ngọc bấm ngón tay không phải là đơn giản ngọc khí, mà lại là trong truyền thuyết người tu chân một khoản rạch một cái khác đi ra ngoài pháp khí. Bên trong bộ mặc dù là đã trải qua lịch sử năm tháng tan rã, cũng mặc cho nhưng mà lưu lại cường đại linh khí sóng chảy, rõ ràng tồn tại, lấy cái này làm phán đoán, Trần Phi cảm giác đồ chơi này tối thiểu phỏng chừng cũng phải là trúc cơ cường giả, mới có khả năng rèn đi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải biết rằng đây chính là trúc cơ cường giả A, là một loại dạng gì khái niệm, cử cái đơn giản nhất ví dụ, đó chính là hôm nay Hoa Hạ cổ vũ vòng tròn nội, tu vi thực lực cường đại nhất nhóm người kia, cũng liền tiên thiên trình tự, tương đương với luyện khí 4 bể giáp giới lục trọng, tương đương với luyện khí trung kỳ. Mà trúc cơ trình tự ni, đây chính là càng đang luyện khí trung kỳ hậu phương, luyện khí hậu kỳ cao hơn tầng. Giữa hai người hoàn toàn là không cách nào tiếng nhật khác biệt. Vì vậy cũng khó trách Trần Phi sẽ như vậy giật mình. Nghĩ có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng mặc dù là từ hắn đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau coi là khởi, hắn sở tiếp xúc được tu chân giới vết tích, nhiều lắm cũng chính là không trọn vẹn không hoàn toàn tu chân giới ma tu kỳ độc, cùng cái này nghi là trúc cơ cường giả lưu lại pháp khí so với, thực sự kém xa nữa. Là tốt rồi tự con kiến cùng voi. Ngài nói ngọc này bấm ngón tay. Mã Khôn nghe vậy ngẩn người. Chợt nhíu suy tư cả buổi, lúc này mới có chút không xác định mở miệng nhỏ giọng nói cái này hình như là trước chợ đêm đấu giá hội chảy ra gì đó, lúc đó cộng bán ra 3 mai loại này vậy ngọc khí. Một quả ở ta nơi này, một quả bị Nhạc gia mua đi, còn có một mai, còn có một mai. Hắn có chút không nhớ rõ. Ra ra, còn có một mai bị Stavia mua đi. Hắn tôn tử Mã Thiên Phóng bỗng nhiên ở bên biên nhỏ giọng nói. Nga, đúng. Còn có một mai bị đến từ Italia Stavia mua đi, Italia Bred gia tộc, một vị tên là Stavia hậu duệ. Mã Khôn nhất thời hồi tưởng lại gật đầu nói. Bred gia tộc, chính là cái kia hấp huyết quỷ gia tộc. Trước với các người Mã gia lão gia hỏa kia cùng nhau bạch nhân. Trần Phi nghe vậy nhất thời nhíu lên. Hắn hồi tưởng lại lúc đầu ở cổ bảo ngoại một màn kia, oai cùng 258 vạn tựa như bạch nhân, còn giống như là chỉ hấp huyết quỷ. Xem ra lại là đương sơ chàng chợ đêm A cấp đấu giá hội, từ buổi đấu giá trong chảy ra cái này pháp khí. Đáng chết, nói như vậy lên nói, đương sơ nếu không đột nhiên xuất hiện thần bí trước thiên lão đầu, hắn căn bản không khả năng bỏ qua cái này pháp khí cấp bậc bảo vật. Đúng vậy, chính là cái kia Bred gia tộc. Mã Khôn nghe được Trần Phi không chút kiêng kỵ nghe ra hấp huyết quỷ hai chữ, không khỏi mâu chỉ có một ít hốt hoảng quét một vòng chu vi, sau đó thận trọng nói. Rất hiển nhiên. Lấy bọn họ Mã gia địa vị, trình tự, cũng không phải thích hợp đem loại này đề tài nhạy cảm truyền tin. Dù sao, hấp huyết quỷ không phải là thần thoại trong tiểu thuyết tồn tại sao? Không phải sao, người thường còn là chẳng hay biết gì tương đối khá, bởi vì bọn họ không tư cách biết được loại sự tình này mà. Được rồi, cái này Mai Ngọc bấm ngón tay lưu lại, người có thể mang theo các ngươi Mã gia người đi. Chuyện lúc trước mà, hiện tại xóa bỏ, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất trong lòng nhớ kỹ. Đây đã là lần thứ hai, chuyện bất quá ba, hiểu ý của ta không? Trần Phi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Hào cái này Trần gia đại thiếu gia, hay là Ngô Quảng Bân, Đỗ Kim Thành, Tiền Tiến đám người, cũng không nhịn được mâu quang run, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn, phải biết rằng đây chính là đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia tộc trưởng đương nhiệm, nhưng bây giờ, cái này Trần Phi... Phi ca lại dám dùng như vậy giọng cùng đối phương nói, còn cái gì ngọc bấm ngón tay lưu lại, chuyện bất quá ba. Lẽ nào trong mắt hắn, đường đường hương cảng Mã gia liên cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách cũng không có sao. Muốn thực sự là như vậy, người này bối cảnh có bao nhiêu đáng sợ. Hô, trách không được cha muốn như vậy nhắc đi nhắc lại, dặn ta. Xem ra, vị này Trần tiên sinh, Phi ca hắn xa so với ta bây giờ muốn giống còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Trần Hào lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ở trong lòng hơi sợ hãi, may mắn lẩm bẩm. Phải biết rằng mặc dù là ba hắn Trần Diệu Dương, ở đối mặt với đối phương Mã gia tộc trưởng đương nhiệm Mã Khôn thời gian, cũng tuyệt không khả năng thể hiện cao như vậy tư thái, thậm chí ngay cả hắn đã chết đi ra cũng không thể,
chỉ có vị nào, bọn họ Hương Cảng Trần gia không thể tranh cãi Định Hải Thần Châm đại trưởng lão. Trong tộc chân chính nhất ngôn cửu đỉnh lão tổ tông. Lẽ nào? Vâng, 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 Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta Mã Khôn lấy chúng ta Mã gia danh vọng thề, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, sẽ không có nữa tiếp theo. Đã như vậy nói, chúng ta đây tự cáo từ trước. Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài, chậm rãi xoay người, mang người ly khai. Hắn cái này hoàn toàn cũng coi là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí ngay cả vị kia đã bị sợ ngốc Hoàn Khố đại thiếu Mã Thiên Sinh, nói liên tục nói xin lỗi công phu cũng không có, tự lại bị mang đi, hoàn toàn không có hắn lên tiếng tư cách. Bởi vậy có thể thấy được ở đối phương Mã Khôn trong lòng, Trần Phi là có kinh khủng bực nào cùng đáng sợ. Mà ở nhìn thấy đường đường Mã gia tộc trưởng đương nhiệm đều như vậy ăn nói khép nép chạy, ở đây lại một lần nữa lâm vào quỷ dị vắng vẻ. Tất cả mọi người mâu quang run, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ta, ông trời của ta, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai, thậm chí ngay cả đường đường Mã gia tộc trưởng đương nhiệm cũng dám đối kỳ như vậy không tôn kính, như là thượng vị giả vậy khiển trách một trận sau, làm cho đối phương cuồn cuộn linh lợi chạy. Một màn này nếu không phải bọn họ đêm nay thân nhật sở kiến, lấy bọn họ loại tầng thứ này, thân phận, căn bản không cách nào tưởng tượng. Thấy tình cảnh này, Ngô Quảng Bân, Đỗ Kim Thành đám người run run, thần sắc sợ hãi. Hồ Anh Lan, thậm chí Cố Phi Song đều có chút bị Trần Phi trước bày ra bá khí sở hùng ngã, nhãn thần đoá đoá thiểm thiểm, mặt cười có chút phi bạch. Phi ca, chúng ta bây giờ, thấy tình cảnh này. Trước hết chấn định lại Trần Hào cẩn cẩn rực rực tiến đến Trần Phi bên tai nói. Rất hiển nhiên, trực giác nói cho hắn biết, lúc này đã không có khả năng tiếp tục sẽ ở hội sở này nội ở lại, bởi vì Trần Phi, Phi ca, tựa hồ có cái gì trọng đại phát hiện. Nga, hiện tại, bây giờ đi về đi, ta có một số việc được cẩn thận nghiên cứu một chút. Trần Phi thất thần nói. À, Phi ca, người phải đi sao? Vừa nghe đến Trần Phi phải đi. Cố Phi Song theo bản năng ôm thật chặt lâu Trần Phi cánh tay, có chút không bỏ được nỉ non lên tiếng nói. Đêm nay lúc này mới vừa gặp mặt, lại muốn đi à? Không có biện pháp à, đột nhiên gặp được phải nghiên cứu ra manh mối chuyện tình. Ngươi như thế ủy khuất làm gì à, cũng không phải về sau cũng không thấy, rồi hãy nói ngươi gần nhất không phải là ở chụp làm trò sao. Cảm giác được đối phương trong giọng nói dị dạng tâm tình, Trần Phi trong lòng vì có chút ấm áp. Đưa tay nhéo nhéo Cố Phi Song Nga trứng lớn nhỏ tinh xảo khuôn mặt nói. À, đừng bóp ta mặt, chàng sẽ hoa. Thế nhưng đêm nay chúng ta không là mới vừa mới gặp mặt sao? Ta có một ít luyến tiếc ngươi. Cố Phi Song theo bản năng hờn dỗi, sau đó mặt cười có chút ửng đỏ nhỏ giọng nói. Chúng ta ước định tốt, chờ ngươi chụp hết bộ này làm trò, sẽ bắc sơn tìm ta, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, hắc hắc. Trần Phi nghe vậy vươn ngón tay cái nói. Nghe những người khác một trận ngây ra. Mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, xin nhờ, chúng ta Cố Phi Song Cố đại mỹ nhân thật là vì đi theo ngươi ăn bữa tiệc lớn sao? Giảng đạo lý, tình thương này quả thật có đợi khai phá, quá yếu. Tốt lắm, chúng ta ước định, thế mà Cố Phi Song nghe vậy lại mặt cười đỏ rực hưng phấn nói, ở chỗ sâu trong trắng nõn ngón tay cái cùng Trần Phi con dấu. Trong lòng hắn, có thể có được Trần Phi cam kết như vậy, cũng đã rất thỏa mãn. Vô luận ăn cái gì cũng tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Ước định. Trần Phi cười ước đối phương làm ra ước định, chợt theo Trần Hào ly khai Cần Tư Nhân hội sở. Một lát sau, một chiếc màu xanh da trời Ferrari LaFerrari trực tiếp lái ra khỏi bãi đỗ xe, gào thét hướng nước cạn loan Trần Hào biệt thự khu nhà cấp cao lái xe, tốc độ cực nhanh. Diệu Dương Thúc, ta có chuyện được nhờ ngươi. Trở lại Trần gia biệt thự sau, Trần Phi mã bất đình để tìm được Trần Diệu Dương nói. Ngài nói, có chuyện gì ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Trần Diệu Dương gặp Trần Phi cư nhiên sớm như vậy trở về, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghe được đối phương nghiêm túc giọng nói, nhất thời nghiêm sắc mặt nói. Các ngươi Hương Cảng có đúng hay không có cái nhạc gia, người đúng gia tộc này hiểu bao nhiêu. Trần Phi nghe vậy không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, mâu quang lóe lên. Ngài nói nhạc gia, thế mà Trần Diệu Dương nghe vậy lại mạnh sửng sốt, tư duy phảng phất đình chỉ nửa ngày. Lúc này mới theo thận trọng nói Trần tiên sinh, cái này nhạc gia thật không đơn giản, hắn có thể là chúng ta Hương Cảng năm đại hào môn hoàn toàn xứng đáng long đầu khôi thủ. Nói điểm chính, Trần Phi nghe vậy lại nhíu mày, cái gì long đầu khôi thủ, hắn không muốn nghe cái này. Nga, tốt lắm, ta đây nói thẳng,
Là như vậy, Hương Cảng năm đại hào môn, Nhạc gia bài đệ nhất, và lại bọn họ còn cùng chợ đêm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngay 7 năm trước, bọn họ lúc đó cường đại nhất lão tổ Nhạc Khuê, thành công đột phá trở thành lôi hệ S cấp dị năng giả, sau đó thêm vào chợ đêm, trở thành chợ đêm hôm nay tam đại phó hội trưởng một trong. Trần Diệu Dương một hơi thở đem bản thân biết toàn bộ nói ra. S cấp lôi hệ dị năng giả, Trần Phi nghe vậy nao nao, không nghĩ tới cái này Nhạc gia địa vị nội tình mạnh như vậy, cư nhiên có thể có được một vị S cấp lôi hệ dị năng giả. Dù sao mọi người đều biết, lôi hệ thế nhưng dị năng giả thuộc tính trong phá hư năng lực cực mạnh, cũng là tối cuồng bạo một loại. Sức uy hát yêu ta cực đáng sợ. Không sai, vì vậy, Trần Tiên Sinh, cái kia, Nhạc gia lại bất đồng ở chúng ta Trần gia hoặc là Mã gia, rất khủng bố. Vì vậy nếu là ngài cùng bọn chúng có cái gì hiểu lầm, nên bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận một chút xử lý. Trần Diệu Dương nghe vậy gật đầu, có chút khẩn trương, cẩn thận nói. Phải biết rằng đây chính là Nhạc gia, chính mình S cấp dị năng cường giả trấn giữ Nhạc gia, Hương Cảng năm đại hào môn trong không thể tranh cãi long đầu. Nếu Trần Phi thật cùng bọn chúng phát sinh cái gì hiểu lầm, hắn Trần Diệu Dương, đương nhiên khẩn trương. Rất hiển nhiên, đối với dị năng giả vòng tròn nội ý một người mà nói, S cấp bậc đều ý nghĩa chỉ có thể ngưỡng mộ cao sơn, chớ nói chi là Nhạc gia vị kia hôm nay càng Hương Cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong, tôn quý bất phàm, quyền cao chức trọng, tự nhiên không phải là Trần gia loại này chính là cuối cùng dám can đảm trêu chọc. Vì vậy cũng khó trách Trần Diệu Dương nghe vậy sẽ khẩn trương như vậy, coi như là có nguyên nhân, dù sao đối phương thế nhưng Hương Cảng năm đại hào môn xếp hàng thứ nhất Nhạc gia. Ngươi yên tâm đi, ta theo chân bọn họ không oán không cừu, chỉ là đơn thuần muốn từ trong tay bọn họ mua món khác. Trần Phi nghe vậy cũng nghe được đối phương khẩn trương trong lòng, không thể đưa không cười cười nói. Ý bảo đối phương đừng mù lo lắng. Lôi hệ S cấp dị năng giả, mặc dù đang toàn bộ thế giới dị năng giả vòng tròn trong phạm vi, đều tuyệt đối cũng coi là khủng bố bá chủ cấp bậc cường hãn tồn tại, nhưng đối với hôm nay đã trở thành luyện khí tứ trọng cường giả hắn Trần Phi mà nói, kỳ thực cũng không khoa trương như vậy, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, vì vậy trong lòng của hắn cũng không chút nào lo lắng. S cấp dị năng cường giả, nếu là có cơ hội, ta còn thật muốn thử xem kỳ chính mình bao nhiêu cân lượng nặng. Trần Phi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất hiển nhiên, theo hắn tu vi, thực lực lại một lần nữa cất cao, nhãn giới của hắn cũng đã trở nên càng thêm rộng lên, không hề vẻn vẹn cực hạn ở nửa bước tiên thiên, hoặc là nửa bước S cấp dị năng giả. Mà là điều chỉnh đến rộng lớn hơn, càng cao, nhìn thẳng cổ vũ tiên thiên, hay là S cấp dị năng giả trình độ. Hắn hôm nay, luyện khí tứ trọng, hoàn toàn có tư cách này. Mua đồ, hô, ta đây an tâm. Không biết Trần Tiên Sinh ngài muốn tìm Nhạc gia mua vật gì vậy? Trần Diệu Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Vâng, tự cái này, chính là lần trước chợ đêm đấu giá hội chảy ra ngọc khí. Thứ này Mã gia mua được một quả, lần trước cái kia hấp huyết quỷ tiểu tử mua được một quả, còn có hình như cái kia Nhạc gia cũng mua được một quả. Diệu Dương thúc người giúp ta an bài một chút đi, nói cho bọn hắn biết ý của ta nguyện, tốt nhất có thể an bài chúng ta song phương gặp mặt, tỏ vẻ thành ý. Trần Phi đem Mai Ngọc bấm ngón tay lấy ra nữa, tiếp tục nói. Ngọc khí, ta hiểu được, ta sẽ ngay tức khắc thông chi đối phương an bài. Trần Diệu Dương nghe vậy không có hỏi nhiều, thấp giọng nói. Theo Trần Phi một thân một mình trở lại bên trong biệt thự Trần Diệu Dương an bài cho hắn tốt tư nhân gian phòng, đem Mai Ngọc bấm ngón tay lại đem ra, hướng về phía ánh trăng, mờ quang lóe lên, trong cơ thể một luồng sợi linh khí cũng dần dần dũng mãnh vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Pháp khí, hơn nữa còn giống như là trúc cơ cường giả lưu lại pháp khí, thực sự là thật không ngờ a, ở địa cầu này, lại còn thật tồn tại loại vật này. Trần Phi một bên nghiên cứu, một bên hơi cảm thán. Phải biết rằng từ vị kia khoáng cổ tuyệt kim mới hoàng đoạn thiên hạ, chém long mạch sau, trên địa cầu sở hữu tất cả năng lượng đều trở nên cực kỳ cằn cỗi lên, xa không có thời cổ đại như vậy huy hoàng. Cũng chính là ở như vậy cơ sở trên. Hôm nay cái này mạt pháp thời kỳ tu chân giới từ lâu không gặp hình bóng, chỉ có cổ vũ giả xưng vương. Có thể mặc dù là cổ vũ giả, dựa vào tự thân lực lượng, đào móc tiềm năng, nhân thể động thiên đại long, cũng vẫn là không cách nào không bị điều kiện ngoại giới ảnh hưởng, trở nên so với đã từng thời cổ đại huy hoàng thời kỳ suy bại rất nhiều. Phải biết rằng ở đã từng cái kia huy hoàng, đỉnh phong thời đại, cổ vũ tiên thiên không có thể như vậy cường đại nhất trình tự.
ở trên đó còn có tiên thiên đại tông sư, võ đạo thần thoại. Gì, đồ chơi này tại sao là, hỏng? Nghiên cứu hồi lâu sau, Trần Phi bỗng nhiên nhìn không được nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện mình trong tay cái này Mai Ngọc bấm ngón tay pháp khí lại là hỏng, cũng không có cùng hắn trong tưởng tượng đối ứng năng lực thần kỳ, nhượng hắn không nghĩ tới. Vân vân chờ đã, cái này vậy là cái gì? Địa đồ, đã có thể sau đó một khắc, hắn lại mâu quang khẽ run lên, đầu ngón tay hiện ra một màu trắng sữa linh quang, theo nào đó vết tích ở ngọc bấm ngón tay biên giới tìm một chút. Ngay sau đó một đoàn đoàn nhẹ bỗng vân vụ dần dần xuất hiện ở người trước, trong lúc mơ hồ có một bộ không trọn vẹn địa đồ, theo ánh trăng quỹ tích, hiện lên ở giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện. Xem ra ta tựa hồ phát hiện cái gì không được gì đó a. Cái này không trọn vẹn địa đồ trong to lớn cự phong, sẽ là chỉ địa phương nào? Sẽ là vị kia trúc cơ cường giả lưu lại sao? Như vậy, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, đón ấm áp ánh mặt trời ấm áp, hương cảng ta đỉnh cấp tư nhân bằng biệt thự lớn khu nội, một cái nhà tường xám hôi ngói, không tầm thường chút nào bốn hợp đình viện. Một trương thiếu nửa sừng đầu gỗ bàn, trên bàn bày đặt một ly trà. Một vị đầy chỉ bạc hôi bào lão giả lẳng lặng uống trà. Mà ngồi đối diện hắn, còn có một vị thoạt nhìn hơn 60 tuổi lão giả, hai mắt lấp lánh hữu thần, dung mạo uy nghiêm, cả người làm cho cảm giác vừa tức giận chàng, cọng tóc một cây, như ngân sắc lôi điện. Nếu là lúc này có cảng Úc Lưỡng địa thượng lưu vòng tròn người ở đây, nhìn rõ ràng vị này hơn 60 tuổi khuôn mặt uy nghiêm lão giả khuôn mặt, tất nhiên sẽ túc nhiên khởi kính, thần sắc rung động. Bởi vì vị lão giả này rõ ràng là hôm nay hương cảng năm đại hào môn một trong, xếp hàng thứ nhất vị nhạc gia tộc trưởng đương nhiệm, đồng thời cũng là cảng Úc Lưỡng địa nhân vật truyện kỳ một trong nhạc Côn Lôn. Phải biết rằng vị lão nhân này hôm nay tuy rằng cũng chỉ có hơn 60 tuổi, nhưng từ lâu nửa ẩn phía sau màn, có người nói thân thể xuất hiện vấn đề gì, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng cũng không ai tin tưởng. Nguyên lai vị này nhạc Côn Lôn nhạc tộc trưởng thân thể cốt tốt rất. Ánh mắt lấp lánh hữu thần, tinh thần quắc thước, căn bản không giống như nghe đồn trong như vậy thân thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất là vị này nhạc Côn Lôn nhạc tộc trưởng, đường đường hương cảng nhạc gia không thể tranh cãi truyền kỳ cấp nhân vật, lúc này lại cư nhiên đúng một vị khác lão giả như vậy tôn kính. Thậm chí ngay cả lúc này nước trà đều chỉ có một chén, hắn nhìn, đối phương lẳng lặng uống. Mà vị lão giả kia hôm nay tuy rằng vẻ mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, ngay cả một đôi mắt cũng là khàn khàn không rõ, có thể cái loại này trong lúc lơ đảng chảy lộ ra ngoài khí thế, lại làm người ta cảm thấy không gì sánh được kinh hồn táng đảm, da đầu tê dại. Bởi vậy đủ để chứng minh đối phương bất phàm, tuyệt đối là một vị thực lực tương đương kinh khủng lão nhân gia. Côn Lôn, người nói có người muốn mua cái này Mai Ngọc mặt dây chuyền. Là ai, đáng giá người tới tự mình cho ta nói. Vẻ mặt nếp uốn lão giả chăm chú uống một ngụm trà, từ xám xịt bào y trong móc ra một quả tầm thường ngọc mặt dây chuyền, thản nhiên nói. Vật này là hắn không lâu ở chợ đêm đấu giá hội mua được, tuy rằng không mắc, thoạt nhìn cũng rất phổ thông, có thể hắn lại không hiểu kỳ diệu chính là cảm thấy rất thích, bằng không lấy thân phận của hắn, lấy hắn không đến mức tự mình xuất thủ đi mua chính là một quả như vậy ngọc mặt dây chuyền. Nhưng bây giờ, nhà Côn Lôn lại đột nhiên tự mình tìm tới cửa. Nói có người muốn mua trong tay hắn cái này mai phổ thông ngọc mặt dây chuyền. Tạm thời bất luận cái gì đối phương nguyên do. Tự luận nhạc Côn Lôn loại này tự mình mà đến cử động, liền làm hắn cảm giác kinh ngạc vạn phần. Phải biết rằng bọn họ nhạc gia cũng không thiếu tiền, mà là cái này hương cảng một mẫu ba phần, ngoại trừ chợ đêm ở ngoài, cũng không đáng lấy lòng bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, nhất là lấy thân phận của hắn, càng không thể nào, cũng không cần thiết làm như vậy, nhưng bây giờ. Đúng vậy, nhị tổ, là như vậy, có vị họ Trần tuổi nhỏ người, đi qua Trần gia giật dây bắc cầu, muốn từ chúng ta bên này mua ngài cái này mai ngọc bội. Nhạc Côn Lôn trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Nhị tổ, nếu là lúc này có năm đại hào môn lão nhân ở đây, nghe được nhạc Côn Lôn cư nhiên xưng hô đối phương vi nhị tổ, tất nhiên là không gì sánh được cây ết yêu ta sợ, sau đó túc nhiên khởi kính. Phải biết rằng vị này nhị tổ thế nhưng cùng nhạc gia lão tổ tông nhạc Khuê người cùng một thời đại vật, chỉ là cho đến ngày nay, ngoại trừ số người cực ít, ai cũng không biết vị lão nhân này là sống vẫn là chết. Có thể không nghĩ tới hôm nay, đối phương cư nhiên như thế tinh thần phấn chấn xuất hiện ở đây phổ thông bên trong tứ hợp viện. Coi như, lão nhân gia này lại còn sống,
hôm nay. Ít nhất, cũng có thể có 90 tuổi cao linh đi. Cùng với, hắn hiện tại, cũng có thể ít nhất là một vị nửa bước S cấp dị năng cường giả đi. Phải biết rằng năm đó, hắn thế nhưng cùng vị kia Nhạc Khuê Nhạc lão tổ, cũng xưng là thời đại kia Nhạc gia sáng chói song tử tinh, lóng lánh một cái thời đại. Họ Trần tuổi nhỏ người, hắn địa vị rất lớn sao? Vẻ mặt nếp uốn lão giả mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Lai lịch của hắn, ta cũng không biết có lớn hay không, chỉ là vị kia họ Trần tuổi nhỏ người hình như cũng chỉ có hơn 20 tuổi, lại ở hai chiêu trước liền đem Mã Thế Hảo đánh thành trọng thương. Không chỉ có như vậy, có người nói đêm đó chợ đêm vị kia Diêm La đại nhân đều xuất hiện, nhưng đối phương, vị trẻ tuổi kia, nhưng có thể ngạnh sinh sinh từ đối phương mí mắt dưới trốn. Nhạc Côn Lôn khuôn mặt hơi run lên, sau đó thấp giọng nói. Chỉ là của hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị vị kia vẻ mặt nếp uốn lão giả cắt đứt ngươi là nói, đoạn thời gian trước chợ đêm buổi đấu giá bắt đầu trước, ở chợ đêm cổ bảo ngoại đại náo một hồi tuổi nhỏ ngươi. Không sai, chính là hắn. Nhị tổ ngươi nhận thức, Nhạc Côn Lôn hơi nghi hoặc, nhị tổ hắn, làm sao có thể nhận thức người tuổi trẻ đó chứ? Ta không biết hắn, nhưng ta biết hắn. Vị kia vẻ mặt nếp uốn lão giả khóe miệng lộ ra một tia cảm thán vẻ, nói rằng. Trên thực tế đương sơ đêm đó hắn tuy rằng bởi vì đi tương đối trễ, mà bỏ lỡ phát sinh ở trước chuyện này, thế nhưng, về chuyện này chân tướng, hắn vẫn từ chợ đêm trong thoáng hiểu được một ít. Một vị tối thiểu nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ hơn 20 tuổi thanh niên nhân, thậm chí kỳ thực lực còn rất có thể không chỉ như vậy, sẽ càng cao. Đây chính là hắn chính tai từ hắn vị kia Đường Ca Nhạc Khuê trong miệng nghe được, há có thể nhượng hắn không khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là, theo hắn vị kia Đường Ca, hôm nay Hương Cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong Nhạc Khuê Nhạc lão tổ theo như lời, họ Trần tuổi nhỏ người tựa hồ cùng Hương Cảng chợ đêm một vị khác phó hội trưởng Diêm La đại nhân có rất đại sâu xa. Bằng không, chợ đêm cổ bảo là địa phương nào, đại biểu cho Hương Cảng chợ đêm bộ mặt, dám ở cái loại địa phương đó nháo sự, dĩ vãng ví dụ hạ tràng đều là rất bi thảm, căn bản không khả năng giống như đối phương hiện tại như vậy đánh giấm cũng không có, còn có thể Hương Cảng như vậy nghênh ngang nơi loạn chuyển. Nhị tổ, vậy chúng ta bây giờ, mà ở nhìn thấy đường đường bọn họ Nhạc gia nhị tổ, đang nghe thân phận đối phương sau, đều cây ết yêu ta sợ như vậy, Nhạc Khuê nhịn không được thấp giọng hỏi. Cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng cảm thán, xem ra hắn ngày hôm nay phần này cẩn thận, không cẩn thận sai a. Bằng không vừa rồi Trần gia tiểu bối Trần Diệu Dương gọi điện thoại tới thời gian, nếu như bị hắn thuận miệng một câu cự tuyệt, hiện tại không chừng sẽ gây ra đại sự gì ni. Dù sao có Mã gia Mã Khôn cái kia ví dụ phía trước, hắn cũng không muốn cùng đối phương vậy, làm loại này thằng xui xẻo. Quá hoan uổng. Hiện tại, trước không vội. Nếu đối phương muốn từ trong tay của ta mua đi khối ngọc này mặt dây chuyền, vậy rất hiển nhiên, cái này hẳn không phải là cái gì thông thường ngọc món. Vẻ mặt nếp uốn lão giả trực tiếp đem chén trà trong tay một đặt, chậm rãi nói. Nếu đối phương người trẻ tuổi kia lai lịch thân phận như vậy không giống bình thường, vẫn còn muốn từ mua trong tay hắn cái này mai ngọc mặt dây chuyền, đủ để chứng minh một điểm, đó chính là cái này mai ngọc món sợ rằng không trước hắn tưởng tượng như vậy phổ thông. Có lẽ là có kinh người gì lai lịch, hoặc bí mật, cũng nói không chừng. Như vậy trong lời nói, hắn đã lại đem ngọc mặt dây chuyền để xuống ở lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức, nhưng cũng vẫn là không có lấy ra cái manh mối gì. Thấy tình cảnh này, hắn khàn khàn mâu quang khẽ run lên, đột nhiên từ bảo y trong móc ra ba mai cổ đồng tiền. Nhị tổ ngài, thấy thế Nhạc Côn Lôn nhìn không được lấy làm kinh hãi, thần sắc khẽ biến. Cái khác ngoại nhân có thể không biết. Nhưng hắn Nhạc Côn Lôn làm đường đường Hương Cảng Nhạc gia tộc trưởng, lại nhất thanh nhị sở. Bọn họ Nhạc gia vị này nhị tổ, ngoại trừ là một vị thực lực kinh khủng dị năng giả ở ngoài, còn là một vị tiếng tăm lừng lẫy huyền học đại sư. Núi, trị, mệnh, tướng, bói, hắn vị này nhị tổ am hiểu chính là bói thuật, bói toán thuật. Thế mà loại này huyền học thủ đoạn đã có chứa nhiều hạn chế, chứa nhiều cắt xén, thậm chí có vi thiên hòa, có thể đưa tới hiện tượng thiên văn phản phệ. Vì vậy bọn họ Nhạc gia nhị tổ, cho tới bây giờ đã rất ít sẽ chọn vận dụng loại thủ đoạn này, không lúc còn trẻ như vậy xung động. Dù sao hắn hôm nay đều đã 90 tuổi tuổi, dần dần biết thiên mệnh, mạch lạc hoa văn, càng sợ huyền học phản phệ, uổng đưa tính mệnh. Thử nhìn một chút xem đi, nhịn không được ta sẽ sớm thu tay lại.
Thế mà vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại mặt không chút thay đổi nói, cầm lấy cổ đồng tiền. Ba mai cổ đồng tiền thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, ánh sáng màu tím nhạt, rỉ sét loang lổ, làm cho một loại nói không rõ không nói rõ năm tháng tang thương cảm giác. Kỳ Chính Diện bất ngờ bản thân rõ ràng khắc theo có khắc Thiên Nguyên Thông Bảo bốn chữ, phẩm tương hoàn chỉnh, lưu động không cách nào nắm giữ thần bí khí lãng. Rất hiển nhiên, đồ chơi này mà cũng không phải bộ mặt thành phố trên có thể lưu thông cái loại này phổ thông tiền cổ tiền, mà là huyền học bói toán giới độc hữu chân quý tiền cổ tiền tiền loại. Cho tới bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ vòng tròn nội cũng chỉ có không được 10 mai, nhưng lại có 3 mai tại đây. Có thể thấy được kỳ chân quý trình độ. Nhị tổ, cẩn thận. Thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn minh bạch bản thân không có biện pháp khuyên nữa, chỉ có khuôn mặt khẩn trương dặn dò. Phải biết rằng, làm vì bọn họ Hương Cảng Nhạc gia hôm nay hai dãy núi lớn một trong, đối phương nhị tổ nếu là xảy ra vấn đề gì, mặc dù không đến mức dao động đến bọn họ Nhạc gia như vậy địa vị, có thể cũng khó mà tiếp thu. Chỉ là vị kia vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại không để ý đến hắn nữa, mà là đem ba mai Thiên Nguyên Thông Bảo tiền cổ tiền để xuống lòng bàn tay trái, sắc mặt dùng mình, đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng, thần thần thao thao bắt đầu nhắc tới lên, nói lẩm bẩm dáng dấp. Khiến ba mai tiền cổ tiền thần kỳ vậy huyền phù ở giữa không trung. Thấy tình cảnh này, dù là Nhạc Côn Lôn như thế cả Úc Lưỡng Địa được khen là truyền kỳ vậy chính là nhân vật, cũng không nhịn được mạc danh kỳ diệu có chút ra đầu tê dại, tứ chi hơi lạnh. Gì, nhưng vào lúc này vẻ mặt nếp uốn lão giả nhíu mày, trong miệng nhịn không được phát sinh giọng nghi ngờ. Sau đó chỉ thấy kỳ lặng lẽ xem quái tượng, theo tay vung lên, bắt được ba mai huyền ở giữa không trung tiền cổ tiền. Đem một lần nữa lại một lần nữa để ở lòng bàn tay, chỉ là lúc này đây lại đặt ở trên tay phải, lay động, hướng giữa không trung vứt, trong miệng lại nói lẩm bẩm. Không chỉ có như vậy, lúc này đây hắn lại sắc mặt ngưng trọng bắt đầu thong thả bóp coi như. Kỳ mặt mũi già nua trên dần dần nhiều hơn cuồn cuộn giọt mồ hôi. Hai, thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn đều nhanh trái tim nhắc tới tiếng nói mắt, lại hay là không dám quấy rầy loại trạng thái này dưới nhị tổ. Ngạnh sinh sinh thu lại đem thốt ra nói, thần sắc khẩn trương, cũng theo đầy đều là mồ hôi. Như vậy non nửa một chút sau, huyền phù ở giữa không trung ba mai tiền cổ tiền bỗng nhiên nhất tề phát sinh dạn nứt thanh âm, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt nếp uốn lão giả phốc một tiếng, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi, khiến Nhạc Côn Lôn chợt biến sắc. Đương 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 đương, ba mai tiền cổ tiền tất cả đều nứt ra rồi, bể thành mấy khối rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Nhìn nữa vị kia vẻ mặt nếp uốn lão giả lúc này lại chẳng biết lúc nào, từ lâu dùng một tay cố sức che ngực, kỳ gầy trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái không bình thường huyết hồng. Phốc suy. Đột nhiên, vẻ mặt nếp uốn lão giả lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt theo mắt thường có thể thấy được tái nhợt, hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên ngắn, gấp. Nhị tổ ngươi không sao chứ? Thấy tình cảnh này, nhà Côn Lôn rốt cục nhịn không được kinh hô. Không có việc gì, còn chưa chết, mà vẻ mặt nếp uốn lão giả thổ quá máu sau, hình như rốt cục trở nên thư thái mấy phần, không nhịn được khoát khoát tay, ý bảo bản thân không có việc gì. Chỉ là kỳ hai mắt lại không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất rạn nứt tiền cổ tiền, vẻ mặt thất thần cùng cảm thán dáng dấp. Thấy thế Nhạc Côn Lôn lúc này mới không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói nhị tổ, ngươi vừa rồi thật là xung động. Xung động tự xung động đi. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả là ta cư nhiên một chút dấu vết cũng không có tính ra đến, xem ra ngọc này dây chuyền thật có kinh người gì lai lịch, thật là không có nghĩ đến a. Thế mà vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại lắc đầu cảm thán nói. Liên hắn ở huyền học bói coi là phía trên tạo nghệ, cũng không thể đủ tính ra ngọc này dây chuyền dù cho một đinh chút dấu vết, cái này ý vị như thế nào, hiển nhiên đã không cần nói nhảm nhiều. Ngọc này dây chuyền tất nhiên bản thân tồn tại. Hoặc là liên lụy đến bí mật kinh người gì, bằng không, hắn cũng không đến mức hơi chút dò xét một chút, liền trực tiếp lọt vào cảnh cáo, bị trừng phạt thổ huyết. Quả thực làm cho có chút khó có thể tin a. Cái gì, liên lão nhân ra người tự mình xuất thủ, đều coi là không ra ngọc này vật trang sức dù cho dấu vết, lẽ nào? Vậy chúng ta bây giờ đồ vật còn bán hay không? Mà Nhạc Côn Lôn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên bị giật mình, sau đó chợt lão mắt sáng ngời, vội vàng nói. Nếu là ngọc này vật trang sức trong thật dấu có bí mật kinh người gì, vậy bọn họ Nhạc gia hoàn toàn không cần bán cho đối phương, bản thân lén đào móc không phải là rất tốt.
Thế nhưng vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại lắc đầu, nói an bài một chút, ta nghĩ cùng người tuổi trẻ kia gặp mặt. Nhị tổ ngươi, Nhạc Côn Lôn nghe vậy sửng sốt, gặp mặt, nếu không phải bán, còn gặp mặt làm gì? Côn Lôn a, phàm là đừng xa cầu nhiều lắm, chúng ta liên khối ngọc này mặt dây chuyền lai lịch gì cũng không biết, cũng coi không ra, cần gì phải đi chuyến cái này tranh vũng nước đục. Vạn nhất hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, còn không duyên cớ vô cớ cùng họ Trần tuổi nhỏ người kết thù kết oán, người nghĩ, đáng giá không? Nghe ra Nhạc Côn Lôn trong lời nói nghi hoặc, vẻ mặt nếp uốn lão giả nhàn nhạt nói rằng. Câu ca dao nói, lão nhân trí tuệ là vô cùng, hiện tại xem ra, cũng đúng là như vậy. Hắn so với Nhạc Côn Lôn thấy xa hơn, cũng càng có thể ngăn cản mê hoặc. Cái gọi là bí mật kinh người, bọn họ liên là cái gì cũng không biết, cần gì phải như vậy tham lam, tự gây chuyện ni. Có thật không không cần thiết. Nhị tổ ngài nói đúng, là ta không đúng. Nhạc Côn Lôn nghe vậy một cái giật mình, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Đúng vậy, tuy nói ngọc này dây chuyền khả năng cất giấu bí mật kinh người, có thể ngoại trừ vị kia họ Trần tuổi nhỏ người ở ngoài, trời biết bí mật này đến tột cùng là tốt thì tốt, chớ nói chi là đối phương vị kia họ Trần tuổi nhỏ người cũng không tiện chọc, liền hắn nhị tổ đều cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy, quả thực không cần thiết quá mức tham lam. Bằng không một cái nói không tốt, tự có khả năng ra đại sự. Được rồi, an bài một chút đi. Nếu vị kia họ Trần tuổi nhỏ người muốn từ trong tay của ta mua cái này mai ngọc vật trang sức, ta đây dù sao cũng phải cùng hắn gặp mặt, nhận thức một chút đi. Vẻ mặt nếp uốn lão giả run rẩy lên, nhẹ giọng nói. Vâng, nhị tổ, ta lập tức an bài chuyện này. Đảo mắt buổi chiều 1-2 điểm. Trần Phi ngồi ở một chiếc đỉnh cấp điệu thấp huy đằng trong xe, tay đang cầm một chén hương phiêu phiêu trà sữa, thật đúng nhàn nhã. Khóe miệng còn có một tia như có như không mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Không có biện pháp, cái này tâm tình muốn không tốt đều không có biện pháp a. Tự cái này hắn đi tới hương cảng 1-2 ngày thời gian, hắn không chỉ có tu vi rốt cục đột phá đến luyện khí tứ trọng, trở thành một vị chân chân chính chính luyện khí trung kỳ cường giả, càng còn thu hoạch một quả hỏng pháp khí. Nghi là trong đó cất giấu bí mật kinh người gì, về vị kia trúc cơ cấp bậc cường giả. Như vậy, hắn đương nhiên cảm giác lại có động lực rất muốn làm một việc. Vì vậy hắn hiện tại đang chuẩn bị đi đã qua biển Loan. Hương Cảng Nhạc gia ở bên kia đơn độc mua một mảnh đất, tu kiến khởi vương quốc của mình. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ sảng khoái như vậy, lúc này mới một đêm thời gian, đối phương phỏng chừng cũng mới vừa biết được tự mình nghĩ mua mai ngọc vật trang sức. Tự cư nhiên đáp ứng gặp mặt nói chuyện. Cũng không biết là Trần Diệu Dương mặt mũi đại, hay là hắn Trần Phi mặt mũi đại, dù thế nào đều giống nhau, kết quả mới là trọng yếu nhất, ha ha ha. Tiểu nửa giờ sau, Trần Diệu Dương tự mình lái xe lái vào biển Loan ta đỉnh cấp tư nhân khu biệt thự vực. Trên đường thông suốt, hoàn toàn trực tiếp cho đi, sau đó xe cộ dừng ở biển Loan ở chỗ sâu trong một cái không để vào mắt tứ hợp viện phía trước. Trần Tiên Sinh. Đến chỗ rồi, Trần Diệu Dương xuống xe giúp Trần Phi mở cửa. Cùng lúc đó, một vị thoạt nhìn niên kỷ có hơn 60 tuổi khuôn mặt uy nghiêm lão giả, ở 2-3 vị nhãn thần sắc bén hộ vệ áo đen vây quanh dần dần đến gần. Rất hiển nhiên vị này khuôn mặt uy nghiêm lão giả không là người khác, chính là Hương Cảng Nhạc gia tộc trưởng đương nhiệm Nhạc Côn Lôn. Nhạc tộc trưởng, mà ở nhìn thấy đối phương tự mình đến, Trần Diệu Dương rất hiển nhiên sửng sốt, sau đó cấp tốc thay mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ. Hướng đối phương đưa tay nói. Xin chào, Trần tộc trưởng, vị này phải là Trần Tiên Sinh đi, ta là Nhạc Côn Lôn, Thiêm Vi hiện giữ Nhạc gia tộc trưởng, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhạc Côn Lôn vươn tay cùng hắn cầm, sau đó nhãn thần lập tức rơi xuống vừa xuống xe Trần Phi trên người, một bên trong lòng cảm thán Trần Phi tuổi còn trẻ, một bên không chút do dự mặt mỉm cười, đưa tay ra nói. Bộ dáng như thế, cùng mới vừa Trần Diệu Dương không có sai biệt. Xin chào, ta chính là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi, Nhạc tộc trưởng. Không biết ngọc vật trang sức, thế mà Trần Phi hôm nay tâm tư đều ở đây pháp khí trên người, vì vậy mặc dù là lấy thân phận của đối phương, cũng không gây nên hắn coi trọng. Một trận có lệ sau, hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngọc vật trang sức, xin theo ta tiến đến, nhị tổ ở bên trong chờ ngươi. Nhạc Côn Lôn nghe vậy mâu quang lóe lên, đưa tay về phía sau nói. Nhị tổ, vân vân chờ đã, chẳng lẽ là vị kia?
T, mà Trần Diệu Dương nghe được lời của đối phương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đều là cây ết yêu ta sợ. Lẽ nào vị kia, còn chưa có chết? Vẫn là đống tường xám hôi ngói, không tầm thường chút nào bốn hợp bên trong đình viện, vẻ mặt nếp uốn lão giả Nhạc Nhị Tổ bình tĩnh nhìn Trần Phi chậm rãi đẩy ra viện môn đi tới, mặc dù đã có sở chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn giờ này khắc này nhìn thấy Trần Phi chân nhân, kỳ khàn khàn đôi mắt cũng còn là cấp tốc lướt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó giả nua khuôn mặt tràn đầy động dung. Phải biết rằng hắn thế nhưng một vị tuổi cao tới 90 tuổi nửa bước S cấp dị năng cường giả, cùng lúc đó, hắn càng còn là một vị vừa cảng úc lưỡng địa huyền học giới số 1 số 2 huyền học bói coi là đại sư, tự nhiên liếc mắt tự nhìn ra Trần Phi thân thể trẻ trung nội, cất giấu làm cho cây S yêu ta sợ năng lượng khổng lồ. Nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, thậm chí nửa bước tiên thiên. Giờ này khắc này hắn mặc dù không cách nào minh xác đoán được, nhưng có như vậy mơ hồ đáp án, cũng hoàn toàn cũng đủ kinh người. Hơn 20 tuổi nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, thậm chí nửa bước tiên thiên, nếu là lưu truyền đi, không chừng sẽ sợ ngây ngô sợ ngốc bao nhiêu người. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Mọi người đều biết, vô luận là cổ vũ giả hay hoặc là dị năng giả kỳ thọ mệnh đều cùng tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở, cảnh giới trên một cái bậc thang, thọ mệnh sẽ tăng trưởng nhất định năm tính. Tự tỷ như đại bộ phận người bình thường vậy đều chỉ có thể sống đến 7-80 tuổi. Còn nếu là tu vi trình tự có thể đột phá đến nhất lưu cổ vũ giả, hay hoặc là A cấp dị năng giả, kỳ thọ mệnh sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng 20 năm. Mà nếu càng có thể may mắn đột phá đến cổ vũ tiên thiên, hay hoặc là S cấp dị năng giả, kỳ thọ mệnh tắc chí ít có thể tăng 50 năm. Cái gọi là 50 biết thiên mệnh, nhiều 50 tuổi tuổi thọ tuyệt đối là cái làm cho ước ao đỏ mắt chữ số, nhất là đối với Nhạc Nhị Tổ loại này chỉ nửa bước đã bước vào quan tài bản lão gia này mà nói. Càng như vậy, dù sao hắn hôm nay đều đã có 90 tuổi tuổi, mặc dù bởi vì tu vi đi vào nửa bước S cấp dị năng giả trình tự, kỳ thọ mệnh sẽ so với người bình thường nhiều hơn 2, 30 năm, nhưng trên thực tế, hắn hôm nay nhưng cũng vượt qua không sai biệt lắm. Hắn biết rõ mình đời này lại đột phá vô vọng, không có khả năng có hy vọng có thể đi đến S cấp dị năng giả trình tự, nói cách khác, hắn còn dư lại thọ mệnh thực sự không nhiều lắm. Trái lại Trần Phi lại cùng hắn bất đồng. Kỳ niên kỳ hôm nay tối đa cũng liền mới 25-26, tu vi cũng đã nghi là đi đến nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, thậm chí nửa bước tiên thiên, cùng trước mắt hắn cảnh giới ngang hàng. Như vậy, hoàn toàn có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, người này có ít nhất 7/80 nắm chặt, đời này có thể đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới, thậm chí tiến hơn một bước, trùng kích trong truyền thuyết cổ vũ tiên thiên đại tông sư cảnh giới, cũng không phải là không có hy vọng. Có thể nói tiềm lực thật lớn, làm người ta thán phục. Nghĩ đến đây, vẻ mặt nếp uốn lão giả trong lòng cảm thán, trong nháy mắt liền hiểu nên dùng thái độ gì đối mặt Trần Phi, chợt lộ ra mỉm cười chậm rãi nói ngươi chính là vị kia họ Trần tuổi nhỏ người đi, hạnh ngộ, mời ngồi. Vị kia vẻ mặt nếp uốn lão giả đang quan sát hắn, đồng dạng, Trần Phi đã ở nhiều hứng thú đánh giá đối phương. Đi qua vừa rồi vị kia Nhạc gia tộc trưởng Nhạc Côn Lôn chỉ đưa hắn đưa đến cửa tứ hợp viện. Liền không lại tiếp tục cùng nhau tiến vào cử động, hoàn toàn có thể suy đoán ra, vị này bên trong tứ hợp viện đang ngồi lão nhân gia, thân phận sợ rằng không đơn giản. Mà hắn hiện tại như vậy xem một chút xét, như vậy cái này vừa nhìn, cũng quả thực như vậy, làm cho kinh ngạc. Nửa bước S cấp bậc dĩ năng giả, hơn nữa cả người sát khí còn nắng như vậy, rất giống là cái loại này từ mưa bom bão đạn trong sông đi ra ngoài lão gia này, quả thực không giống bình thường. Cùng tầm thường cổ vũ giả hay là dị năng giả bất đồng, Trần Phi bởi vì tu luyện công pháp cùng với trong cơ thể linh khí đặc thù duyên cớ, chỉ cần tương hỗ gian tu vi không phải là kém quá mức cách xa, hắn đều có thể đủ liếc mắt đoán được, đối phương thị sử ở tu vi gì cảnh giới, đại khái thực lực gì. Lão nhân gia ngươi khách khí, thật hân hạnh gặp ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Phi, đến từ Đại Lục. Nhất niệm đến nước này. Trần Phi nhìn đối phương thái độ tương đối khách khí nói. Trần Phi, tên rất hay, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ha ha ha, vẻ mặt nếp uốn lão giả nhìn Trần Phi nở nụ cười, cũng bắt đầu tự giới thiệu mình lão nhân ta họ Nhạc, đến mức cụ thể tên gọi là gì ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hiện ở người chung quanh cũng gọi ta Nhị Tổ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, cười sảng khoái nói vì vậy tiểu tử ngươi nếu không ngại. Liền kêu ta một tiếng Nhạc Nhị Tổ đi. Dĩ nhiên,
đây cũng chính là một cái xưng hô, một cái tên mà thôi, không có thể như vậy ta lão đầu tử này ở chiếm ngươi tiện nghi gì, ha ha ha. Hắn lại nở nụ cười. Nhị tổ ngươi lời nói này đã có thể khách khí, lấy tuổi của ngươi, khi ta tổ ra ra đều dư giả, đâu còn có thể chiếm tiện nghi gì. Ngươi nói là đi, đã như vậy nói, vậy nếu không ta cũng nhập ra tùy tục, xưng hô ngươi một câu nhị tổ đi. Trần Phi gặp đối phương khách khí như vậy, tốt như vậy nói, cũng cười hì hì mở miệng nói. Hiển nhiên hắn tiểu tử chính là loại tính cách này. Xin chào ta tốt mọi người khỏe, mọi người hòa hòa khí khí thật tốt. Tiểu tử ngươi đây là đang biến đổi pháp nói ta lão a. Bất quá không phục lão cũng không được, như thế nào đi nữa nói, ta hôm nay đều đã hơn 90 tuổi, cũng quả thật có tư cách khi ngươi tổ ra ra. Vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy nở nụ cười, cũng không tức giận. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hắc hắc vừa cười một tiếng, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nhị tổ, ta ý đổ đến ngươi nên biết đi. Mai Ngọc món. Ngươi nói thế nhưng cái này Mai Ngọc mặt dây chuyền. Vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy từ trong lòng lấy ra một quả ngọc mặt dây chuyền, mâu quang lóe lên nói. Làm đối phương đem ngọc mặt dây chuyền xuất ra, Trần Phi cả người lực chú ý lập tức bị kỳ hấp dẫn. Vật ấy rất hiển nhiên đúng là hắn tìm gì đó, cùng trong tay hắn trước lấy được Mai Ngọc bấm ngón tay vậy, bên trong bộ có cuồn cuộn linh khí sóng chảy, có thể trận văn lại hư hại, là nhất kiện hư hại pháp khí. Không sai, chính là nó. Không biết nhị tổ ngươi, có thể bỏ những thứ yêu thích, đem thứ này bán cho ta. Trần Phi theo mím môi một cái môi, mở miệng cười hỏi. Ngọc bấm ngón tay nội cất giấu không trọn vẹn thần bí mang địa đồ, như quả không ngoài sở liệu nói, ngọc này mặt dây chuyền bên trong vậy cũng có. Vì vậy nếu là có thể đem bổ toàn bộ nói không chừng là có thể dính dáng ra năm đó vị kia trúc cơ cường giả lưu lại bí mật. Cũng không phải là không thể được, chỉ là, phảng phất là nghe được Trần Phi cấp thiết giọng nói, vẻ mặt nếp uốn lão giả cười chậm rãi nói. Chỉ là cái gì, Trần Phi nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ là có thể hay không xin thứ cho ta mạo muội. Tiểu tử, không biết ngươi có thể thỏa mãn ta lão đầu tử này lòng hiếu kỳ. Nương sơ từ chợ đêm đấu giá hội bán đấu giá đi ra ngoài ba món ngọc khí, bên trong cất giấu bí mật gì sao? Nghe được Trần Phi thanh âm, vẻ mặt nếp uốn lão giả chậm rãi vừa cười vừa nói. Trần Phi nghe vậy nao nao, trầm mặc, thẳng đến lúc này hắn mới có hơi ý thức được, bản thân trước này cử động, tựa hồ biểu hiện có chút quá mức, quá mau cắt. Mà ở nhìn thấy Trần Phi chậm rãi trầm mặc xuống phía dưới, bầu không khí trở nên hơi có chút xấu hổ, vẻ mặt nếp uốn lão giả khàn khàn đôi mắt hơi hiện ra lau một cái tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên vừa cười vừa nói tiểu tử, ngươi cũng đừng đa tâm, lão nhân ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu là ngươi nghĩ có cái gì không có phương tiện, cũng có thể không nói cho ta, ghê gớm ta đổi lại cái điều kiện được rồi. Lão nhân kia nhà ngươi còn là đổi cái điều kiện đi. Xin lỗi. Phương diện này nội tình ta không có khả năng nói rõ, hơn nữa lời nói không dễ nghe, các ngươi coi như biết, cũng không dùng. Trần Phi nghe vậy lập tức không chút do dự mở miệng nói. Đúng vậy, hắn những lời này cũng không nói lung tung. Dù sao viên kia là đường đường trúc cơ cường giả lưu lại bí mật, nếu không có người tu chân, nếu không có chí ít luyện khí trung kỳ thậm chí luyện khí hậu kỳ cảnh giới cường giả người tu chân, những người khác coi như biết cũng không dùng. Bởi vì hoàn toàn không phải là một cái lồng đường, cũng không phải là trên đường tử người. Chỉ là hắn mặc dù nói đây là lời nói thật, nhưng nghe ở đúng vẻ mặt nếp uốn lão giả trong tai lại bất đồng, lại càng giống như là cảnh cáo. Các ngươi coi như biết, cũng không dùng. Nếu là người bình thường, tầm thường thế lực, dám dùng loại giọng nói này theo chân bọn họ đường đường hương cảng nhạc ra, cùng hắn nửa bước S cấp dị năng cường giả nhạc nhị tổ nói như thế sao? Được rồi. Ta đây đổi cái điều kiện, thứ cho ta mạo phạm, tiểu tử, người có thể không cùng ta luận bàn hai chiêu. Một lát sau, vẻ mặt nếp uốn lão giả nhẹ giọng nói. Luận bàn, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương lại nói ra những lời này. Không sai, chỉ là giản đơn ý nghĩa trên luận bàn mà thôi, vô luận kết quả làm sao, cái này Mai Ngọc mặt dây chuyền đều là ngươi, làm sao? Vẻ mặt nếp uốn lão giả khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia phong mang nói. Hiển nhiên, hắn đây là muốn suy nghĩ một chút, Trần Phi thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng nặng. Đi, không thành vấn đề. Nghe vậy hoàn hồn sau, Trần Phi nhất thời khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Luận bàn, hắn đương nhiên minh bạch đối phương có là cái gì chú ý,
chỉ là lấy hắn hôm nay luyện khí tứ trọng cường đại tu vi, còn sợ cùng cái khu nửa bước S cấp dị năng giả luận bàn sao? Hiển nhiên sẽ không, đã như vậy, vậy thỏa mãn lão nhân ra ngươi nguyện vọng tốt rồi. Xem ra tiểu tử ngươi rất có tự tin a. Đã như vậy nói, lão nhân ta là hơn có đắc tội. Vẻ mặt nếp uốn lão giả mâu quang hơi lóe lên, ngay sau đó kỳ toàn thân chợt lôi quang bùm bùm, hé miệng vừa phun, một điểm sấm sét hàn quang từ trong tay hắn bắn ra. Dĩ nhiên là một thanh hoàn toàn do sấm sét thuộc tính nguyên tố lực lượng ngưng tụ thành phi kiếm. Còn đây là ta bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm, uy lực ít nhất phải so với tầm thường đạn mạnh hơn thập bội có thừa, tiểu tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu là không kiên trì nổi, quát to một tiếng, ta thì sẽ thu tay lại, ghi nhớ kỹ. Nhìn nữa vẻ mặt nếp uốn lão giả giờ này khắc này thần sắc đã trở nên cực kỳ túc mục, cả người như tắm rửa như lôi đình, cuồng bạo tận trời. Bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm, thoạt nhìn, tựa hồ có chút ý tứ. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười cười. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ nguyên bản cà lơ phất phơ ánh mắt bỗng nhiên một lệ. Một đủ để kinh sợ sơn lâm vậy vua bách thú giã tính khí tức một chút xíu từ trong cơ thể hắn tuôn ra ra, khiến thân thể hắn nhu ánh sáng màu trắng lưu động, trên cánh tay vật liệu may mặc đều hóa thành mảnh nhỏ, lộ ra một đôi giống như kim tưới thiết đúc vậy kinh khủng quyền trường. Làm người sợ hãi khí tức trong nháy mắt đầy dẫy thiên địa, cực kỳ kinh người. Cái này, làm sao có thể? Mà vẻ mặt nếp uốn lão giả giờ khắc này ở cảm thụ được Trần Phi cả người phát ra khủng bố giã tính khí tức. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt có ngọn núi lớn hung hăng đặt ở trên bả vai của hắn, làm hắn hô hấp gấp gáp, tim đập loạn, khàn khàn đôi mắt cũng trong nháy mắt nổi lên một tia kinh tâm động phách chấn động. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Trần Phi thực lực có đáng sợ dường nào, thậm chí rõ ràng nếu so với hắn cái này nửa bước S cấp dị năng giả thực lực mạnh rất nhiều. Buồn cười trước hắn còn như vậy căn dặn đối phương, những thứ nhất sáng không kiên trì nổi, liền ngay tức khắc cầu xin tha thứ. Nhượng lão nhân ra ông ta thu tay lại. Không được, ta phải xuất thủ trước, bằng không, ta sợ rằng sẽ liên cơ hội động thủ cũng không có. Thế mà ngay sau đó vẻ mặt nếp uốn lão giả lại hung hăng cắn răng, một tiếng quát chói tai, điều khiển bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm chém về phía Trần Phi, nhất thời dắt cuồn cuộn nổi lên đáng sợ lôi quang, khủng bố phong vân cuồn cuộn. Hắn giờ này khắc này khí thế đã hoàn toàn bị Trần Phi trong cơ thể cổ giã tính cho đè lại. Vì vậy hắn phải ngay tức khắc xuất thủ, bằng không sẽ gặp bị triệt để đè xuống, đến lúc đó, hắn sợ rằng liên cơ hội xuất thủ cũng không có, sẽ bởi vì áp lực quá khủng bố mà rơi bại. Mà như vậy nhục nhã một màn, tự nhiên không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Oanh! Một kiếm này hỏa hoa mang thiểm điện, dắt cuồn cuộn nổi lên kinh khủng phong vân sóng chiều, xé rách vân vô ích, quả thực rất kinh người. Thế mà Trần Phi thấy thế nhưng chỉ là khóe miệng hơi khinh thường ngoéo. Một cái, hiển nhiên cho đến ngày nay, loại trình độ này thế tiến công hắn thấy tuy rằng biểu hiện ra cực kỳ huyễn khốc, nhưng thực cũng cứ như vậy, liên nhượng hắn hơi có điều hứng thú tư cách cũng không có. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi cư nhiên trực tiếp nâng lên hai tay, năm ngón tay khúc trương, bỗng nhiên nắm tay. Một quyền nhũ bạch sắc quang mang lượn lờ theo lóng lánh lên. Tiểu tử cẩn thận, đây chính là ta, mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên lấy thịt trưởng lực chính diện đối kháng hắn lôi kiếm. Vẻ mặt nếp uốn lão giả nhất thời sợ đến tâm đều nhanh nhảy ra tiếng nói mắt, thần sắc hốt hoảng hô to. Đã có thể sau đó một khắc, hắn khẩn cấp hô to thanh chợt vừa thế mà chỉ, sau đó ngay sau đó cả người hắn thật giống như gặp được cái gì khủng bố một màn tựa như, con người kịch liệt co rút lại, mặt mũi già nua chấn động mãnh liệt, sau đó mạnh phốc suy một tiếng, trong miệng đại miệng phun ra tiên huyết, đầu đầy mồ hôi đặt mông trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, thần thái lo sợ không yên. Ngay vừa rồi, hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái gì? Hắn dĩ nhiên thấy Trần Phi cư nhiên bằng vào huyết nhục chi khu, đưa hắn bản mạng lôi kiếm cho đánh bể. Cái này mẹ làm sao có thể? Cả người hắn lúc này đều hoàn toàn bối rối. Lão nhân gia, còn đánh sao? Bằng vào thân thể lực trực tiếp một quyền đánh nổ đối phương cái gọi là bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm, Trần Phi chỉ cảm thấy trước nay chưa có vui sướng. Vì vậy L.I.O. ta môi một cái, hắn có chút hăng hái bừng bừng lên nói. Đừng đánh, ta căn bản cũng không phải là ngươi địch thủ. Thế mà vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại mạnh cả người một cái giật mình, già nua gương mặt trong nháy mắt lộ ra tội nghiệp vẻ, không chút do dự lắc đầu nói. Nhìn Trần Phi ánh mắt lúc này nhiều hơn kính nể. Nói đùa,
lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh đánh bể hắn bản mạng lôi kiếm, hơn nữa còn là lấy cái loại này hoàn toàn cương mãnh cứng đối cứng phương thức, đây quả thực, đơn giản là đưa hắn làm bao cát treo lên đánh. Hắn mặc dù là ăn sai lầm rồi thuốc, cũng hoàn toàn không dám lại tiếp tục a. Mẹ, chỉ là đây cũng quá không khoa học đi, còn con này hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, làm sao sẽ thực lực kinh khủng như vậy? Liên hắn nhạc nhị tổ đường đường nửa bước S cấp dị năng giả, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Quả thực khó có thể tin. Đã như vậy ngọc mặt dây chuyền chính là ta. Lão nhân gia, đắc tội. Trần Phi thấy thế mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là theo cười hì hì cầm lên ngọc dây chuyền. Cảm thụ được trong lòng bàn tay hơi nóng linh khí lưu động, hắn mâu quang lóe lên, khóe miệng không tự kìm hãm được buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng. Là thứ này không sai. Kiện thứ hai. Ai, đắc tội cái gì a, thực lực không đủ, đều là ta lão đầu tự tìm. Gặp Trần Phi đã thu tay lại đem ngọc mặt dây chuyền thu vào, vẻ mặt nếp uốn lão giả lúc này mới chưa tỉnh hồn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lắc đầu, chê cười nói. Có thể tiếng nói vừa dứt, hắn lại nhìn không được nhìn Trần Phi hiếu kỳ tiểu tử, mạo muội hỏi một câu. Ngươi tu vi bây giờ đến tột cùng là. Phải biết rằng hắn nhạc nhị tổ thế nhưng đường đường chính chính, thứ thiệt nửa bước S cấp dị năng giả, nhưng bây giờ, hắn nhưng vẫn là bị Trần Phi như vậy sạch sẽ lưu loát đánh bại. Liên hoàn thủ năng lực cũng không có, điều này làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ Trần Phi đến tột cùng là hạng cảnh giới, tu vi, chẳng lẽ là... Không, không thể nào đâu. Ta, nửa bước tiên thiên đỉnh đi. Trần Phi nghe vậy trần chờ một chút, còn là hơi chút hơi thêm giấu giếm nói. Ngược lại không phải là hắn không dám để lộ ra mình tu vi thật sự cảnh giới, chỉ là, không cần thiết mà thôi, đỡ phải phiền toái không cần thiết. T, nửa bước tiên thiên đỉnh. Đây chẳng phải là chỉ thiếu chút nữa chính là tiên thiên cảnh giới. Thế mà mặc dù hắn đã có sở giấu giếm, vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy cũng vẫn là không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh, mâu quang trong hiện ra lau một cái sợ hãi vẻ, chấn động không ngớt. Phải biết rằng trong mắt hắn, Trần Phi đính thiên cũng liền mới hơn 20 tuổi, lại cư nhiên thật đã đạt đến hôm nay loại này kinh khủng trình tự, liền hắn đều cảm giác khó có thể tin, tâm thần chấn động. Xin nhờ chuyện này lão tiên sinh thay ta bảo bảo mật. Về ta tu vi sự tình, ta cũng không muốn những người khác biết. Đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng thản nhiên nói. Vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy còng xuống thân thể run rẩy, mâu quang dùng mình, nhất thời không chút do dự gật đầu nói ngươi yên tâm, tiểu tử, về ngày hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì mà, ta đều biết thủ khẩu như bình, không tiết lộ ra ngoài mảy may. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Hắn đương nhiên có thể nghe được ra Trần Phi trong lời nói nhàn nhạt uy hát yêu ta, tự nhiên không dám lười biếng. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi lại ngồi chiếc kia đỉnh cấp phối chí huy đằng lái ra khỏi biển Loan tư nhân biệt thự. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị phản hồi nước cạn Loan Trần ra lúc, hậu phương đột nhiên đều biết lượng lao tư từ xa đến gần không chút kiêng kỵ theo tới, mà ở chú ý một màn này, nhất là này lưỡng lao tư đuôi cánh sáng loáng ta tổ chức tiêu chí sau. Trần Diệu Dương nhìn không được sắc mặt thay đổi, thanh âm run rẩy nói Trần tiên sinh, là chợ đêm. Này lưỡng phen tầm đuôi cánh trên tiêu chí, rõ ràng là hương cảng chợ đêm tiêu chí. Búa cùng đao, khiêm tốn khác ở nơi này, đan sen hoành xếp một khối đầu khô lâu cờ hải tặc hình dạng. Chợ đêm, xe đỗ đi, chắc là tới tìm ta. Trần Phi nghe vậy mâu quang lóe lên, sau đó liền không biểu tình lạnh lùng nói. Cần tới. Tựa hồ cuối cùng cũng tới. Vâng. Trần Diệu Dương nghe vậy thở một hơi thật dài, gần đây bản thân lái chiếc kia huy đằng đứng ở ven đường. Thấy thế, Trần Phi thẳng thắn đơn giản xuống xe, nghiêm nghị khuôn mặt hiện ra lau một cái lạnh lùng, híp mắt nhìn đối phương này Rolls-Royce cũng ngừng lại. Ngay sau đó từ trước mặt nhất chiếc xe kia chậm rãi đi xuống một gã khuôn mặt đao tước hắc y nhân, quyền trưởng gân xanh thẳng bạo, nhãn thần sắc bén, long hành hổ bộ. Vừa nhìn tự biết không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Rõ ràng là một vị nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả. Xin chào, chúng ta đại nhân muốn gặp ngươi, thỉnh rời bước. Khuôn mặt đao tước hắc y nhân đi tới Trần Phi phụ cận, ra vẻ rất siêu nhiên lãnh đạm nói. Làm cho cảm giác hắn hình như rất nghiêu ép, rất tài trí hơn người hình dạng. Thỉnh rời bước, xin lỗi, ta cũng không muốn làm như vậy. Thế mà lúc đầu tâm tình cũng bởi vì đối phương như vậy đột nhiên xuất hiện, mà trở nên thật không tốt Trần Phi,
lại gặp được đối phương biểu hiện ra loại này tự cho là tài trí hơn người thái độ, vênh mặt hất hàm sai khiến giọng, nhất thời trong lòng trở nên càng thêm khó chịu, không nhịn được. Nhìn đối phương lạnh lùng nói. Không muốn, ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. Thế mà khuôn mặt đao tước hắc y nhân nghe vậy lại miệt thị, cao ngạo cười cười. Hắn hạng thân phận, Trần Phi chính là một người trẻ tuổi, lại dám ở trước mặt hắn nói không muốn. Đang nằm mơ sao? Siêu. Như vậy, khuôn mặt đao tước hắc y nhân bỗng nhiên thần sắc một lệ, cao ngạo trong con ngươi hiện ra lau một cái phong mang, khóe miệng cười nhạt, cánh tay vung lên, trong cơ thể kình khí bành cổ, cư nhiên cứ như vậy không kiêng nể gì cả hướng Trần Phi động thủ. Giống như cứng như sắt thép bàn tay trực tiếp hướng về Trần Phi cái cổ bắt đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, sẽ ở đó sao trong nháy mắt, khiến đông đảo người nhìn thấy một màn này đều biến sắc. Trần tiên sinh cẩn thận, Trần Diệu Dương nhìn không được thần sắc hốt hoảng hét lớn. Dừng tay cho ta. Không chỉ có như vậy, từ phen tầm xe cộ trong đám còn trong nháy mắt vang lên một đạo chấn nộ già nua có tiếng. Theo chợt nghe đến một tiếng xe tiếng thủy tinh bể vang lên. Trong tầm mắt một điểm hàn quang hiện ra, một thanh phổ thông thông màu đỏ tím quải trượng giống như sao rơi điên cuồng chạy tới, dắt cuốn người bình thường khó có thể tưởng tượng kình phong, nhắm ngay khuôn mặt đao tước hắc y nhân, làm người ta biến sắc. Phó hội trưởng ngài, khuôn mặt đao tước hắc y nhân trong nháy mắt mọi người bị sợ choáng váng, thần sắc mắt thường có thể thấy được trắng bệch lên, hai cổ run rẩy, không rõ bản thân rõ ràng là phó hội trưởng người, nhưng vì cái gì? Đối phương vị đại nhân kia lại cư nhiên sẽ đối với đối thủ của hắn, hơn nữa như vậy hoàn toàn không lưu tình. Thương, ong ong tương đương. Đã có thể sau đó một khắc, ở đây tất cả mọi người, đều lại cảm giác mình trong tầm mắt xảy ra nào đó chuyện kinh khủng. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh cánh tay như lôi đình, cuồng dã ngạnh sinh sinh từ giữa không trung chặn hạ màu đỏ tím quải trượng, sau đó hung hăng vung, một gậy thế như mãnh hổ, như lực chém hoa sơn vậy hung hăng nện xuống. Đem khuôn mặt đao tước hắc y nhân bên xương bả vai đánh vừa vặn, đập bên cánh tay đều triệt để nổ tung máu nhuộm một nơi, đau đến người nọ trong nháy mắt ngất đi. Lại là ngươi tìm đến ta phiền phức. Trần Phi đang làm hết đây hết thảy sau, mâu quang lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn phía trước, kỳ giọng nói như băng thiên tuyết địa thấu xương vậy. Bởi vì ngay hắn phạm vi nhìn ánh mắt đối diện theo cái hướng kia, bất ngờ có vị trao mày còng xuống lão giả chậm rãi đẩy cửa xe ra. Đi xuống xe. Người này không là người khác, chính là ban đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoại ép hắn thổ huyết chật vật mà chạy, đến nay ký ức cùng ấn tượng cũng không có so với khắc sâu thần bí áo bảo cho tiên thiên cường giả. Chỉ là không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại xuất hiện, lại muốn tới tìm hắn phiền phức. Nghĩ đến đây, hắn vô ý thức khóe miệng kéo ra một loại ngoan lệ độ cung. Ngay sau đó trong cơ thể hắn tiên môn công pháp tọa vong kinh cư nhiên không tự chủ được vận chuyển. Trong cơ thể linh khí giống như hoàng hà vỡ đê vậy, một tia làm người ta trong lòng bỡ ngỡ khủng bố nguyên thủy cuồng dã khí tức, từ trong cơ thể hắn chậm rãi tán phát ra rồi, tiện đà từ từ lan tràn tới không khí chung quanh trong, khiến ở đây tất cả mọi người không ức chế được thân thể cuồng chiến lên, trái tim như là sắp ngưng đập. Giờ này khắc này, Trần Phi cứ như vậy thật đơn giản đứng ở trong thiên địa, lại làm cho một loại nguyên thủy mãnh hổ thú vương xuống núi chấn động vừa nhìn cảm. Phảng phất thiên băng địa liệt. Hắn cũng là kéo vạn lý vua bách thú, gào thét thiên địa. Khí thế cuồng nhưng mà. Trước, tiên thiên, điều này sao có thể? Sử theo quải trượng hôi bào lão giả thấy thế, cũng cảm thụ được hổ vương xuống núi lĩnh vậy khủng bố cuồng dã khí tức, mặc dù là lấy thân phận của hắn, địa vị, lấy hắn chân tránh tiên thiên cấp bậc tu vi, cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Thật sâu thúy con người hiện ra nồng nặc khó có thể tin, hoàn toàn chấn động. Tiểu tử này là tiên thiên. Làm sao có thể? Làm đường đường hương cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong, đường đường chính, chân tránh tránh tiên thiên cấp bậc cổ vũ cường giả, sử theo quải trượng hôi bào lão giả có thể rất cảm giác được rõ ràng, Trần Phi giờ này khắc này thả ra cuồng dã khí thế, là có kinh khủng bực nào, cỡ nào làm người ta kinh hãi. Cái này hoàn toàn là cái loại này giống như hoàng hà vỡ đê vậy chân chính bá khí nghiêm nghị, cũng vua bách thú mãnh hổ xuống núi lĩnh vậy hổ gầm thương sinh, rung động vân vô ích. Khiến lòng run sợ. Tiên thiên. Đây tuyệt đối là chân chính tiên thiên. Bằng không lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, là tuyệt không khả năng cảm giác được như vậy rất nặng áp lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khó có thể hô hấp. Các ngươi hiện tại cho ta đều đi, toàn bộ lập tức rời đi nơi này.
Nhất niệm đến nước này, sử theo quải trượng hôi bào lão giả thâm thúy trong tròng mắt xẹt qua một tia tinh mang, dùng không thể nghi ngờ giọng nói hướng phía sau sở hữu hương cảng chợ đêm thành viên nói. Vâng. Vừa nghe đến phó hội trưởng phân phó của đại nhân, này đã bị trước mắt một màn này sợ đến chợ đêm thành viên bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó không chút do dự lập tức phản hồi phen tầm bên trong xe. Kèm theo xăm lốp xe điên cuồng ma sát sàn nhà thanh âm chói tai đột nhiên tiếng vang. Sở hữu xe gào thét lái về phía viễn phương, không chậm trễ chút nào, tốc độ bay nhanh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tràn đầy ngoan lệ sắc màu con người hơi lóe lên, sau đó nghiêng đầu hướng huy đằng xe chỗ tài xế ngồi trên Trần Diệu Dương thấp giọng nói Diệu Dương thúc, người cũng rời đi trước đi. Bên này ta tự mình một người lưu lại là đủ rồi. Tương đương ừng ực. Trần Diệu Dương nghe vậy gian nan nuốt nước miếng một cái, trên mặt thần sắc giấy ruộng nửa ngày, cuối cùng vẫn bị tàn khốc hiện thực khuất phục, cúi đầu, hắn áy náy thấp giọng nói xin lỗi, Trần tiên sinh, đối phương hình như là chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong vị kia, chúng ta Trần gia thực sự không thể trêu vào, ngài, cẩn thận một chút. Tiếng nói vừa dứt, Trần Diệu Dương lái huy đằng xe chậm rãi lái về phía viễn phương, nhưng ở cách đó không xa phạm vi nhìn có thể đạt được địa phương ngừng lại. Giống như là chuẩn bị tiếp tục chờ hậu. Chỉ là hắn cũng không dám tham dự vào loại này kinh thiên đại chiến bên trong đến. Ngươi chính là Trần Phi. Làm chu vi hết thảy đều trở nên trống trải rất nhiều sau. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả rốt cục không trước như vậy ngưng túc, híp mắt, cười nhạt nói. Rất hiển nhiên, ở Trần Phi đáng sợ như vậy khí thế uy áp dưới, đối phương vị lão nhân kia đều có thể đủ tới mới tới cuối cùng đều vẫn duy trì như vậy bình tĩnh. Thậm chí giờ này khắc này, kỳ biểu tình trong đều vẫn có thể mang theo nghiền ngẫm, đủ để có thể thấy được kỳ khí độ, cũng đủ lấy có thể thấy được kỳ đối với mình cường đại tự tin. Có thể phải biết rằng Trần Phi hôm nay tu vi cảnh giới, đều đã đi đến tu chân giới luyện khí tứ trọng, giống như là mới vào tiên thiên, hoàn toàn có thể nói trên là thật chính cổ vũ tiên thiên cường giả. Lẽ nào loại trình độ này, ở đối phương trong mắt đều còn chưa đủ. Không có tư cách làm cho đối phương mọc lên bình đẳng ý nghĩ của đối phương, ý niệm trong đầu. Cái này, điều này sao có thể? Không, không thể nào. Ngươi là ai? Mà ở đối mặt với đối phương nghiền ngẫm vậy chất vấn, Trần Phi cũng không trả lời, chỉ là mặt không chút thay đổi nói. Kỳ nhãn thần thoạt nhìn rất hung khóc. Thấy tình cảnh này, sử theo quải trượng hôi bào lão giả nhíu mày, nhìn Trần Phi lúc này rất hiển nhiên căm thù thái độ của hắn thâm thúy mâu quang lóe lên, sau đó thản nhiên nói ngươi không cần đối với ta lớn như vậy địch ý. Nếu là ta sớm muốn đối với ngươi xuất thủ, lúc đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoại, người không cần thiết có thể chạy thoát. Hiển nhiên lấy lão nhân ra ông ta thân phận, địa vị, cảnh giới, thực lực, còn nguyện ý như vậy chính mồm tự thuật ra loại này sấp xỉ ở lời giải thích, coi như là cũng đủ có thành ý. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng cũng không giấy tính tiền, nhãn thần trở nên càng thêm ngoan lệ lên, khí thế dần dần tuôn ra. Lúc đầu ở cổ bảo ngoại, nếu không hắn tự tổn hại 800 thi triển tu chân cấm thuật chạy thoát, hắn bây giờ là tình huống gì cũng còn nói không chừng ni. Về phần hắn không cần thiết có thể chạy thoát, ha ha, lời như vậy ai không biết nói. Xem ra ngươi cũng không tin lời của ta, mà ở nhìn thấy Trần Phi vẫn lạnh lùng như cũ, ngoan lệ biểu tình, sử theo quải trượng hôi bào lão giả khẽ nhíu mày, già nua thanh có chút lãnh. Đang nhìn đến, lấy lão nhân ra ông ta thân phận địa vị, đều dẫn đầu làm ra loại này sấp xỉ ở cúi đầu giải thích, đối phương Trần Phi lại còn chưa đủ. Cũng không tiếp thụ, điều này làm cho hắn trong lòng có chút mất hứng. Nói 1.000 nói 1.000, người ở đây ta Diêm La trước mặt cũng chính là cái tiểu bối mà thôi, thái độ như thế ngẩng cao, có đúng hay không có chút quá mức. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi, có nữa, mặc dù có tin hay không, thì như thế nào. Tự sau đó một khắc, Trần Phi tiếp lời đầu cười lạnh nói ta biết ngươi là tiên thiên cổ vũ giả, địa vị tôn quý, ở hương cảng quyền cao chức trọng. Nhưng không có ý tứ, ta hiện tại hình như cũng không so với ngươi kém. Vì vậy ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ bước này tư thái, ở trước mặt ta bày có đúng hay không có chút quá mức. Còn là nói, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Trần Phi nhìn đối phương mắt mặt không thay đổi nhẹ giọng nói. Kỳ ngữ điệu, không hiểu làm cho cực sợ. Sợ ta, xin lỗi, ta xem ngươi thật giống như lý giải sai lầm rồi, ta Diêm La cũng không cần ngươi sợ ta. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả nghe vậy khóe miệng liệt liễu liệt, theo thật sâu thúy đôi mắt hiện ra lau một cái tia sáng kỳ dị, ngón tay khúc trương, nổi gân xanh, toàn bộ còng xuống,
suy bại trong cơ thể bỗng bộc phát ra một làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Sau đó chỉ thấy Kỳ ngón tay tùy tiện cong lại, cũng rơi trên mặt đất màu đỏ tím quải trượng liền bay trở về trong tay hắn, chợt lại thấy Kỳ dưới chân đạp thần bí bộ pháp, trong chớp mắt, hắn cư nhiên đều đã đến Trần Phi trước mặt, cũng không biết hắn là như thế nào xuất hiện, màu đỏ tím quải trượng giơ lên thật cao, đi xuống vừa rơi xuống. Thế như thiên quân, thật nhanh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ cảm giác mình cả người tóc gáy đều nhanh muốn dựng đứng, hoàn toàn da đầu tê dại, phía sau lưng phát lạnh, không nghĩ tới đối phương cư nhiên tốc độ kinh người như vậy, hơn nữa khí thế như vực sâu chìm hải, như cái loại này dưới nền đất động quật ở chỗ sâu trong tối lạnh như băng tử thủy vòng xoáy, vô thanh vô tức, lại nhất chí mạng làm cho. Đến bây giờ này khắc này, hắn rốt cục đã hiểu đối phương câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì. Quả thực, hắn căn bản không cần bản thân sợ, ghê gớm đánh sợ được rồi, có cái gì khác nhau. Hoàn toàn không cái gọi là. Chỉ bất quá hắn Trần Phi cũng không phải thật chính như vậy vô dụng, không còn sức đánh trả chút nào. Theo chỉ thấy Kỳ thân ảnh run lên, cả người cư nhiên trong chớp mắt tiêu thất ở tại chỗ. Xoẹt phập, ung ung. Xem hắn thân ảnh biến mất sau nửa hơi gian, từ trên xuống dưới, thế như thiên quân đập xuống màu đỏ tím quải trượng tê không xuống, sai một ly từ thân thể hắn biên giới xẹt qua, mang theo màu đỏ nhàn nhạt cùng với quần áo mảnh nhỏ tại nơi trong sát na phù không, sau đó hung hăng đánh mặt đất, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng trùng kích khí lãng cùng với điếc tai tiếng nổ. Cư nhiên tránh thoát, xử theo quải trượng hôi bào lão giả có chút thất thần nhìn đã cực độ vỡ ra đường cái mặt đất, kinh ngạc độc thoại. Nói thật đi, hắn thật không ngờ Trần Phi cư nhiên có thể né tránh, lúc đầu nghĩ cho hỗn tiểu tử này một điểm nhỏ tiểu nhân giáo huấn. Không phải không thừa nhận, ngươi là người thứ nhất có thể ở trước mặt ta làm được loại trình độ này tiểu bối. Phải biết rằng coi như là tầm thường cổ vũ tiên thiên sơ kỳ, cũng không thấy có thể chân chính né tránh ta vừa rồi một chút, tiểu tử ngươi, quả thực đã rất tốt. Sau đó sự theo quải trượng hôi bào lão giả hoạt kê cảm thán nói. Thu hồi khí thế. Cổ vũ tiên thiên sơ kỳ. Trần Phi nghe vậy một bên sờ sờ trên cánh tay mình hồng ấn, tê, có chút đau a. Một bên nghe được lời của đối phương thì thào cũng lẩm bẩm. Cổ vũ tiên thiên sơ kỳ, đó là cái gì? Xem ra ngươi cũng không biết. Tự đã nhìn ra Trần Phi giờ này khắc này nghi hoặc, xử theo quải trượng hôi bào lão giả cười cười, bỗng nhiên lao thao lên cổ vũ giả tiên thiên, cũng không phải đơn độc chỉ một cái tu vi cảnh giới trình tự. Mà là một cái đại cảnh giới gọi chung là. Cần đại cảnh giới từ thấp đến cao chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu tử ngươi hiện tại nhiều lắm cũng chính là cái sơ kỳ, mà ta, từ lúc 10 năm trước cũng đã đột phá đến rồi cổ vũ tiên thiên trung kỳ, vì vậy ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta, hiểu chưa? Lại còn có loại sự tình này mà, cổ vũ tiên thiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ. Trần Phi nghe vậy mới chợt hiểu ra. Minh bạch vì sao thực lực đối phương cảm giác áp bách sẽ cho hắn to lớn như thế, lại là trong bọn họ còn kém theo cảnh giới A, trách không được. Nhưng tuy rằng như vậy, hắn nhưng vẫn là chưa từng có chút vẻ sợ hãi, trái lại bình thản không sóng nói mặc dù ngươi là cổ vũ tiên thiên trung kỳ, thì tính sao? Hình như ngươi cũng không thể làm gì ta đi. Đi qua vừa rồi lần giao thủ, hắn rất xác định đoán được đối phương tuy rằng thực lực so với hắn cường, nhưng là tương đối hữu hạn. Cũng không thể chân chính bắt hắn cho thế nào. Xử theo quải trượng hôi bào lão giả nghe vậy rốt cục thần sắc động lại, ngẩng đầu, nhìn Trần Phi, thật lâu không nói gì. Được rồi, tựa như ta trước nói như vậy, ngươi không cần thiết đối với ta ôm lớn như vậy địch ý. Trầm mặc sau một hồi, lão nhân gia thản nhiên nói. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại trực tiếp không khách khí đưa hắn cắt đứt, ngoan lệ hai tròng mắt tràn đầy cười nhạt nói ta nghĩ, ngươi lão hẳn là cho ta một lời giải thích. Bằng không con người của ta cũng không sợ gây phiền toái. Ngươi bây giờ không làm gì được ta, nhưng tiếp qua mấy năm nhìn, có thể, ta nên kỳ vọng lão nhân gia ngươi khi đó còn sống, ha ha. Ngươi đang uy hiếp ta. Quải trượng hôi bào lão giả lại một lần nữa thật sâu nhíu, giọng nói hơi có bất thiện nói. Mà hắn lúc này đây, tựa hồ cũng rốt cục cảm giác được một tia áp lực như có như không. Hơn 20 tuổi cổ vũ tiên thiên sơ kỳ. Nếu là cho hắn thêm mấy năm, nói không chừng thực sự. Đúng vậy, ta đúng là đang uy hát yêu ta ngươi. Nếu không lão nhân gia ngươi có muốn hay không đem ta nhưng hải lý, này cá mập. Trần Phi nhếch môi lộ ra hàm răng, thật giống như đang nói ngươi ăn cơm chưa giọng nói như vậy tùy ý.
Có thể hắn hiện tại lại đang uy hát yêu ta một vị chân chân chính chính cổ vũ tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là cổ vũ tiên thiên trung kỳ. Nếu chuyển đi, nhất định sẽ sợ ngốc sợ ngây ngô một đại ba kéo người. Tiểu tử, người tin hay không chỉ bằng ngươi bây giờ nói những lời này, ta là có thể nhượng quan hệ với ngươi rất tốt Trần gia, ở cái này trong một đêm, từ hương cảng xóa tên. Quải Trượng Hôi Bào lão giả thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói trở nên rất lạnh rất lạnh. Tốt lắm a, nếu không ngươi cho, nữa ta 5 năm, ta sẽ nhường ngươi tận mắt nhìn thấy, hương cảng chợ đêm, ta sẽ nhường nó từ trên địa cầu này nổi danh, trọn đời, đều thoát thân không được. Trần Phi nghe vậy vẫn ở chỗ cũ cười nói, chỉ là giọng nói kia, lại thực sự lần đầu tiên khiến Quải Trượng Hôi Bào lão giả cực sợ. Nhượng hương cảng chợ đêm ở địa cầu này xóa tên. Tiểu tử này chẳng lẽ là người điên? Tiểu tử, người mới vừa nói những lời này ta coi như không nghe được. Nhớ kỹ, ở trên thế giới này, có mấy lời đừng không lịch sử óc lung tung nói, bằng không mặc dù ngươi là Minh Đạo Xuyên lão hỗn đản đồ đệ, cũng không dùng được, ngươi hiểu ý của ta không? Xử theo Quải Trượng Hôi Bào lão giả trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngữ điệu lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nhận thức sư phụ ta. Cái này rốt cục đến phiên Trần Phi cảm thấy giật mình, ngoan lệ đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nghe đối phương lời này ý tứ, chẳng lẽ, hắn thật nhận thức sư phụ ta? Xử theo Quải Trượng Hôi Bào lão giả lúc này đây không có trả lời, mà là lặng lẽ từ bào y trong lấy điện thoại ra, động tác rất thong thả, cũng giống là rất dễ dụa, do dự, nhưng sau cùng, hắn vẫn mặt không biểu tình bấm một cái ở trong lòng hắn ấn tượng cực khắc sâu dãy số. Đồng thời mở ra miễn đề. Đô, này. Ngắn ngủi âm thanh bận sau, từ microphone truyền đến một đạo Trần Phi rất tinh tường giả nua thanh. Thực sự là sư phụ, mà đang nghe thanh âm kia, Trần Phi thần sắc có chút xấu hổ, có chút vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật nhận thức sư phụ hắn, đây chẳng phải là. Này, lão hỗn đản, là ta. Đúng lúc này, xử theo Quải Trượng Hôi Bào lão giả mâu quang phức tạp hướng về phía điện thoại di động, thanh âm có chút dị dạng nói. Ta biết là ngươi, nhưng ta không phải là gọi ngươi đừng. Nữa gọi điện thoại cho ta sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên thản nhiên nói, nghe Trần Phi nao nao. Chợt Trần Phi sắc mặt khác thường phủi phiết vẻ mặt ánh mắt phức tạp lão nhân, trong lòng không khỏi lầm bầm lên. Tựa hồ, cái này giữa hai người có hắn không biết ẩn tình a. Đúng vậy, vì vậy cái này không đều hơn 20 năm sao? Cái này còn giống như là ta cái này hơn 20 năm cho ngươi có cú điện thoại đầu tiên. Đại sư huynh, ngay Trần Phi hơi nghi hoặc lúc, xử theo Quải Trượng Hôi Bào lão giả bỗng nhiên mở miệng, theo như lời nói đem Trần Phi lại càng hoảng sợ. Xòe ra đồ chơi. Đại sư huynh. Trần Phi nhất thời vẻ mặt ngây ra lên, đối phương gọi sư phụ hắn vì đại sư huynh, đây chẳng phải là chính là. Hắn Trần Phi sư thúc. Nhất thời Trần Phi chỉ cảm giác mình lúng túng đầu đầy mồ hôi. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ như vậy quanh co, lão nhân này, lại là hắn sư thúc. Ngay tại lúc sau một khắc, sắc mặt hắn chợt ngẩn ra, bởi vì bên đầu điện thoại kia sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên lại đột nhiên thản nhiên nói đại sư huynh. Ta hiện tại có thể không đảm đương nổi ngươi tiếng xưng hô này, dù sao chúng ta đương sơ, đều đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải sao. Nhưng ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là đại sư huynh của ta. Lão nhân nghe vậy trầm mặc sau một hồi, thấp giọng nói. Thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên nhưng cũng không mua sổ sách, chỉ là thản nhiên nói được rồi, tìm ta có chuyện gì mà. Muốn không chuyện gì nói, ta tự treo. Ngươi nên biết, ta cũng không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Ngươi đồ đệ ở ta nơi này. Xử theo Quải Trượng Hôi Bào lão giả L.I.O. ta môi một cái, có chút chán nản nói. Đồ đệ của ta, Tiểu Phi, gật đầu đầu kia Minh Đạo Xuyên nghe vậy đột nhiên thanh âm ngữ điệu dương lên. Trần Phi nghe vậy, ngay tức khắc cẩn thận mở miệng nói sư phụ, là ta. Hắn rất có nhãn lực kính nhi nhìn ra không khí này không đúng, vì vậy bo bo giữ mình tránh bên cạnh, không xen vào nước đục này. Hai người các ngươi, được rồi, ta đã biết, hắn đúng là đồ đệ của ta, cứ như vậy đi. Bên đầu điện thoại kia mở miệng như thế. Cuối cùng vẫn không muốn tiếp tục nói nữa. Vân vân chờ đã. Thế mà Trần Phi chợt mở miệng gọi lại hắn, thận trọng nói vân vân chờ đã, sư phụ, như vậy. Ta hiện tại cần xưng hô như thế nào? Sư thúc còn là,
Lúc đầu hắn là không cần thiết hỏi lời nói này, thế nhưng, hắn vừa rồi lại nghe được sư phụ mình trong miệng nói ra ân đoạn nghĩa tuyệt bốn chữ, không phải do hắn không cẩn thận suy tư một chút. Xưng hô như thế nào? Nghe được Trần Phi nói, bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên cư nhiên trầm mặc. Sử theo quải trượng hôi bào lão giả thấy thế cũng hiếm thấy thần sắc có chút khẩn trương, gân xanh nổi lên con gà móng vậy khô lòng bàn tay xuất mồ hôi, khàn khàn thâm thúy đôi mắt lóe lên. Chúng ta lão chuyện đồng lứa, tiểu tử ngươi đừng mù quan tâm. Ngươi muốn xưng hô như thế nào, tự xưng hô như thế nào, cứ như vậy, ta treo. Sau khi nói xong, bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên trực tiếp cúp điện thoại. Cần xưng hô như thế nào tự xưng hô như thế nào. Trần Phi nghe vậy sắc mặt cực kỳ cổ quái, cũng có chút buồn bực. Hắn làm sao biết cần xưng hô như thế nào a? Nhưng vào lúc này, sử theo quải trưởng hôi bào lão giả chợt hướng phía hắn cười nói tiểu tử, đa tạ ngươi. Đa tạ ta, cảm tạ cái gì? Trần Phi nghe vậy càng nổi lên nghi ngờ, chỉ cảm giác mình óc không nhiều đủ dùng a. Không có gì, ha ha. Có hứng thú đi ta làm một chút khách sao? Lại nói tiếp, tiểu tử ngươi coi như là sư chất của ta. Sử theo quải trưởng hôi bào lão giả cười cười, bỗng nhiên lại hỏi. Làm khách, Trần Phi nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ biến, có chút lúng túng cười nói cái kia, cái này, nếu không ngày hôm nay coi như xong đi. Lần sau, ngươi cứ nói đi sư, sư thúc. Không có biện pháp, hắn là thật nghĩ xấu hổ. Dù sao vừa rồi bọn họ đều nhanh muốn cuộc chiến sinh tử, hiện tại lại thành sư thúc, sư điệt quan hệ. Đây quả thực đủ để làm người ta xấu hổ nham màn cuối phạm vào, cho nên vẫn là lần sau đi, lần sau. Chờ hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt sau. Sư thúc, ha ha ha, được rồi, người đã nói rằng lần, vậy lần sau đi, vâng, cho ngươi món đồ chơi nhỏ, hương cảng chợ đêm nội bộ người cơ bản đều biết được. Sử theo quải trưởng hôi bào lão giả nghe vậy không hiểu cười ha ha lên, tiện tay vải ra một quả lệnh bài tự đắc đồ vật. Đây là, Trần Phi đem đen xì lệnh bài tiếp được, vô ý thức có chút nghi ngờ nói. Đại biểu thân phận ta gì đó, mới có thể giúp ngươi tránh cho một ít phiền toái nhỏ, đặc biệt tại đây hương cảng. Sử theo quải trưởng hôi bào lão giả nghe vậy thản nhiên nói, lại không tự chủ có một loại cấp trên khí tức chảy xuôi ra, làm cho áp lực thật lớn. Thế mà loại áp lực này đối với Trần Phi mà nói lại không coi vào đâu, thậm chí hoàn toàn là tốt rồi không có tác dụng gì. Người sau nếu có nhược tư đem mai lệnh bài thu vào, thận trọng nói cái kia, sư thúc, nếu không ta tự đi trước một bước. Tái kiến. Sử theo quải trưởng hôi bào lão giả nghe vậy cũng không giữ lại, khóe miệng lộ ra cười nhạt nói. Ta đây tự hiện tại cáo từ. Sư thúc, lần sau gặp. Trần Phi nói xong câu đó lập tức xoay người rời đi. Hướng cách đó không xa chiếc kia huy đằng xe đi đến. Quả nhiên là lão hỗn đản đồ đệ, đều là một cái đức hạnh. Đợi được Trần Phi xoay người sau khi rời đi, sử theo quải trưởng hôi bào lão giả không khỏi khuôn mặt thất thần tự lẩm bẩm. Như là ở oán giận, kỳ thực giọng nói tràn đầy hồi ức. Chỉ là đáng tiếc, lúc đầu muốn cho tiểu tử kia giúp ta một chuyện, đại biểu chúng ta chợ đêm đi theo hắc ám thiên sứ liên minh này tiểu bối đấu một trận. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên đột phá đến cổ vũ tiên thiên cảnh giới. Tu vi trình tự cao nhiều lắm, muốn ỷ lớn hát yêu ta nhỏ đều không được, ai thực sự là. Hắn theo lại có tiếc nuối lắc đầu, xoay người ly khai. Trần tiên sinh ngài không có sao chứ? Đợi được Trần Phi đi tới sau, ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên Trần Diệu Dương lập tức xuống xe, thần sắc khẩn trương, thấp thỏm lo âu nói. Muốn. Phải biết rằng đây chính là hương cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La đại nhân nếu là thật đem đắc tội chết, tại đây hương cảng, tất nhiên sẽ nửa bước khó đi, thậm chí còn có khả năng sẽ có ngập đầu tai ương, nhưng lại căn bản vô lực chống lại. Không có việc gì, đi thôi, đều không sao. Trần Phi xoa xoa đầu có chút im lặng thấp giọng nói. Hiển nhiên nhìn ra được, hắn lúc này cũng có chút hốt hoảng, không có thể đủ hoàn toàn tiêu hóa. Sư thúc. Hắn là thật không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một bộ phận thúc đến, hơn nữa còn là một vị đường đường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả. Quý vi hương cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong, tôn quý bất phàm, thân phận địa vị quyền cao chức trọng. Chỉ là đối phương vị kia sư thúc, hình như cùng sư phó hắn quan hệ giữa rất phức tạp, thậm chí ngay cả ân đoạn nghĩa tuyệt tất cả đi ra, làm hắn khó có thể suy đoán đến tột cùng tin tức là như thế nào. Đầu của ta đau quá, quên đi, lười đoán.
chờ bọn hắn thế hệ trước tự xem theo làm đi. Trần Phi khó chịu duỗi người hét to một tiếng, chợt cũng lười nữa phí tế bảo não, ngồi Trần Diệu Dương huy đằng xe, ly khai nơi này. Sau ở Trần Diệu Dương người một nhà nhiệt tình giữ lại dưới, Trần Phi ở Hương Cảng dừng lại lâu hai ngày, chân chính ý nghĩa trên kiến thức một phen chỗ ngồi này thế giới nổi danh phồn hoa đại đô sẽ sau, lại tạ tuyệt Trần Diệu Dương muốn dùng Hương Cảng Trần ra tư nhân máy bay, đưa hắn trực tiếp đưa về Bắc Sơn thì ý tốt. Còn là thành thật từ Hương Cảng mù mịt bay đến tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị, sau đó sẽ từ cùng Châu Thị ngồi cao thiết sốt cục về tới mình đại bản doanh Bắc Sơn Thị. Mà cùng lúc đó, Hoa Hạ lĩnh Nam ba tỉnh đặc biệt bộ môn phi báo tổng bộ, thậm chí toàn bộ phía Nam thổ địa cổ vũ giả vòng tròn nội đều có sóng to gió lớn bị nhấc lên. Bởi vì đường đường Hoa Hạ nội lục 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn một trong Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Cần tông môn duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả lão tổ tông cháu trai ruột Quân Nguyên Nghĩa, cư nhiên bị người chém đứt một tay. Không lưu tình chút nào, đây quả thực là đủ để chấn động lòng người chuyện lớn. Phải biết rằng ở Hoa Hạ cổ vũ vòng tròn nội, 11 năm thứ hai đại học chảy cổ vũ tông môn ý một nhà, đều chính mình hoàn toàn áp đảo Hương Cảng năm đại hào môn loại thực lực đó trên nội tình. Ngoại trừ Nhạc Gia cái loại này trường hợp đặc biệt, bởi vậy thấy rất mạnh. Vì vậy rất nhiều trong vòng mọi người khó có thể tin, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám như vậy to gan lớn mật, ở Thánh Hỏa Tông cái loại này kinh khủng động thủ trên đầu Thái Tuế, đáng sợ hơn còn là chặt đứt Cần Tông môn nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột một cánh tay, vô luận như thế nào xem, đều là hoàn toàn muốn chết. Quá không tự lượng sức. Mà ở hiểu rõ ràng chân tướng sau, Thánh Hỏa Tông rất hiển nhiên cũng là thật nổi giận. Lúc đầu bọn họ loại này tồn tại, cái này người của bên trong vòng, là không nên tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở phàm tục, nhưng bây giờ, lại có người thật dám tại bọn hắn xúc phạm người có quyền thế, hơn nữa còn là một vị hơn 20 tuổi cuồng vọng thanh niên nhân, đây quả thực là vẽ mặt, để cho bọn họ tuyệt đối không có biện pháp tiếp thu. Người này phải chết, vô luận là chúng ta Thánh Hỏa dòng họ tự xuất thủ, hay là các ngươi phi báo muốn thay thế vi xuất thủ. Cái này không phải chúng ta trái với mệnh lệnh, mà là, chúng ta Thánh Hỏa Tông uy nghiêm không cho khiêu khích. Thánh Hỏa Tông trưởng môn tự mình bấm phi báo năm tài công chính huấn luyện viên một trong Lôi Long điện thoại. Ngôn ngữ trong giọng nói không có bất kỳ quay về chỗ trống. Trần Phi dám động bọn họ Thánh Hỏa Tông người, nhất định phải trả giá thật lớn. Bị bọn họ khai đao diệt trừ, không có khả năng có bất kỳ quay về hy vọng sống còn. Mà bay báo Lôi Long ở nhận được đối phương điện thoại, trầm mặc. Rất hiển nhiên hắn cũng cho rằng Trần Phi phạm vào sai lầm lớn, chọc tới đại phiền toái. Phải biết rằng, đây chính là Thánh Hỏa Tông A, đường đường Hoa Hạ cổ vũ giả vòng tròn công nhận 11 năm thứ hai đại học chảy tông môn một trong, thậm chí còn ở trong đó bài danh cũng coi là vùng trung du. Không chỉ có như vậy, đồng thời ngay cả bọn họ phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong một vị, đều là tự mình từ Thánh Hỏa Tông đi ra, hôm nay ở vì quốc gia làm việc. Cái này thực sự nguy rồi. Rất hiển nhiên, làm chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ giả, đối với quốc gia mà nói là một đám cực kỳ đặc thù tồn tại. Vì vậy song phương từng ở hơn trăm năm trước lập được một giấy dự định, quốc gia không sẽ chủ động khiêu khích cổ vũ giả vòng tròn, nhưng tương ứng, người sau cũng không có thể tùy tùy tiện tiện vào đời, phá hư tầm thường dân chúng bình thường sinh hoạt. Mà nếu là có người dám can đảm khiêu khích cổ vũ giả vòng tròn tông môn uy nghiêm, thậm chí nghiêm trọng đến động thủ sát nhân, đây là Cần Tông môn liền có thể không nhìn năm đó một giấy ước định, đúng khiêu khích, mạo phạm người giết không tha. Quốc gia sẽ không can dự. Dĩ nhiên, nếu là cổ vũ trong vòng người kia hoặc là ta tông môn không biết lượng sức, tự tìm tử lộ, mưu toan khiêu khích quốc gia uy nghiêm, đúng ích lợi quốc gia hạ thủ, vậy dĩ nhiên sẽ bị quốc gia không tiếc bất cứ giá nào, lấy lôi đình thế cường thế nghiền diệt, tuyệt không có hạ thủ lưu tình thuyết pháp. Đến mức cái này một tờ giấy ước cùng với quốc gia dễ dàng tha thứ cổ vũ giả vòng tròn tồn tại, một là bởi vì cổ vũ giả trong vòng quả thực tồn tại cường nhân, thực lực quá bất quá ở khủng bố. Nói là phi nhân loại thay đổi tai đều hoàn toàn không quá đáng, và lại như vậy làm người ta kiêng kỵ tồn tại còn xa xa không chỉ một, vì vậy quốc gia cần suy tính. Nhiều lắm, không có khả năng mù quáng xuất thủ. Hai là bởi vì, đây cũng là tối trọng yếu một nguyên nhân. Đó chính là hôm nay cổ vũ giả vòng tròn nghiễm nhiên là quốc gia trọng yếu cấu thành bộ môn, rất nhiều cổ vũ giả cường giả đều ở đây ra sức vì nước, vì nhân dân làm việc, tự nhiên tình huống tự trở nên càng cực kỳ phức tạp. Mà lần này, là Trần Phi chủ động khiêu khích cổ vũ giả trong vòng Thánh Hỏa Tông,
đồng thời còn quá phận đem thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa một cái cánh tay đều cho chém, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dính dáng quá nhiều. Dù sao phải biết rằng hắn Quân Nguyên Nghĩa ra ra, thế nhưng Thánh Hỏa Tông đường đường chính chính lão tổ cấp bậc tồn tại, cũng là cần tông môn duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả. Được khen là phía nam thổ địa cổ vũ giả vòng tròn nội có hy vọng nhất đạp ra một bước kia thế hệ trước cường giả, vì vậy vô luận là kỳ thân phận địa vị, hay là thực lực, cảnh giới, đều thập phần khủng bố. Kỳ uy nghiêm, tự nhiên không cho khiêu khích. Vì vậy hiện tại Thánh Hỏa Tông thái độ đã hoàn toàn xác định xuống tới, không chỉ có muốn Trần Phi lấy cái chết tạ tội, còn càng phải liên lụy kỳ sau lưng tam đại cửu tộc. Cái này mặc dù có khoa trương pháp, nhưng đủ để chứng minh Thánh Hỏa Tông thái độ tuyệt đối cường ngạnh, không có thương lượng chỗ trống, tối thiểu, cũng muốn Trần Phi cả nhà bị diệt. Cả nhà bị diệt, còn muốn chúng ta phi báo thay bọn họ động thủ. Cái này Thánh Hỏa Tông người có đúng hay không quá kiêu ngạo, lẽ nào bọn họ thật đúng là cho là chúng ta phi báo, sợ bọn họ phải không? Ở nhận được đúng phương trưởng môn người điện thoại sau, Lôi Long tức giận không gì sánh được. Phải biết rằng hắn từng cũng là vị đỉnh cấp binh vương cường giả, nghiêm ngặt lại nói tiếp coi như là đối phương Thánh Hỏa Tông trưởng môn nhân, cũng đều không phải là hắn năm đó đối thủ, nhưng bây giờ, hổ rơi bình dương bị chó lấn, đối phương cư nhiên lấy như vậy giọng cùng hắn trò chuyện, thật giống như uy hát hiếu ta, mệnh lệnh, thậm chí không cho cự tuyệt vậy. Điều này làm cho trong lòng của hắn cũng không nín được cơn tức, cảm giác rất biệt khuất. Sợ, bọn họ đương nhiên biết chúng ta không sợ, chỉ là, bọn họ Thánh Hỏa Tông hiện tại lại không đúng đối với ta các phi báo xuất thủ, mà là đối với giống vẻn vẹn chỉ là cái chút nào không bối cảnh, không hề lai lịch tuổi nhỏ người. Mặc dù chúng ta muốn ngăn, lại làm sao có thể ngăn được. La thủ trưởng ở một bên lắc lắc đầu nói. Trên thực tế, hắn cũng quả thực không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này mà, lúc đầu trước hắn là rất chăm sóc Trần Phi tiểu tử kia, tuổi trẻ tài cao, y thuật cao minh, càng trọng yếu là thực lực cũng rất mạnh đại, tối thiểu có nhất lưu cổ vũ giả cao độ, tuyệt đối là hắn trong lòng chọn đầu đầy hứa hẹn thanh niên, trước hắn cũng rất muốn đem thu nạp đến các nàng phi báo đến, ra sức vì nước, nhưng bây giờ. Phải biết rằng đây chính là Thánh Hỏa Tông A, cổ vũ giả vòng tròn nội công nhận 11 năm thứ 2 đại học trải cổ vũ giả tông môn một trong, hơn nữa kỳ bài danh vẫn có thể ở trong đó xếp hàng vùng Trung Du, càng chính mình một vị đỉnh cấp nửa bước tiên thiên cường giả tọa chấn. Hơn nữa còn là bị Trần Phi chặt đứt một cái cánh tay Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa thân ra ra. Điều này làm cho hắn thực sự rất đau đầu. Dù sao nửa bước tiên thiên cường giả đó là hạng khái niệm. Căn bản không cần lại nói nhảm nhiều, chớ nói chi là Thánh Hỏa Tông lão gia hỏa kia càng đỉnh cấp nửa bước tiên thiên, cự ly cái cảnh giới kia, cũng chỉ có nửa bước xa. Cũng được khen là hôm nay cổ vũ vòng tròn nội có hy vọng nhất đạp ra bước này người, điều này làm cho hắn há có thể không coi trọng. Phải biết rằng loại này cấp bậc cổ vũ cường giả, coi như là bọn họ toàn bộ phi báo, cũng đều tựa hồ tìm không ra một người có thể cùng thất phà, chỉ có vị kia trên danh nghĩa tiên thiên cấp bậc tổng huấn luyện viên. Nhưng vấn đề là vị kia luôn luôn nhàn vân giã hạc đã quen, cái này việc nhỏ mà khẳng định lười nhúng tay, lười để ở trong lòng. Đáng chết, lẽ nào chúng ta lần này tựu thực sự thấy chết mà không cứu được. Lôi Long nghe vậy nhìn không được hung hăng nắm tay nói. Đao Tước khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Phải biết rằng, Trần Phi hiện tại có thể là của hắn ân nhân cứu mạng, chớ nói chi là căn cứ bọn họ phi báo con đường trên thực tế điều tra ra, chuyện này không hoàn toàn đúng Trần Phi trách nhiệm, đối phương cũng có quá phận. Nhưng bây giờ Thánh Hỏa Tông lại bất chấp tất cả, muốn cho Trần Phi lấy cái chết tạ tội, còn muốn cho hắn cả nhà bị diệt, đây quả thực hơi quá đáng. Thấy chết mà không cứu được. La thủ trưởng nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn thở dài lắc đầu nói phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên, ngươi là một cái, Mã Đông cũng là một cái. Thế mà tên kia có người nói hôm nay đều đã nhất lưu cổ vũ giả đỉnh phong, hoàn hảo giống như chỉ nửa bước bước chân vào nửa bước tiên thiên, đối với chúng ta phi báo có trọng đại cống hiến, hơn nữa hắn sớm năm hay là xuất từ Thánh Hỏa Tông. Thử hỏi dưới loại tình huống này, chúng ta nếu là hoàn toàn thiên hướng tiểu tử kia, có đúng hay không có chút không thích hợp? Cái này, ta. Lôi Long nghe vậy nhất thời bỗng nhiên trầm mặc, chỉ là giữa hai lông mày nếu có một ít dữ tợn, buồn bã. Hắn minh bạch La thủ trưởng ý tứ, dù sao hắn Lôi Long hôm nay đã hổ rơi bình dương, thực lực mất hết, không còn nữa năm đó binh vương oai. Mà khi năm xuất từ Thánh Hỏa Tông Mã Đông, kỳ hôm nay thực lực cũng sớm đã vượt qua hắn, thậm chí cũng có thể đạt tới mới vào nửa bước tiên thiên trình độ.
Như vậy, tuy rằng rất tàn khốc, rất hiển nhiên, nhưng phi báo quả thực không có khả năng như hắn đắc ý thiên hướng, Trần Phi bên kia. Bọn họ cần phỏng chừng bên kia, tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong Mã Đông. La lão, Lôi Long, ta biết các ngươi thiết tài, cho rằng được kêu là làm Trần Phi tuổi nhỏ người có tiềm lực có thể đào quật, nhưng hôm nay, cái này tuổi trẻ tiểu bối còn là quá kiêu ngạo, lại dám đúng sư huynh của ta cháu trai ruột hạ thủ, chuyện này tất nhiên muốn cho hắn có điều dặn dò, lấy cái chết tạ tội. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, La thủ trưởng, Lôi Long bỗng nhiên cả kinh. Vẻ mặt rung động vẻ. Thanh âm này, vâng. Mã Đông, ngươi cư nhiên tới. Lôi Long mạnh nghiêng đầu ánh mắt quét về phía nơi nào đó, trong tầm mắt nhất thời có một vị thần tình lạnh lùng hắc y lão giả sừng sững ở cách đó không xa, kỳ mâu quang rất vô tình, khuôn mặt cũng có vẻ băng lạnh lùng, làm cho một loại sát khí cuốn lấy trầm trọng uy áp cảm, phỏng chừng có 60-70 tuổi hình dạng. Ta tự nhiên được đến, nếu không, người chỉ sợ cũng muốn phạm sai lầm. Hắc y lão giả bình thản lạnh lùng quét Lôi Long liếc mắt, hờ hững nói. Ngươi nói cái gì? Lôi Long nghe vậy giận dữ. Được rồi. La thủ trưởng đưa tay đem cản lại, sau đó thâm thúy, khàn khàn đôi mắt chậm rãi nhìn phía đối phương, nhẹ giọng nói Mã Đông, ngươi là vì người trẻ tuổi kia tự mình đến. Các ngươi thật muốn làm như vậy. La lão, đây cũng không phải là chúng ta Thánh Hỏa Tông trước gây sự, mà là cái kia là Trần Phi tuổi nhỏ người quá không biết lượng sức. Nguyên nghĩa là sư huynh của ta thương yêu nhất cháu trai ruột, hôm nay lại bị người cắt đứt cánh tay, dẫn đến nguyên khí đại thương. Vì vậy về công về tư, người trẻ tuổi kia đều phải chết, nhưng lại muốn tiêu diệt kỳ cả nhà, làm khiển trách, bằng không không đủ để dẹp loạn sư huynh của ta lửa giận. Hắc y lão giả nghe được La thủ trưởng nói, khàn khàn lão mắt chuyển động, đạm mạc nói. Phải chết, còn muốn diệt kỳ cả nhà, Mã Đông, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này quá bá đạo sao? Lôi Long nghe vậy cả giận nói. La thủ trưởng nghe vậy cũng có chút sắc mặt nhục nhã, nói Mã Đông, đừng quên ngươi là chúng ta phi báo người. La lão, đối với ngươi cũng từ Thánh Hỏa Tông đi ra. Hắc y lão giả nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó đạm mạc mâu quang lại quét về phía Lôi Long, khóe miệng vi câu, khinh thường nói bá đạo. Lôi Long, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu chúng ta phi báo đến xử lý chuyện này, ảnh hưởng còn có khả năng xuống đến thấp nhất, nhưng nếu là... Các ngươi không nên ép sư huynh của ta xuất thủ, kết quả kia sẽ là thế nào dạng tựu khó nói, ta thật không cách nào bảo chứng, ha ha ha. Nói, hắn cười lạnh xoay người ly khai, chỉ là kỳ tiếng cười lạnh nhưng vẫn là tại chỗ vang vọng thật lâu, kinh sợ nhân tâm. Lôi Long. Hồi lâu sau, La thủ trưởng lúc này mới cau mày nói lúc này đây đúng là tiểu tử kia quá mạo thất, chọc tới lớn như vậy phiền phức. Bất quá, Mã Đông nói không sai. Chúng ta quả thực không thể để cho Thánh Hỏa dòng họ tự xuất thủ, bằng không biến số cùng ảnh hưởng quá, mặt trên khẳng định không có khả năng dễ dàng tha thứ, vì vậy, ai? Ta đây có thể hay không gọi điện thoại cho hắn? Lôi Long nghe vậy trầm mặc nửa ngày, thấp giọng khàn giọng nói. Trần Phi cứu mạng của hắn, nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể thấy chết mà không cứu được, đây đối với hắn loại này trong lòng có nhiệt huyết quân nhân mà nói, quả thực quá khó tiếp thu rồi, tự trách muốn chết. Nhưng lại thực sự không có biện pháp. Quân lệnh như núi, hơn nữa bọn họ phi báo thân vì quốc gia ngành đặc biệt, quả thực cần cố kỵ rất nhiều. Ta, ai? Hắn nhịn không được trong lòng lần thứ hai thở dài. Gọi điện thoại, đi thôi, chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ai, coi như là chúng ta cuối cùng cố gắng nhân tình đi. La thủ trưởng thanh âm dần dần đáy nói. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị ta phong cách cổ xưa thơm ngát trúc bên trong lầu, một vị mặc đường trang lão người đang lẳng lặng một người uống trà, hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén, dường như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch gây sự chú ý khởi, phá lệ làm cho. Chỉ thấy kỳ lúc này chính nhìn viễn phương cảnh sắc, khàn khàn sắc bén đôi mắt có vẻ phức tạp, tự lẩm bẩm ha hả, Thánh Hỏa Tông, khi nào loại này tiểu tông tiểu phái cũng dám lớn lối như vậy. Diệt Trần ra cả nhà. Có tư cách đó sao? Cái này lão giả không là người khác, chính là đương sơ xưng hô Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên là sư huynh lão nhân, tựa hồ, hình như họ Nguyễn. Sư tôn, có muốn hay không phái người cảnh cáo một chút Thánh Hỏa Tông? Ở bên cạnh hắn, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt thần thái quả thật có chút bài tú lơ khơ mặt đen nam tử thấp giọng nói. Cảnh cáo, Nguyễn họ ưng mâu lão giả nghe vậy thoáng quơ quơ chén trà,
lắc đầu, thản nhiên nói phái người đem Thành Dương huyện tiểu cô nương kia bảo vệ tốt đi, ghi nhớ kỹ không có khả năng có bất kỳ sai lầm, đến mức những thứ khác, lại chờ một chút hãy nói. Vâng, sư tôn, Bài Tú Lơ Khơ mặt đen mặt nam tử lập tức lên tiếng trả lời, chậm rãi khom người trở ra. Sốt cục lại từ bên ngoài về tới Bắc Sơn Thị, nhìn xe buýt ngoại quen thuộc kim sắc, ven đường nhà lầu kiến trúc, lục ấm thực vật, Trần Phi chỉ cảm giác bên trong lòng mình hình như thoải mái rất nhiều, tựa hồ ở bên ngoài phiêu đáng hồi lâu rốt cục về tới nhà khách Tha Phương vậy, tâm tình hòa bình lúc rất không giống với. Như vậy ước nửa giờ sau, Trần Phi vẻ mặt thích ý, chậm rãi ngồi xe buýt lay động trở về California Hoa Viên Đại Tửu Điếm. Lại nói tiếp hắn đã tại đây ở rất lâu rồi, đều nhanh thật thành nhà hắn. Ở Cần Tửu Điếm đại đường quản lý vô cùng nhiệt tình nghênh tiếp dưới, Trần Phi kéo dương hành lý về tới Cần Tửu Điếm cao cấp nhất xa hoa tổng thống phòng xếp. Ở thống thống khoái khoái ở xa hoa, rộng mở phòng tắm tắm vội sau, tinh thần của hắn khôi phục không ít, sau đó chỉ thấy kỳ theo thói quen mặc xong tửu điếm cho hắn chuẩn bị mới tinh tơ lụa áo ngủ, đứng ở to lớn thật lớn cửa sổ sát đất dưới, cảm thụ được ánh dương quang quất vào mặt tình cảm ấm áp, quan sát viễn phương, cả người cũng không nhịn được tâm tư phiêu hốt. Chợt, trong cơ thể hắn tỏa vong kinh tiên môn công pháp không tự chủ được chậm rãi mình vận chuyển. Thực sự là thần kỳ tu luyện công pháp, cảm thụ được trong cơ thể dị dạng, Trần Phi nhịn không được cảm thán vậy hơi mị trên mắt, thần thức chìm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể thật giống như một cái khổng lồ quang cầu vậy, tràn đầy khí ấm áp hơi thở lưu động, đồng dạng cũng tốt tự tràn đầy sinh mệnh lực. Luyện khí tứ trọng. Không sai, đây chính là chân chính luyện khí tứ trọng. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục thành công đột phá đến cảnh giới này, trở thành một danh đường đường chánh chánh luyện khí trung kỳ cường giả, xem như là miễn cưỡng nhập môn, hắn há có thể mất hứng. Hơn nữa trừ lần đó ra, hắn vẫn còn hương cảng có cái khác thu hoạch. Biết tiên thiên cảnh giới cũng không phải một cái cảnh giới, mà là một cái đại cảnh giới gọi chung là. Cần cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, vì vậy nếu không phải ra hắn đoán nói, hẳn là phân biệt đối ứng luyện khí cảnh giới tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, cũng chính là cái gọi luyện khí trung kỳ cảnh giới. Xem ra ta còn phải đang cố gắng a. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi nhịn không được mím môi cười nhạt nói. Tuy nói hắn hôm nay đã sớm trải qua siêu việt cùng đại quá nhiều người, nhưng làm một danh người tu chân, hắn vẫn không ứng với kiêu ngạo tự mãn, dù sao cũng phải có điểm truy cầu không phải là. Nếu hiện tại luyện khí tứ trọng vẫn không thể đủ ở địa cầu này làm được vô địch, tốt lắm, ta đây tự tiếp tục cố gắng tu luyện đột phá đến cao hơn cảnh giới, luyện khí ngũ trọng, lục trọng, thậm chí luyện khí hậu kỳ thất trọng. Đến lúc đó, hắn không tin bản thân vẫn không thể ở địa cầu này đi ngang. Dù sao đây chính là thân là một vị người tu chân, cần có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo a. Nga, được rồi, cũng không biết người nọ tình huống thế nào. Gọi điện thoại cho Đỗ lão hỏi một chút, nghỉ ngơi một trận sau, Trần Phi lại bỗng nhiên tiếng vọng khởi trước người bệnh nhân kia. Chợt lấy điện thoại ra cho Đỗ lão bấm đi qua. Này, là Trần bác sĩ sao? Điện thoại vừa tiếp thông, microphone nội cũng nhớ tới Đỗ lão thanh âm trầm thấp. Đỗ lão, là ta. Ta sẽ Bắc Sơn Thị, ta muốn hỏi một chút bệnh nhân kia tình huống thế nào. Ta trước ở trên người hắn lưu hữu chuẩn bị ở sau, hẳn là không có gì đáng ngại đi. Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói. Hắn, thế mà nghe vậy bên đầu điện thoại kia Đỗ lão lại trầm mặc. Đỗ lão, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Trần Phi nghe vậy thần sắc mạnh ngẩn ra, trong lòng hiện ra lau một cái không ổn a. Ừ, hắn đã chết, bị người cho giết chết. Hồi lâu sau, bên đầu điện thoại kia Đỗ lão giọng nói tức giận nói. Chết, bị người cho giết chết, chẳng lẽ là... Trần Phi bỗng nhiên chợt sửng sốt, sau đó trong con người hiện ra lau một cái khác thường phẫn nộ sau, thanh âm có chút không nhẫn nại được lửa giận nói Đỗ lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào hắn đột nhiên sẽ bị người giết chết? Cụ thể, ta cũng không biết, ta chỉ biết là ngay 3 ngày trước. Sớm ta chuẩn bị đi cho hắn theo thông lệ kiểm tra lúc, lại phát hiện hắn đã chết, trên cổ xuyên thủng một thanh ngân sắc phi đao, một kích chí mạng. Đỗ lão bắt đầu tự thuật khởi hắn biết tất cả trải qua, sau cùng giọng nói đột nhiên trở nên càng thêm phẫn nộ sau lại ta lập tức đem trong chuyện này báo lên, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ có cái thuyết pháp, có thể ngày hôm qua, đã có người đến cho ta biết nhường ta quên mất chuyện này. Cái gì, là ai,
Trần Phi nghe vậy nhìn không được lần thứ hai tức giận nói, mâu quang kịch liệt lóe ra. Hắn chỉ vừa nghe đến Đỗ lão trong miệng cái gọi là ngân sắc phi đao, liền trong đầu kìm lòng không đậu liền nhớ lại lúc đầu ở giao huyện một màn kia. Lão gia hỏa kia tuyệt đối là một vị nửa bước tiên thiên cường giả, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay hắn cư nhiên lại lần nữa tự mình xuất thủ, diệt khẩu một người bình thường. Quả thực vô pháp vô thiên. Là bay. Bên đầu điện thoại kia Đỗ lão nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi bên này chợt vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Đỗ lão ta bên này có chút việc, cúp trước. Trần Phi khẽ nhíu mày, sau đó cúp điện thoại, mặt không thay đổi chậm rãi hướng để xuống người gác cổng đi một chút đi, mở cửa phòng ra. Là ngươi, Lôi huấn luyện viên. Thế mà mở cửa sau, Trần Phi thần sắc lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngoài cửa phòng lại là phi báo Lôi Long, Lôi huấn luyện viên. Ngươi cư nhiên thật đã trở về. Đi, đi mau, lại trễ một bước tựu không còn kịp rồi. Làm cửa phòng bị đẩy ra sau, nhìn thấy Trần Phi quen thuộc, trẻ tuổi khuôn mặt, Lôi Long sắc mặt nhất thời khó xem. Phải biết rằng Trần Phi thế nhưng ở bên ngoài sông như vậy đại họa, hiện tại lại còn dám trở về, quá lớn gan đi. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là vẫn có thể đình lại thời gian, vội vã cấp thiết kéo Trần Phi tay, muốn đem hắn mang đi, muốn cho hắn hiện tại ngay tức khắc ly khai Bắc Sơn, ly khai tỉnh Giang Nam, thậm chí tốt nhất có thể xuất ngoại đi tránh một chút. Đi, đi cái gì, không phải là, Lôi huấn luyện viên ngươi đây là. Thế mà Trần Phi lại nổi lên nghi ngờ, không để lại vết tích tránh thoát tay của đối phương. Ngươi lẽ nào đã quên, ngươi ở đây hương cảng sông lớn như vậy họa, đem Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão tổ cháu trai ruột cánh tay đều cho chém đứt. Hiện tại Thánh Hỏa Tông buông lời đi ra, muốn ngươi lấy cái chết tạ tội, còn muốn diệt ngươi cả nhà. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi bây giờ phải đi nhanh lên. Bằng không đến lúc đó có người đến, mặc dù lấy ta hiện tại đang bay báo thân phận, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nói xong hắn lại đi kéo Trần Phi. Thánh Hỏa Tông. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại trực tiếp ngẩn ra, không nghĩ tới lại còn nói chuyện này. Giảng đạo lý, lấy hắn hôm nay luyện khí tứ trọng, tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực kinh khủng cảnh giới, chính là một cái Thánh Hỏa Tông, hắn là thật không có để ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn hiện tại lại cực kỳ cảm động. Bởi vì đối phương rất hiển nhiên là trái với tổ chức mệnh lệnh, lén len lén đến giúp hắn. Không sai, chính là Thánh Hỏa Tông. Chúng ta phi báo có vị phó huấn luyện viên là từ phi báo đi ra, hôm nay đã có mới vào nửa bước tiên thiên cảnh giới tu vi, mà bây giờ, hắn đã tự mình đến bên này, chuẩn bị đối với ngươi xuất thủ, vì vậy ngươi bây giờ phải mau nhanh trốn, bằng không, thực sự tựu không còn kịp rồi. Lôi Long gặp Trần Phi mặc cho tựu còn là một bộ bình tĩnh thần sắc. Không khỏi lo lắng nói. Phải biết rằng, hắn có thể thu được Trần Phi hôm nay về tới Bắc Sơn thì tin tức, đối phương làm cùng hắn ngang nhau chức cấp 5 tài công chính huấn luyện viên một trong, khẳng định cũng có thể có được tin tức. Vì vậy hiện tại phải giành giật từng giây, nếu như bị đối phương tới rồi, vậy thực sự không còn kịp rồi. Lôi huấn luyện viên không, Trần Phi vừa mới chuẩn bị cười xuất khẩu an ủi, giải thích bản thân cũng không sợ đối phương, nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy lạnh như băng khí thế xuất hiện, một vị khoảng chừng 60-70 tuổi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị hắc y lão giả xuất hiện ở tửu điếm tầng chót cuối hành lang. Mà sự xuất hiện của hắn, cũng khiến Lôi Long bỗng nhiên biến sắc. Mã Đông, thần sắc hắn có chút âm trầm rung giọng nói. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy tự cảm nhận được, cái này, thực sự nguy rồi. Ha ha, nghe được Lôi Long thanh âm. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị hắc y lão giả cười lạnh cười, giọng nói thập phần hờ hững cùng với miệt thị cười cười, nói xem ra từ thực lực của ngươi đánh mất sau, ý nghĩ cũng biến thành không linh quang. Chúng ta Thánh Hỏa Tông muốn giết người, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi loại này ngu xuẩn tiểu xiếc, có thể hữu dụng không? Ngươi có đúng hay không quá xem nhẹ ta Mã Đông thực lực? Lôi Long nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là cắn răng không có cách nào khác biện giải. Hắn hôm nay, theo thực lực đánh mất. Quả thực nhãn lực, nhãn giới cũng bắt đầu trở nên hẹp hòi, và lại rất lâu đều là hữu tâm vô lực, tựu như cùng hôm nay. Nếu hắn đoán không lầm nói, đối phương chắc là theo dõi hắn tới, buồn cười trước hắn còn cho là mình làm được cũng đủ bí ẩn, không có người phát hiện. Mà bây giờ xem ra, quá buồn cười. Lôi Long, ngươi đi đi, ngày hôm nay ta tựu làm như không nhìn thấy, bỏ qua cho ngươi. Lời nói không dễ nghe, lấy ngươi bây giờ loại tình huống này. Ta khuyên ngươi tốt nhất còn là thành thật trưởng kiếp xúc, chớ tự tìm mất mặt, tự tìm đường chết.
Hắc y lão giả lại giễu cợt nói. Mã Đông, ngươi chớ quá mức. Lôi Long nghe vậy tức giận cả người mãnh liệt run, thần sắc dữ tợn. Bởi vì, cái này hoàn toàn là nhục nhã a, đối với hắn Lôi Long xích lõa lõa nhục nhã. Quá phận, Hắc y lão giả Mã Đông nghe vậy không thể đưa không cười lạnh cười, cũng lười nói nhảm nữa. Nếu đối phương Lôi Long không nghe khuyên bảo, ghê gớm không nhìn được rồi, dù thế nào chính là một tên phế nhân, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn Mã Đông làm việc phải không? Ngươi là Thánh Hỏa Tông người. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy ngoạn vị tuổi còn trẻ thanh bỗng nhiên vang lên, làm người ta sửng sốt. Chỉ thấy Hắc Y lão giả Mã Đông mâu quang lạnh lùng quét vào Trần Phi trên người, thần sắc hơi có chút kinh ngạc nói ngươi cư nhiên, còn cười được. Hắn không nghĩ tới đối phương chính là một người trẻ tuổi, khi hắn Mã Đông trước mặt lại còn có thể cười được, lẽ nào, hắn không sợ sao? Vì sao cười không nổi? Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ bằng ngươi, là có thể ăn chắc ta? Trần Phi nghe vậy hỏi ngược một câu nói, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái trào phúng. Nửa bước tiên thiên. Theo hắn quan sát, đối phương hình như quả thực chính mình mới vào nửa bước tiên thiên tả hữu thực lực, nhưng dù vậy, thì như thế nào? Phải biết rằng ở Hương Cảng, hắn thế nhưng cùng cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cấp bậc sư thúc đều luyện qua, đều cuối cùng còn chưa phải là đánh giấm không có. Nhưng bây giờ, chính là một cái nửa bước tiên thiên. Lại như thế chăng biết cái gọi ở trước mặt hắn phách lối như vậy, cũng không biết từ đâu tới tự tin, thật cho là mình thắng chắc phải không? Ha ha, ha ha a, ha 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 ha. Hắc y lão giả nghe được Trần Phi cuồng ngôn, nhịn không được ha ha cười nhạt, ngay sau đó ha 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 cười như điên, vẻ mặt miệt thị nói ngươi biết không? Đây là ta Mã Đông lớn tuổi như vậy, nghe được buồn cười nhất trò cười, không có một trong. Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết ta là tu vi gì sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Nói, hắn đưa ngón tay cực có khí thế chỉ hướng mình trong ngực, vẻ mặt hờ hững cười lạnh nói ta, Mã Đông, chính là phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong, hôm nay đã chính mình mới vào nửa bước tiên thiên cấp bậc thực lực. Vì vậy ta nghĩ giết ngươi, tựu như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi bây giờ, hiểu không? Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Trần Phi nghe vậy. Trong mắt đen nhánh hiện ra lau một cái hàn mang. Mã Đông, chuyện này là Thánh Hỏa Tông cùng hắn dính dáng. Người bây giờ nếu thân cho chúng ta phi báo thành viên, thì không nên chủ động nhúng tay loại chuyện này. Lấy thất công bằng hợp lý. Lôi Long gặp Mã Đông tựa hồ thật có tức giận dấu hiệu, nhịn không được thần sắc biến đổi, cấp tốc ngăn cản ở trước mặt đối phương, giọng nói hấp tấp nói. Tránh ra. Thế mà Mã Đông lại vẻ mặt lạnh lùng mắng, cư nhiên vươn tay trực tiếp đem đẩy ra. Lôi Long thấy thế mạnh biến sắc, bởi vì hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng khổng lồ đưa hắn đẩy ra, làm hắn căn bản cũng không có biện pháp chống lại, cả người không bị khống chế về phía sau phương té xuống đi. Lôi huấn luyện viên, cẩn thận, thấy tình cảnh này, Trần Phi mâu quang lóe lên, cả người cư nhiên hóa thân thành một vị tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở kỳ phía sau, đem Lôi Long đỡ lấy. Thấy thế, Hắc Y lão giả Mã Đông khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Bỗng nhiên thần sắc có chút vô cùng kinh ngạc lên. Hắn nhưng thật ra thật không nghĩ tới, Trần Phi tuổi còn trẻ cư nhiên thật có thực lực như thế. Nhất lưu cổ vũ giả trình tự, hay là nhất lưu cổ vũ giả đình. Nghĩ không ra, đương sơ tin tức kia lại là thực sự. Mã Đông, ta khuyên người nghĩ rõ ràng, Trần Phi hôm nay mới 20 mấy tuổi, cũng đã chính mình đủ để bằng được nhất lưu cổ vũ giả thực lực. Người nói chớ lấn thiếu niên nghèo. Rồi hãy nói người bây giờ sớm đã thành ly khai Thánh Hỏa Tông nhiều năm, thật muốn làm được như thế tuyệt. Lôi Long thật vất vả mới bớt đau mà đến, nhìn đối phương vội vàng nói. Ha ha! Thế mà, Hắc Y lão giả Mã Đông nghe vậy lại cười lạnh, hờ hững ngữ điệu bỗng nhiều hơn mấy phần sát ý ta thừa nhận, tiểu tử này thiên phú quả thực ngoài dự đoán mọi người. Bằng chừng ấy tuổi, cư nhiên có thể có được nhất lưu cổ thực lực võ giả, là một nhân tài, càng một cái kỳ tài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên nhếch miệng điềm nhiên nói thế nhưng, vừa tốt như vậy giống ta lại càng không thể bỏ qua hắn đi. Sống núi đều đã kết, ngươi còn trông cậy vào ta thả hổ về rừng, để xuống hắn 20 năm sau tới tìm ta nữa Mã Đông phiền phức. Lôi Long, là ngươi ngu xuẩn, hay là ta Mã Đông ngu xuẩn? Lời của hắn tự giết tâm, tràn đầy làm người ta tuyệt vọng sát ý. Ngươi! Lôi Long lúc này mới phát hiện đối phương mâu quang trong lại tràn đầy sát khí,
tựa hồ, đã không cách nào cứu vãn. Lôi huấn luyện viên, yên tâm đi, không có việc gì. Nhưng vào lúc này, đứng ở hắn trước người Trần Phi chợt mở miệng cười nói, nhìn đối phương vị áo đen kia lão giả khóe miệng vi câu này, ta nói lão giả kia, ngươi có phải là thật hay không cho rằng nửa bước tiên thiên rất nghiêu ép. Còn là nói chỉ ngươi loại này thất lão 80 vừa mới bước vào nửa bước tiên thiên cảnh phế vật, rất đáng giá huyền diệu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắc y lão giả Mã Đông nghe vậy thốt nhiên biến sắc. Hắn thật không nghĩ tới, Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn, dám ở nhục mạ hắn Mã Đông. Xong, Lôi Long thấy thế cũng không nhìn được thần sắc buồn bã, minh bạch sự tình là thật không có biện pháp cứu vãn. Hắn dù sao cũng cùng đối phương đều là phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong nhiều năm, biết rõ đối phương bản tính, cao ngạo vô tình, chịu không nổi trào phúng cùng nhục nhã, chớ đừng nói nhục mạ, nhưng bây giờ, Trần Phi tuổi còn trẻ lại dám như vậy nói. Xong, cái này là thật xong. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta. Tốt lắm, ta đây tự lập lại một lần nữa. Ta nói, ngươi rất phế vật, thất lão 80 cũng liền mới điểm ấy tu vi. Trần Phi nghe vậy, không thèm để ý chút nào tiếp tục khinh thường nói. Giảng đạo lý, hắn nói thế nhưng đại lời nói thật. Thất lão 80 mới vào nửa bước tiên thiên, rất đáng giá huyền diệu. Tiểu súc sinh muốn chết. Hắc y lão giả Mã Đông nghe vậy tức giận đến cả người thẳng run run, khàn khàn già nua đôi mắt hiện ra làm cho hàn mang, chợt giơ tay lên, cách không hướng về phía Trần Phi chính là một cái tát quạt tới. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt hỏa diễm, nhiệt độ cao dọa người. Muốn chết, gặp đối phương thật muốn hướng tự mình ra tay, Trần Phi thần sắc trầm xuống, trong mắt đen nhánh hiện ra lau một cái vẻ khinh thường. Sau đó chỉ thấy Kỳ vung tay lên một cái. Đồng dạng là cách không một cái tát hướng phía đối phương hung hăng phiến đi. Nhất thời trong không khí hình như tràn ngập khởi màu trắng sữa thấy không rõ quang thải, ngưng tụ thành lực lượng khổng lồ, khí thế nguy nga, hùng hậu cương mãnh, như hoàng hà vỡ đê vậy cương mãnh ra, mọi người bên tai theo vang lên một đạo thanh thúy tiếng vang hai tiếng. Ba, một tiếng thanh thúy bà tai tiếng vang lên, Hắc Y lão giả Mã Đông bị một tát này phiến được một cái lảo đảo, cả người ngã nhào xuống đất gặm miệng đầy thảm bụi. Mà ở thấy tình cảnh này, Lôi Long Lôi huấn luyện viên cả người đều xem ngốc xem ngây người. Không, không phải đâu, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì. Hắn vừa rồi cư nhiên thấy Mã Đông bị Trần Phi sáng một bạt tai, cái này, điều này sao có thể. Mà Hắc Y lão giả Mã Đông ở tự mình đã trải qua vừa rồi một màn kia, giờ này khắc này nửa bên mặt trái trên đã lưu lại đỏ tươi dấu năm ngón tay, đau rát, khiến cả người hắn đều thiếu chút nữa ngớ ngẩn. Mâu quang kinh hãi nhìn Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn không cách nào tưởng tượng vừa rồi một chút Trần Phi đến tột cùng là làm sao làm được. Phải biết rằng, hắn thế nhưng nửa bước tiên thiên a. Đường đường nửa bước tiên thiên lại bị người vẫy lỗ tai, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Làm sao có thể tưởng tượng. Ngươi lại dám đánh lén ta. Thế mà, ngay sau đó hắn lại cấp tốc lãnh tĩnh xuống tới, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Phi khuôn mặt dữ tợn nói. Không sai, vừa rồi tiểu tử kia tuyệt đối là đánh lén mình, hơn nữa bản thân vừa rồi một chút tốt hơn theo liền xuất thủ, chưa đem hết toàn lực, như vậy một tăng một giảm mới để cho hắn bộ mặt mất hết, đã trúng một cái tát. Dù sao đối phương tiểu tử kia cũng chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả, không phải là người thường, há có thể tùy tiện đại ý. Tuy rằng hắn ở trong lòng như vậy an ủi mình, nhưng hắn lúc này nhưng cũng thật sâu ý thức được một điểm, đó chính là Trần Phi thực lực. Rất khả năng so với hắn dự đoán lợi hại hơn rất nhiều, phỏng chừng tối thiểu cũng ít nhất là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh trình độ, so với hắn hôm nay chỉ yếu một đường. Như vậy nghĩ như vậy, trong lòng của hắn bỗng nhiên không cách nào ức chế hiện ra một loại rung động thậm chí hoang đường khủng hoảng chi niệm. Hai, hơn 20 tuổi nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, cái này, điều này sao có thể? Đùa giỡn hay sao? Ha ha, ngươi nói ta đánh lén ngươi. Tốt lắm, nhưng vào lúc này... Hắn bên tai chợt vang lên Trần Phi cười nhạt thanh âm. Chợt chỉ thấy Kỳ lại một lần nữa xuất thủ, cùng vừa rồi giống nhau như đúc động tác, cách không một cái tát hung hăng hướng phía đối phương Hắc Y lão giả Mã Đông trên mặt phiến đi. Tiểu súc sinh ngươi đừng quá kiêu ngạo, vừa rồi, đây chẳng qua là ta nhất thời sai lầm mà thôi. Lẽ nào ngươi thật đúng là đã cho ta sợ ngươi sao? Thấy tình cảnh này, Hắc Y lão giả Mã Đông đâu còn nhịn được. Phải biết rằng, hắn thế nhưng phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong.
kỳ chức cấp ít nhất phải so với phó tỉnh cấp cũng cao hơn nửa cái đầu, thói quen hô phong hoán vũ, quyền cao chức trọng, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đã bị Trần Phi loại này người tuổi trẻ nhục nhã. Nhìn giá thế này, là còn muốn cho hắn thêm Mã Đông một cái tát. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn được đến. Trong nháy mắt không cách nào ức chế tức giận nổi trận lôi đình lên. Miệng của ngươi là thật có chút bẩn. Trần Phi gặp đối phương lại dám như thế chỉ vào mũi hắn mắng tiểu súc sinh, nhất thời cũng là tức thiếu chút nữa mũi đều sai lệch, còn người đen nhánh hàn mang lóe lên, nhất thời trong tay động thủ lực đạo, chí ít so với vừa rồi nặng gấp đôi. Muốn chết, thấy thế hắc y lão giả Mã Đông nét mặt già nua mạnh trầm xuống, như cây khô ra vậy nếp uốn nét mặt già nua tức giận thẳng run run. Sau đó chỉ thấy kỳ cả người chấn động, một cường liệt cực nóng hỏa diễm cư nhiên trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ngay sau đó kỳ hai tay lại còn nhiều hơn một thanh kỳ môn binh khí thánh hỏa lệnh. Thương! Chỉ nghe được một tiếng chói tai kim loại âm rung, hắc y lão giả Mã Đông cầm trong tay thánh hỏa tông hướng Trần Phi chém giết đến, khàn khàn đôi mắt tràn đầy sát ý, lửa sóng đằng đằng, không gì sánh được cực nóng. Tê, thật là khủng cây S.I.O.T.A. Thấy tình cảnh này lôi long nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh, đôi mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Hắn quả thực không nghĩ tới. Mã Đông thực lực cư nhiên như thế khủng bố, loại này siêu tự nhiên lực lượng quả thực quá dọa người rồi. Coi như là hắn lôi long đã từng tột cùng nhất thời kỳ, chỉ sợ cũng xa xa không kịp bây giờ đối phương. Xong, cái này thực sự xong. Trên thực tế, hắn kinh hãi cũng không phải không có lý. Dù sao Mã Đông hôm nay tu vi cảnh giới, bất ngờ đã là thánh hỏa lệnh thần công đệ thập nhất nặng. Cự ly cần thần công 12 nặng đại viên mãn cũng chỉ có nửa bước xa. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn, cũng tuyệt đối không cho bỏ qua. Vì vậy, hắn là không có biện pháp không kinh hãi a. Ngươi không cảm thấy loại này tốt mã rẻ cùi thủ đoạn, rất vô dụng a. Có thể nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt đất bằng phẳng nổi lên một trận cuồng phong. Kèm theo Trần Phi bình tĩnh vô cùng chẳng đáng thanh, nguyên bản không khí nóng bỏng, cực nóng hỏa diễm. Cứ nhiên trong nháy mắt thật giống như nhỏ bé đến hám cây kiến càng vậy bị hung hăng áp chế lên. Sở hữu thánh hỏa tông thần công bộc phát ra hỏa diễm bị nghiền diệt không còn, cũng khiến chu vi nhiệt độ chợt giảm xuống, chỉ có trận kia đất bằng phẳng lên gió xoáy bao vây lấy một cái tát kia cương mãnh lực đạo, như thái sơn áp đỉnh vậy hung hăng rơi, phiến hướng hắc y lão giả Mã Đông. Không, không, cái này không thể. Người sau sợ đến mặt không có chút máu, môi trở nên trắng run rẩy. Hoàn toàn không tin một màn này lại là thực sự. Hắn Mã Đông đường đường nửa bước tiên thiên cường giả, cư nhiên hiện vào thời khắc này bị chính là một người trẻ tuổi áp chế, hơn nữa, nhưng lại muốn. Cương mãnh kình phong hướng về hắn khuôn mặt hung hăng quạt xuống phía dưới. Ba, lại một thanh thanh thúy bà tai tiếng vang lên, hắc y lão giả Mã Đông trực tiếp bị một tát này tỉnh mộng. Từ trong miệng hắn truyền đến toàn tâm đau đớn. Bởi vì từng hàng hàm răng đều bị đánh rớt, miệng đầy ba đều là máu, vẫn là má trái sưng lên thật cao một khối lớn, bầm đen. Khiến kỳ bỗng nhiên thất thần sắc hoảng sợ sụi lơ té trên mặt đất, khó có thể hình dung bản thân lúc này nội tâm chấn động, cùng với du nhiên nhi sinh ra hoang đường sợ hãi. Muốn, phải biết rằng hắn Mã Đông thế nhưng một vị đường đường chính chính, thứ thiệt nửa bước tiên thiên cường giả, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên ở Trần Phi trong tay không còn sức đánh trả chút nào. Bị liên tục phiến lỗ tai quạt hai lần, thậm chí lần thứ hai đều trực tiếp bị tỉnh mộng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực đối phương tuyệt đối là nghiền ép hắn, thế nhưng, cái này, lẽ nào? Không thể nào đâu, tiên thiên. Cái này, không chỉ là hắn, ngay cả lôi long lúc này đều hoàn toàn bị sợ ngây người. Chỉ cảm thấy cả người tim đập loạn, môi run rẩy, lòng bàn tay mờ u bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái này vãi đều hai lần, tổng không phải là khả năng còn là đánh lén đi. Phải biết rằng đây chính là trong chớp mắt, vừa đối mặt công phu, như vậy một cái thiểu niên đứng tại chỗ động đều không động, cư nhiên sẽ theo ý cho Mã Đông như vậy một vị thứ thiệt nửa bước tiên thiên cường giả hai cái tát, hơn nữa một cái tát nhanh hơn một cái tát ngoan. Đây là kinh khủng bực nào thực lực, nói đùa sao? Cơ hồ là trong sát na, vắng vẻ một mảnh. Vô luận là lôi long hay là hắc y lão giả Mã Đông đều ngớ ngẩn. Ngây người nói không ra lời. Từ vừa rồi Trần Phi thứ một cái tát vẫy đến đối phương hắc y lão giả Mã Đông trên mặt, càng về sau đệ nhị cái tát nói động thủ lại trực tiếp động thủ. Hơn nữa hạ thủ quá nặng,
càng không có chút nào lưu tình, trực tiếp một cái tát đánh dụng hắn miệng đầy răng, đây quả thực làm cho khó mà tin được một màn này. Kinh hồn táng đảm. Phải biết rằng, dù cho Hắc Y lão giả Mã Đông chính là một vị đường đường chính chính nửa bước tiên thiên cường giả, Lôi Long Lôi huấn luyện viên từng đỉnh lúc cũng là một vị đỉnh cấp binh vương cường giả, có thể bọn họ lúc này đều không cách nào tưởng tượng, Trần Phi bằng chừng ấy tuổi cận 20 mấy tuổi, đến tột cùng là làm sao làm được loại trình độ này. Quả thực sai lầm. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi có thực lực hoàn toàn là nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép, phải biết rằng Hắc Y lão giả Mã Đông thế nhưng hàng thật thế ra nửa bước tiên thiên, đây chẳng phải là ý nghĩa. Ngươi lại là tiên thiên, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Hắc Y lão giả Mã Đông vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Trần Phi non nớt gương mặt của, tâm như cho nguội. Hắn là thật thực sự không muốn tin tưởng một màn này là thật, phải biết rằng đây chính là tiên thiên a, cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể? Hiện tại biết sợ, Trần Phi nghe vậy khinh thường cười lạnh cười, bởi vì hắn nghe được đối phương trong giọng nói sợ hãi, có thể sớm biết hiện tại, cần gì phải đương sơ. Tất cả nói, chính là nửa bước tiên thiên mà thôi, thật cho là mình rất nghiêu ép. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi kỳ thực cũng không nhìn được có chút cảm thán, nếu không phải hắn vận khí tốt chiếm được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, trên thực tế nửa bước tiên thiên, đúng đã từng hắn mà nói, quả thực rất khủng bố. Nhưng rất đáng tiếc, không có nếu như, cũng là không có nếu là. Nửa bước tiên thiên loại tầng thứ này tại tu chân giới liên luyện khí tứ trọng cũng không tính. Tùy tiện nhân ra một cái pháp thuật cũng có thể diệt một cái sọt, ếch ngồi đáy giếng, có thể nói đúng là như thế chứ. Trần Phi, ngươi lại là tiên thiên cổ vũ giả. Đúng lúc này, Lôi Long nhịn không được dùng run rẩy giọng nói mở miệng nói. Bởi vì hắn xác xác thật thật quá khó có thể tin, cổ vũ giả tiên thiên ý vị như thế nào, hắn làm phi báo phó huấn luyện viên một trong, hiển nhiên có minh xác nhận thức. Phải biết rằng mặc dù là bọn họ phi báo loại này kéo dài qua lĩnh Nam ba tiết kiệm cấp tỉnh ngành đặc biệt, kỳ có cổ vũ giả tiên thiên cường giả, cũng liền cũng chỉ có một vị mà thôi. Thậm chí coi như là lại đem đề tài này rút cao một chút, bay lên tới quốc gia mặt, tiên thiên cổ vũ cường giả cũng tuyệt đối là quốc bảo vệ tồn tại, chân chính quốc gia lưng, cây trụ. Mà kỳ số lượng, cũng hoàn toàn chỉ có thể dùng cực kỳ rất thưa thớt để hình dung. Sẽ đạt tới kinh khủng mấy nghìn vạn so với một. Thậm chí phàm là loại người này, nếu như nguyện ý vì quốc gia hiệu lực nói, tất nhiên sẽ bị ủy lấy trọng trách, trong tay quyền lực khó có thể tưởng tượng. Có thể loại người này, chúng ta giảng đạo lý, hắn Lôi Long tự nhận là sở kiến đến trẻ tuổi nhất, chỉ sợ cũng chí ít phải có 7, 80 tuổi cao linh, nhưng bây giờ, Trần Phi chính là hơn 20 tuổi, lại cư nhiên có thể đi đến cái loại này không thuộc mình cảnh giới. Nói thật đi, hắn là thật không tin. Thực sự không tin. Ha ha, tiên thiên không có thể như vậy đạt tới. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại ba phải cái nào cũng được cười cười, rơi vào Lôi Long trong lỗ tai lại như là phủ nhận. Nhưng dù vậy, Lôi Long nghe được Trần Phi phủ nhận nói, mặc dù như là mình an ủi vậy tùng khẩu khí, nhưng hắn lúc này nội tâm chấn động, lại vẫn như cũ không cách nào toàn bộ tán đi. Dù sao, trong mắt hắn Hắc Y lão giả Mã Đông nhưng là chân chính nửa bước tiên thiên, nhưng bây giờ, lại hạ tràng như vậy. Vậy ý nghĩa Trần Phi thực lực nhất định phải so với Mã Đông cường rất nhiều. Sợ rằng tối thiểu, cũng là đỉnh cấp nửa bước tiên thiên. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được đắng chát vậy lắc đầu. Thực sự là người so với người so với người chết, hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên, nói ra, ai dám tin. Này, người không phải là muốn cho các người cái kia cái gì Thánh Hỏa Tông thiếu chủ báo thù. Ngươi không phải là thích hỉ vào bản thân nửa bước tiên thiên cảnh giới tự tùy ý đối với người xuất thủ, ỷ thế hát yêu ta người. Đừng co quắp trên mặt đất, đứng lên cho ta, nếu không chúng ta tiếp tục luyện một chút, ngươi nếu có thể đánh thắng ta cũng thì thôi, nếu là đánh không thắng, ta bảo chứng cho ngươi ngày hôm nay hối hận xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Trần Phi mâu quang lạnh lùng nhìn Hắc Y lão giả Mã Đông, mặt không chút thay đổi nói. Trên thực tế hắn thật cảm giác mình tính tình đã coi là đầy đủ, rất lâu ngươi nếu cùng hắn đến mềm, mọi người cười cười ha hả cũng liền tùy tiện đi qua. Nhưng vấn đề là, hiện tại luôn luôn không có mắt tên phải được một tấc lại muốn tiến một thước đến khiêu khích hắn, đến kích thích hắn bình thường giấu ở trong xương cốt ngoan lệ một mặt, cái này không phải là mình muốn chết sao? Tựa như lúc này đây cái gì cái gọi là Thánh Hỏa Tông buông lời, muốn cho hắn Trần Phi lấy cái chết tạ tội.
còn muốn diệt hắn cả nhà. Ta đi mẹ của ngươi, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Ta, ngươi, ta. Mà đang nghe Trần Phi như thế trang mang một chút tình cảm, màu sắc thanh âm lạnh như băng, hắc y lão giả Mã Đông nhìn không được cả người một cái giật mình, trong nháy mắt đủ số nhức đầu mồ hôi lên, sắc mặt trắng bệch, môi bầm đen, cả người đều bị dọa đến thẳng run run. Hắn không phải là Lôi Long, hơn nữa hắn vẫn vừa rồi trận chiến ấy nhân vật chính, tự nhiên tôi có thể thám thiết cảm nhận được Trần Phi thực lực khủng bố. Nửa bước tiên thiên đỉnh phong, hắn căn bản không tin, bởi vì hắn lòng biết rõ loại cảnh giới này tuyệt không khả năng như vậy thái quá, đưa hắn Mã Đông treo ngược lên làm tôn tử đánh, còn nhượng hắn không còn sức đánh trả chút nào. Vì vậy, tiên thiên, tiểu tử kia cư nhiên thực sự là một vị tiên thiên cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Hắc y lão giả Mã Đông thật bị bản thân trong đầu ý niệm trong đầu sợ choáng váng. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng, Trần Phi bằng chừng ấy tuổi, đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng dứt bỏ điểm này không nói chuyện, hắn giờ này khắc này lại phi thường rõ ràng. Trần Phi loại này thay đổi tai có thực lực đã hoàn toàn áp đảo bọn họ Thánh Hỏa Tông trên, một khi nhân vật như vậy khởi xướng nộ đến, quả thực không dám tưởng tượng. Phốc suy, nhất niệm đến nước này, hắc y lão giả Mã Đông không chút do dự quỳ xuống, thậm chí một dập đầu đến cùng dùng âm dung sợ hãi nói đúng, xin lỗi, là ta có mắt như mù, xin tiền bối tha thứ ta lúc này đây, tựu lúc này đây. Hắn rất quang trộn cũng rất trực tiếp cầu xin tha thứ. Bởi vì không có biện pháp, đây là thật không có biện pháp. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được bọn họ Thánh Hỏa Tông trước tuyên ngôn, là có cỡ nào vô tri, buồn cười biết bao. Muốn cho một vị cổ vũ tiên thiên cường giả lấy cái chết tạ tội, còn muốn diệt kỳ cả nhà, xin nhờ, mộng chưa tỉnh ngủ sao. Đến mức lấy tuổi của hắn, thân phận, lại còn xưng hô Trần Phi vi tiền bối. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn các cái vòng này người thành đạt phi sư, người thành đạt phi tôn. Thực lực mạnh người, liền có thể nắm giữ sinh tử quyền to, đây cũng không phải là nói chơi, mà là chân chân chính chính sự thực. Buồn cười trước hắn còn ảo tưởng Trần Phi sẽ cầu xin tha thứ. Bất quá bây giờ quả thực cũng là cầu xin tha thứ, chẳng qua là Trần Phi, mà là hắn. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất là bọn hắn Thánh Hỏa Tông sợ rằng đều xong, chọc phải không chọc nổi người. Mặc dù là hắn Mã Đông sư huynh, quân nguyên nghĩa thân ra, Thánh Hỏa Tông chút nào không tranh cãi cực mạnh nửa bước tiên thiên lão tổ. Công pháp cảnh giới thậm chí đã đạt đến tới Thánh Hỏa Lệnh Thần Công đại viên mãn 12 nặng, cũng không có khả năng địch quá cổ vũ giả tiên thiên. Bởi vì đây là bọn họ Thánh Hỏa Tông lớn nhất tử huyệt, cũng là bọn hắn Thánh Hỏa Tông, chỉ có thể là nhị lưu cổ vũ tông môn nguyên nhân. Bị tu luyện công pháp gắt gao hạn chế trụ. Cực mạnh, cũng chỉ có thể là 12 nặng đại viên mãn, cũng chỉ có thể là nửa bước tiên thiên đỉnh phong, vô duyên tiên thiên. Tha ngươi lời nói này nhưng thật ra nhẹ. Không biết là ai vừa lên đến đã nghĩ nhượng ta Trần Phi lấy cái chết tạ tội, nhưng bây giờ, lại muốn cho ta tha ngươi cho là đây là đang chơi trò chơi. Nghe được đối phương cầu xin tha thứ, Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn bây giờ còn đang nổi nóng, vì vậy không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Mà ở nghe nói như thế, hắc bào lão giả chợt cắn răng một cái, cư nhiên tay phải nhặt lên kỳ môn binh khí Thánh Hỏa Lệnh, thẳng tắp liền hướng hắn tay trái của mình cánh tay chém tới. Phát ra một tiếng vang thật lớn, tiên huyết cuồng phún, cánh tay kia trong nháy mắt bị hắn sóng vai chém nứt xuống tới. Trước, tiền bối, là ta Mã Đông có mắt như mù, mạo phạm ngài, còn xin thứ tội. Như vậy tự mình hại mình sau, hắn sắc mặt tái nhợt rung giọng nói. Trần Phi thấy thế mâu quang lóe lên, mắt không tự chủ được vi híp lại. Hắn quả thực không nghĩ tới, đối phương cư nhiên có thể như thế quả nhiên, thấy hắn vẫn còn nổi nóng. Cư nhiên thẳng tiếp một chút tử tựu đem cánh tay mình chém. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trầm mặc, con ngựa kia Đông không khỏi có chút nản lòng thoái chí, sắc mặt như cho tàn lên. Hắn là chân chính từ cổ vũ giả vòng tròn đi ra, tự nhiên rõ ràng hơn vòng tròn tàn khốc, cùng với tiên thiên cường giả đều uy nghiêm, là cỡ nào không cho khinh nhờn. Mà bây giờ, hắn đều đã như vậy tự mình hại mình gãy mất một cánh tay, Trần Phi cũng còn không muốn nhả ra, rất hiển nhiên. Là thật sự nổi giận. Có thể nhưng vào lúc này, một bên lặng lẽ không nói Lôi Long bỗng nhiên thận trọng nói Trần Phi, ngươi có thể hay không nể tình ta, tạm tha quá hắn Mã Đông lúc này đây. Tuy rằng ta cũng không phải rất thích hắn,
nhưng không thể phủ nhận, mấy năm nay hắn đang bay báo quả thực làm rất nhiều chuyện thật, không chỉ là để quốc gia, cũng rất có một ít là vì nhân dân. Ta nghĩ hắn tội không đáng chết. Lôi Long ngươi. Hắc Y lão giả Mã Đông không dám tin ngẩng đầu, hắn thật không nghĩ tới, Lôi Long cư nhiên sẽ xin tha cho hắn. Ta không muốn quá muốn mạng của hắn, chỉ là chính các ngươi có chút hiểu lầm mà thôi. Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên lại hướng về đối phương lạnh lùng nói bất quá, có một số việc ngươi hẳn là cần muốn giải thích cho ta rõ ràng. Ta minh bạch. Hắc Y lão giả Mã Đông nghe vậy vui mừng quá đỗi, không chút do dự gật đầu, sau đó nói chuyện lần này là sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn ý tứ. Bởi vì Quân Nguyên Nghĩa không chỉ có là hắn duy nhất, thương yêu nhất tôn tử, cũng là Thánh Hỏa Tông trẻ tuổi như vậy một đời tối người kiệt xuất, có khả năng tương lai 20-30 năm sau, có thể tiếp nhận hắn Thánh Hỏa Tông trụ cột vị trí, chấn hưng tông môn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói nhưng bây giờ Quân Nguyên Nghĩa lại bị tiền bối ngài chặt đứt cánh tay, dẫn đến nguyên khí đại thương, rất có thể nếu không lại danh thiên tài. Đây mới là sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn, thậm chí Thánh Hỏa Tông trên dưới chân chính tức giận địa phương. Trần Phi nghe vậy nhíu, nhưng cũng ngay tức khắc hiểu ý của đối phương. Hắn chặt đứt Quân Nguyên Nghĩa cánh tay, khiến kỳ nguyên khí đại thương, rất có thể nếu không lại danh thiên tài, thì tương đương với đoạn người căn cơ. Vì vậy cũng khó trách Thánh Hỏa Tông sẽ tức giận như vậy, muốn cho hắn lấy cái chết tạ tội, thậm chí cả nhà bị diệt. Nói tiếp, Trần Phi cau mày tiếp tục nói. Vâng, tiền bối, ta nói tiếp. Gặp Trần Phi nhíu, Hắc Y lão giả Mã Đông không khỏi cả người một cái giật mình, ngữ tốc chí ít so với vừa rồi nhanh gấp đôi, nói nhân vì quốc gia cùng cổ vũ giả vòng tròn một tờ giấy ước, sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn không muốn tự mình xuất thủ, mà nhượng ta thay cống hiến sức lực. Dù sao hắn cho là ta hôm nay đang bay báo trong thân cư yếu chức, lý nên xử lý loại chuyện này càng thêm thuận lợi một ít. Vậy nếu là ngươi thất bại ni, hoặc là phi báo cao tầng cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Trần Phi nghe vậy trực tiếp đem ngắt lời nói. Sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn sẽ phải nhượng bên trong tông trưởng lão cấp bậc cường giả tự mình xuất động. Nói đến đây, Hắc Y lão giả Mã Đông không khỏi thần sắc tối sầm lại, ngay sau đó trong lòng thở dài một tiếng, minh bạch đã biết là triệt để đem Thánh Hỏa Tông bán. Trưởng lão cấp bậc cường giả, nói trắng ra là kỳ thực cũng liền mới nhất lưu cổ vũ giả trình tự mà thôi, liền hắn Mã Đông đều không so được, chớ nói chi là có thể ở đối phương loại này tiên thiên cường giả trước mặt càn rỡ, hoàn toàn là ở muốn chết. Phải, xem ra ngươi đã biết nên làm như thế nào, đem những người đó lừa gạt đến đây đi, ta ở Bắc Sơn, chờ bọn hắn. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói, con người đen nhánh hiện lên một tia hàn mang. Vâng, tiền bối, ta biết phải làm sao. Hắc Y lão giả Mã Đông bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Lôi Long Lôi huấn luyện viên trầm mặc hồi lâu không nói gì. Rất hiển nhiên hắn lúc này vừa gây yêu ta sợ ở Trần Phi thực lực kinh khủng, cư nhiên đạt tới loại trình độ đó, nửa bước tiên thiên đỉnh phong, lại cảm thán Vu Thánh Lửa Tông lúc này sợ rằng thật là phiền phức lớn, lại trêu chọc đến như vậy một vị quái vật vậy thanh niên nhân. Phải biết rằng, cổ vũ giả hoặc là cổ vũ tông môn trong lúc đó chiến tranh, cũng không có nhiều như vậy cong cong từng đạo, rất lâu đều là hoàn toàn trực lai trực khứ, quả đấm lớn tựu là chân lý, thực lực phi tôn. Tuy nói Thánh Hỏa Tông cũng có Quân Đoạn Sơn như vậy một vị nửa bước tiên thiên đỉnh lão tổ tọa chấn, nhưng vấn đề là, hắn mặc dù cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi kẻ lừa gạt mang miệng a. Hiện tại ai nấy đều thấy được, Trần Phi hoàn toàn tự một người cô đơn, cái gì gánh vác, cố kỵ cũng không có, không hề gánh vác cùng cố kỵ, trái lại Thánh Hỏa trưởng thượng tổ Quân Đoạn Sơn. Ai mạnh ai yếu, tựa hồ không cần nhiều lời. Đến mức Hắc Y lão giả Mã Đông có thể hay không ở trong chuyện này lòng dạ hẹp hòi, dở trò, có thể hắn sẽ không có ngu như vậy. Dù sao Trần Phi hôm nay lực trấn NSIO ta không có thể như vậy đùa giỡn, bị một vị nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả nhớ thương, thậm chí truy sát, ta nghĩ sẽ không có người nguyện ý như vậy đi. Một ngày sau, Bắc Sơn thị cao thiết đứng. Ba vị quần áo phong cách cổ xưa, thậm chí thoạt nhìn có chút quái dị lão giả từ đứng nội đi ra. Mà ở ba vị này lão nhân trong đó nhỏ tuổi nhất thật là tốt giống như đều có hơn 60 tuổi. Hắn vóc dáng không cao, màu da khô vàng, càng thấy được chính là bên trái trên mặt có một khối hạt ban, còn có cặp kia như độc hạt vậy ánh mắt, làm cho cực sợ. Người này không là người khác, chính là ban đầu ở Hương Cảng vị kia hạt ban lão giả,
đồng thời cũng là Thánh Hỏa Tông trưởng lão cấp bậc cường giả Tuyết Hồng Tâm. Đến mức mặt khác hai ngoại, trong đó một vị lão nhân đã vẻ mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, nhất là một con mắt nghiễm nhiên đã xám trắng, như là đã mù rớt. Chỉ là hắn trong lúc lơ đảng chảy lộ ra ngoài khí thế lại làm cho tâm thần người hoảng hốt, thần sắc nghiêm nghị. Ước chừng 70 tuổi hình dạng. Mà cuối cùng vị lão nhân kia lại vừa vặn tương phản. Hắn mặc dù cũng đã đầy chỉ bạc, vẻ mặt hạt ban, lại làm cho cảm giác cực kỳ tinh thần quắc thước, trung khí 10 phần. Đồng thời kỳ khí chàng bất ngờ còn là trong ba người cường đại nhất, làm cho căn bản nhìn không ra hắn tuổi thật. Mã sư huynh đã đem tiểu tử kia vị trí tra được, ở nơi này Bắc Sơn thị ta giao huyện cất giấu. Mã sư huynh bất tiện tự mình xuất thủ, liền chỉ có chúng ta đại lao. Tinh thần quắc thước lão giả thản nhiên nói, giọng nói làm cho cảm giác rất đạm mạc, rất vô tình. Trung lão, ta cảm giác có chút chừng mực, tiểu tử kia ta trước cùng hắn đánh đối mặt, không giống một cây gân người. Hơn nữa hắn hiện tại biết rõ chúng ta Thánh Hỏa Tông muốn tìm hắn, lại cư nhiên không trốn đi, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Thế mà hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy lại có chút chần chờ nói, hiển nhiên nghĩ có cái gì không đúng. Mà lúc này, nếu là có cổ vũ vòng tròn nội lão nhân ở đây, nghe được hắn Tuyết Hồng Tâm cư nhiên xưng hô vị kia tinh thần quắc thước lão giả vi trung lão, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì phải biết vị này trung lão có thể không bình thường. Rõ ràng là Thánh Hỏa Tông dưới một người trên vạn người hình pháp trưởng lão, tay cầm quyền to, hơn nữa kỳ thực lực cũng thập phần khủng bố, từ lúc 10 năm trước tựu đã đạt đến nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cảnh giới, coi như cự ly nửa bước tiên thiên, cũng chỉ có một bước xa mà thôi. Mà ngày hôm nay, hắn cư nhiên tự mình xuất sơn. Thực tại làm cho có đủ giật mình. Tuyết trưởng lão, người có đúng hay không có chút quá lo lắng. Có Mã sư huynh âm thầm xử lý chuyện này. Chính là một cái tiểu nhi lang, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra chúng ta Thánh Hỏa Tông năm ngón tay núi phải không? Có thể mắt mù lão giả nghe vậy lại bất tiết nhất cố nói. Cho rằng Tuyết Hồng Tâm quá cẩn thận, quá lo lắng. Hồng Tâm, người có phải là có chuyện gì hay không mà gạt chúng ta? Nhưng vào lúc này, trung lão chợt thản nhiên nói, khiến hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy biến sắc. Ta, cái này, không có chuyện gì. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm có chút chột dạ cố bên trái nói hắn phu diễn đi qua. Quả thực, hắn đã có sở giấu giếm, che giấu Trần Phi có chính mình kiêu ngạo ở thực lực bọn hắn thực lực này. Bởi vì đương sơ lúc trở về sợ mất mặt, vì vậy lùi thông quân nguyên nghĩa, thuận miệng bịa đặt một ít giả tạo chuyện tình. Đây cũng là hắn lúc này có chút lo lắng nguyên nhân. Phải biết rằng tiểu tử kia không có thể như vậy đứa ngốc, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Làm thế nào có thể như vậy không công chờ chết? Nếu không có vậy đừng nói nhảm, ta biết ngươi lo lắng tiểu tử kia có chút môn đạo, có lẽ là gậy ông đập lưng ông, dẫn xà xuất động, nhưng ngươi cũng không muốn, coi như ngươi đối với người ta đều không có tin tưởng, nhưng ngày hôm nay trung lão có thể đích thân đến. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là âm mưu, đều hoang đường buồn cười. Mắt mù lão giả âm cười một tiếng nói. Nghe thế vậy ngôn ngữ. Bị trở thành trung lão tinh thần quắc thước lão giả vô ý thức lộ ra cười nhạt, phảng phất làm cho cảm giác hết sức hài lòng như vậy ngôn ngữ vậy, hưởng thụ cái này thổi phồng. Sau đó chỉ thấy kỳ bình thản phất tay nói được rồi, đi thôi, thành thị này ánh sáng khí thực sự không tốt lắm, ta không quá thích hoàn cảnh này. Mau nhanh đem loại sự tình này mà xử lý tốt, trở về đi, ta cảm giác bình cảnh tựa hồ có điều buông lỏng. Lời vừa nói ra. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm cùng với mắt mù lão giả nhất tề thần sắc cây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng trung lão hôm nay công pháp cảnh giới, bất ngờ đều đã là Thánh Hỏa Lệnh Thần công đệ thập nặng đỉnh. Còn nếu là bình cảnh có điều buông lỏng, đột phá đến 11 nặng, đây chẳng phải là nửa bước tiên thiên. Chúc trung lão thần công thành công, vinh đăng nửa bước tiên thiên. Sau một khắc, hai người bọn họ không khỏi nhất tề cung kính lên tiếng nói. Khàn khàn lão trong mắt tràn đầy kính nể cùng với ước ao. Thánh Hỏa Lệnh Thần công thập nhất trọng, nửa bước tiên thiên, cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể đi đến A. Như vậy, ba người bọn họ rất nhanh tiêu thất ở cao thiết đứng dày đặc trong dòng người. Ra đứng sau hướng về Bắc Sơn thị ngoại ta giao huyện thẳng tắp đi. Bắc Sơn thị ngoại, ta giao huyện, một cái không để vào mắt hồ đường biên trong sân nhỏ. Trần Phi một thân một mình ở trong sân chuyên cần luyện hình ý quyền chiêu thức, mặt không biểu tình, kình phong nổi lên bốn phía, lá rụng quẳng, làm cho cảm giác cực kỳ thông thuận, thậm chí trở lại nguyên trạng.
Nếu là lấy đơn thuần võ học tu vi để phán đoán, Trần Phi hình ý quyền tạo nghệ quả thực không động, nhiều lắm chỉ cũng coi là trung quy trung củ, không không xong, cũng không xuất sắc. Nhưng vấn đề là ngay hắn vô ý thức sử dụng trong cơ thể linh khí, đến luyện tập võ nghệ cái này một loạt chiêu thức xáo lộ sau, tất cả, tự trong nháy mắt trở nên không giống nhau. Vô luận là kỳ khí tràng, khí thế, hay là cái loại này làm cho cảm giác võ học ý nhị, đều không hiểu nhiều hơn một tia tiên linh cảm giác. Mà chính là như vậy một loại tiên linh, nhất thời trực tiếp nhượng trọn bộ hình ý quyền trở nên hoàn toàn thay đổi, căn bản không cách nào cùng vốn là hình thái hỏa thượng đẳng số. Như vậy, Trần Phi liên tục không ngừng diễn luyện hơn 10 lần sửa võ học xáo lộ sau, cả người đều có chút mồ hôi đầm đìa, lại cảm giác rất thoải mái, rất hăng hái. Siêu. Theo chỉ thấy kỳ hơi bóp chỉ, tay phải năm ngón tay nhọn cực kỳ không thuần thục tạo thành nào đó ấn quyết. Ngay tại lúc hắn nắm bắt loại này ấn quyết sát na, bỗng nhiên một trận gió mát lướt qua, một cổ thần bí pháp thuật lực lượng ở thân thể hắn hoạt động ra, nhất thời giọt mồ hôi dơ bẩn toàn bộ không thấy. Từ thân thể hắn trong nháy mắt tiêu thất. Không hổ là tu chân giới pháp thuật, thực sự là thần kỳ. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi nhịn không được hơi híp mắt cười nói. Hắn vừa rồi một ngón kia, rõ ràng là tu chân giới cơ bản nhất đạo pháp trừ cấu thuật. Kỳ thực chính là thanh trừ thân thể mình trên, hoặc là chu vi chỉ định phương hướng dơ bẩn, rất có đặc điểm, nhưng là rất thực dụng. Lại nói tiếp, vậy cũng là hắn nhận chân chân học được người thứ nhất tu chân giới pháp thuật. Cái loại cảm giác này quả thật có chút không quá vậy, rất tân kỳ. Trần Phi, bọn họ tới. Đúng lúc này, có người đẩy ra sân cửa đi tới. Chính là Lôi Long Lôi huấn luyện viên. Tới, lập tức tới ngay. Trần Phi nghe vậy con ngươi đen nhánh hiện lên một tia vẻ kinh dị. Tối đa còn mấy phút nữa. Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy gật đầu, theo thấp giọng nói theo Mã Đông nói, lần này Thánh Hỏa Tông tổng cộng phái tới 3 người. Hơn nữa 3 người này tất cả đều là một vị cổ vũ giả, thậm chí trong đó có một vị, còn là Thánh Hỏa Tông hình pháp trưởng lão, chính mình nhất lưu cổ vũ giả đỉnh thực lực. Ở lúc nói lời này, hắn không khỏi theo bản năng cảm giác môi có chút run. Bởi vì, này loại phối trí, dùng để bị diệt bọn họ tỉnh Giang Nam phân căn cứ đều vậy là đủ rồi. Thật là đại thủ bút a. Đều giống nhau, không có gì khác nhau. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười cười. Nhất lưu cổ vũ giả, nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, ở trước mặt hắn có khác nhau sao? Hiển nhiên thật không có khác nhau. Ngạch, Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy không khỏi thần sắc động lại. Đúng vậy, ngay cả nửa bước tiên thiên cấp bậc Mã Đông, ở Trần Phi trước mặt đều không coi vào đâu, chớ nói chi là chính là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh phong, quả thực cùng nhất lưu cổ vũ giả không khác nhau nhiều. Chỉ là hắn thế nào nghe được nghĩ như vậy kỳ quái. Dù sao, đây chính là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh A. Mặc dù là bọn họ phi báo đều rất khó góp ra 5 cái đến, không nghĩ tới bây giờ lại bị như vậy ghét bỏ, thật đúng là. Tới, Lôi huấn luyện viên theo ta diễn mệt nhọc. Đúng lúc này, Trần Phi đột nhiên mâu quang lóe lên, giọng nói theo trở nên có chút kiên quyết nói Lôi huấn luyện viên, ngươi đừng khuyên ta không đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, chính là một cái Thánh Hỏa Tông mà thôi, có thể làm gì ta. Hắn lời này tận lực nói khá lớn thanh. Ngươi đừng xung động, ngươi còn là mau chạy đi, đối phương thế nhưng Thánh Hỏa Tông. Lôi Long nghe vậy sửng sốt, sau đó ngay tức khắc cấp tốc nói. Trốn, rất đáng tiếc ngươi đã trốn không thoát. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo âm sấm sấm thanh âm sân ngoại chuyện đến, theo liền có 3 vị lão giả đột ngột xuất hiện ở bên trong đình viện. Vị kia mắt mù lão giả nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói chính là Thánh Hỏa Tông, mà thôi. Tiểu tử, người có biết hay không coi như là thiên vương lão tử, cũng không dám lại ta đám 3 người trước mặt, nói lời như vậy. Đang khi nói chuyện, trong giọng nói của hắn bất ngờ nhiều hơn mấy phần xích lõa Trần sát ý. Ha ha! Rốt cuộc đã tới sao? Trần Phi khóe miệng như có như không buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt, thần sắc cũng Oscar cấp bậc hơi lộ ra một vẻ bối rối, sau đó cấp tốc ngừng, vẻ mặt lạnh lùng nói nga, phải. Xem ra các ngươi Thánh Hỏa Tông là thật rất nghiêu ép, liên thiên vương lão tử cũng không dám nói với các ngươi nói. Làm càn, ngươi coi là vật gì vậy, có biết hay không hiện tại ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Mắt mù lão giả nghe được Trần Phi trong lời nói trào phúng, nhất thời quát lạnh một tiếng tức giận nói. Phải biết rằng, hắn là thân phận gì? Đây chính là đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão cấp bậc cường giả.
hơn nữa còn là chân chính nhất lưu cổ vũ cường giả. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, lại dám ở trước mặt hắn làm càn kiêu ngạo, như vậy không có tôn ti được tùy ý trào phúng, thực sự là không biết sống chết, không biết lượng sức. Ha ha, người hỏi ta coi là vật gì vậy, vậy còn ngươi, ngươi lại coi là vật gì vậy? Có phải là thật hay không cho rằng lớn tuổi có thể cậy già lên mặt, ỷ thế hát yêu ta người? Nghe vậy Trần Phi con ngươi đen nhánh hiện ra lau một cái hàn mang, kỳ biểu hiện ra nhưng vẫn là mệt nhọc tức giận nói. Trần Phi, không thể không lễ, phải biết rằng đối phương thế nhưng Thánh Hỏa Tông cao nhân. Thấy tình cảnh này, nhìn ra Trần Phi cũng còn đang diễn trò, Lôi Long nhất thời liều mình xứng đôi thể hiện vẻ mặt vẻ lo lắng khiển trách. Ngay tại lúc hắn quát lớn lúc, kỳ trong con ngươi len lén liếc hướng mắt mù lão giả mâu quang, lại nhìn không được tràn đầy một tia đồng tình. Không sai, là thật là đồng tình. Dù sao giảng đạo lý, chính là một cái nhất lưu cổ vũ giả, lại dám ở một vị nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả trước mặt lớn lối như thế, đây không phải là muốn chết là cái gì. Đơn giản là mình ở cùng bản thân đào phần mộ, chỉ sợ bọn họ lại làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, hắn lúc này, lại là đang bồi theo Trần Phi mệt nhọc. Mặc dù có chút ác thú vị, nhưng không cách nào phủ nhận, đây là thực lực cường đại người lo lắng. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta quả đấm lớn, ta tùy hứng. Thánh Hỏa Tông cao nhân, ta phi, chỉ bằng bọn họ. Trần Phi lúc này nghiễm nhiên là đắp nặn ra một loại ăn chơi trác táng, cuồng vọng quán hình tượng. Nhìn đối phương không phục giễu cợt nói. Bất quá cái này cũng là sự thật, tự ba lão gia hỏa này, cực mạnh cũng mới vừa mò lấy nửa bước tiên thiên cảnh giới cánh cửa, cao hơn nửa người. Quả thực vũ nhục cái này từ ngữ xưng hô. Muốn chết, nghe vậy, đối phương ba vị lão giả thốt nhiên biến sắc, nhất là vị kia được xưng là trung lão tinh thần quắc thước lão giả, càng nhìn không được lão mặt trầm xuống, khàn khàn lão mắt cấp tốc xẹt qua một tia lạnh như băng hàn mang, há mồm chợt quát lên. Phải biết rằng, hắn thế nhưng Thánh Hỏa Tông hình pháp trưởng lão, đó là hạng tôn quý thân phận. Hoàn toàn dưới một người trên vạn người, lại không nghĩ rằng Trần Phi như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu hài tử xấu xa, lại dám ở trước mặt hắn nói ra như vậy đại nghịch bất đạo, như vậy tràn ngập trào phùng ý tứ hàm xúc nói. Đây quả thực là xích lõa khỏa thân nhục nhã. Há có thể nhẫn. Trung lão ngươi đừng nóng giận, như thế chẳng biết cái gọi tiểu cẩu, ta chu áo đuôi ngắn thì sẽ nhường hắn minh bạch cái gì là họa là từ ở miệng mà ra. Mắt mù lão giả ngay từ đầu nghe vậy còn có chút sững sờ, hôm nay bừng tỉnh, nhất thời giận dữ nói, tiến lên một bước cả người khí thế tuôn ra, đằng đằng sát khí. Viêm sóng ngập trời. Theo, chỉ thấy kỳ xấu xí khuôn mặt lộ ra một tia lạnh lùng lệ cười, cũng lười lại cố thân phận gì, hình tượng, lệ quát một tiếng, năm ngón tay đủ trương, lấy tay tựu hướng Trần Phi cổ chộp tới. Chiêu thức ấy hoàn toàn là phải giết, không hề thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, quả thực Lôi Long Lôi huấn luyện viên cũng rất khác làm hết phận sự thủ, tiếp tục thần sắc hốt hoảng hô lớn. Câm miệng. Thế mà được xưng là trung lão tinh thần quắc thước lão giả, nghe vậy lại trực tiếp quát lạnh một tiếng, cực kỳ không nhịn được, cũng có chút âm xâm xâm mở miệng nói ta biết ngươi là phi báo người, nhưng chớ xen vào việc của người khác. Cút sang một bên, bằng không, ngày hôm nay ta ngay cả ngươi cũng giết. Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy chợt biến sắc, trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế bá đạo, liền hắn đều phải giết. Ha ha. Nếu không phải Mã sư huynh đang bay báo nội nhậm chức, chỉ ngươi loại này không có mắt tên, lão phu sớm sẽ giết, đỡ phải chướng mắt, hiện tại ngay tức khắc cho ta cút sang một bên, ta muốn cho tiểu tử kia máu tươi tại chỗ. Mà hướng phía Trần Phi động thủ mắt mù lão giả đồng dạng càn rỡ cười nhạt, năm ngón tay đã chụp vào Trần Phi cái cổ. Các ngươi thật đúng là không kiêng nể gì cả a, thật cho rằng nắm giữ hết thảy sao? Ha ha. Thế mà Trần Phi nhìn thấy một màn này nhưng trong lòng cười nhạt, con người đen nhánh xẹt qua băng lãnh hàn mang. Thương! Theo sát mà sau một khắc, một giống như mãnh hổ xuống núi vậy dã tính khí tức từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, theo chỉ thấy kỳ tiện tay một quyền đánh phía trước, một cương mãnh, trích liệt khủng bố kình phong như gió bạo vậy cuồng tập, răng rắc phát ra một tiếng vang thật lớn, Trần Phi một quyền này trực tiếp oanh chặt đứt đối phương xương sườn, một kích bị mất mạng. Đem mắt mù lão giả giết chết. Cái gì, điều đó không có khả năng. Tiểu tử ngươi dám. Như vậy, hầu như cũng trong lúc đó, vô luận là tinh thần quắc thước lão giả trung lão, hay là hạt ban lão giả tuyết hồng tâm,
cũng không nhịn được thốt nhiên biến sắc, hô to ra. Phải biết rằng ba người bọn họ thế nhưng cùng đi, tự nhiên rõ ràng vị kia mắt mù lão giả thế nhưng thứ thiệt nhất lưu cổ vũ giả, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị Trần Phi một quyền đánh giết. Điều này sao có thể? Đùa giỡn đi, hai người bọn họ vô luận ai sắc mặt cũng thay đổi, thần sắc hốt hoảng. Nhất là vị kia hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm giờ này khắc này nhất chấn động. Phải biết rằng, cùng mắt mù lão giả cùng với tinh thần quắc thước lão giả trung lão bất đồng, hắn thế nhưng biết Trần Phi chính mình không kém thực lực, tối thiểu phỏng chừng đã ở nhất lưu cổ vũ giả trình tự, cùng hắn tương đương, cũng cùng vừa mới chết rơi vị kia mắt mù lão giả tương đương. Có thể vấn đề bây giờ là, người lại là bị Trần Phi một quyền đánh chết, không có bất kỳ âm mưu, cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực của đối phương rất có thể không ngừng loại trình độ này, lẽ nào? Trong mắt hắn hiện ra lau một cái kinh hãi. Có chút ý tứ. Ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy hàn ý nghiền ngẫm giả nua đột nhiên vang lên, chỉ thấy tinh thần quắc thước lão giả trung lão giống như trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi thản nhiên nói thật không nghĩ tới lão phu ngẫu nhiên xuất sơn một lần, lại có thể gặp gỡ thiên tài như thế, đúng là thiên ý. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, bái ta làm thầy, thêm vào chúng ta Thánh Hỏa Tông, trước phát sinh sở hữu hết thảy đều quên đi. Hắn cái này nói thật giống như ân huệ vậy, phảng phất có thể bái ông ta làm thầy, là cỡ nào làm rạng rỡ tổ tông chuyện tình. Thế mà, Trần Phi lại bất tiết nhất cố, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Bái ngươi làm thầy, ngươi cũng xứng. Hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tinh thần quắc thước lão giả trung lão sắc mặt trầm xuống, nghe vậy giận dữ, nhưng theo còn là miễn cưỡng kiềm chế xuống tới. Chịu nhịn tính tình hướng Trần Phi lạnh lùng nói tiểu tử, ta khuyên ngươi làm rõ ràng, ngươi bây giờ đắc tội có thể là chúng ta Thánh Hỏa Tông, vì vậy ngươi bây giờ coi như chính mình lớn hơn nữa võ học thiên phú, cũng không dùng. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ duy nhất tự cứu phương pháp, chính là bái nhập môn hạ của ta, thêm vào chúng ta Thánh Hỏa Tông. Như vậy mới có thể tránh cho một mạng. Rất hiển nhiên hắn là coi trọng Trần Phi võ học thiên phú, muốn cưỡng bức lợi dụ, mạnh mẽ thu Trần Phi làm đồ đệ. Dù sao hơn 20 tuổi nhất lưu cổ vũ giả, ý vị như thế nào, trong lòng của hắn thế nhưng lại rõ ràng bất quá, nhưng hắn lúc này vô cùng tâm động. Theo, hắn lại một mặt ngạo nghễ nói còn có, lão phu ta, trung sán, thân phận hôm nay địa vị quý vi Thánh Hỏa Tông hình pháp trưởng lão, hoàn toàn dưới một người trên vạn người, đồng thời phải biết rằng hôm nay ta, còn nghiễm nhiên đã du ngoạn sơn thủy nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, mặc dù là cự ly nửa bước tiên thiên cảnh giới, cũng chỉ có nửa bước xa. Có ta loại này cao nhân chủ động thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn có cái gì chưa đủ? Hắn sau cùng nói. Ta nhật. Ta vãi. Trần Phi vẻ mặt co quắp, thần sắc dại ra, hắn là thật không nghĩ tới lại còn có người như thế, như vậy tự biên tự diễn, tự cho là đúng, còn vãi cái gì có ta loại này cao nhân chủ động thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn có cái gì chưa đủ? Hắn quả thực say đều say, không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp gỡ cái này chuyện hư hỏng. Muốn ta bái ngươi làm thầy cũng được, ngươi bây giờ đi về đem các ngươi cái kia cái gì lão tổ quân Đoạn Sơn cho làm thịt, ta tự ngay tức khắc bái ngươi làm thầy, bằng không, không bàn nữa. Theo, hắn không chút do dự mở miệng nói. Ngươi ở đây đùa giỡn ta, tinh thần quắc thước lão giả trung lão sắc mặt trầm xuống, giọng nói bỗng nhiên trở nên âm xâm xâm. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trần Phi nghe vậy lập tức gật đầu, nghiêm trang mở miệng nói ta chính là đang đùa ngươi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trần Phi tràn đầy giễu cợt nói không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn, khiến kỳ vốn là nếp uốn răng đầy nét mặt già nua càng thêm xấu xí lên, đơn giản xé rách rối trá mặt ra, cả người khí thế tuôn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi uy hát yêu ta được tiểu tử, ta hiện tại cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Hoặc là bái ta làm thầy, hoặc là, chết. Muốn ta chết, ngươi sợ rằng còn không có bản lãnh kia. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng căn bản không có vấn đề, như trước thần sắc bình thản giễu cợt nói. Chính là một cái nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, đã nghĩ nhượng hắn chết. Xin nhờ, đừng có nằm mộng. Tốt, tốt, tốt. Tinh thần quắc thước lão giả trung lão bị Trần Phi tức giận nổi trận lôi đình, nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt không khỏi tức giận lúc xanh lúc đỏ. Phải biết rằng hắn Thánh Hỏa Tông trung sán trung lão hạng thân phận địa vị, hạng cảnh giới thực lực. Hôm nay chủ động không nể mặt, muốn thu ngươi một vị tội nhân làm đồ đệ,
đây rõ ràng là thiên đại ân huệ, Trần Phi lại dám làm trái hảo ý của hắn, không bái ông ta làm thầy, thực sự là buồn cười. Thực sự là buồn cười. Tốt cái gì, muốn động thủ cứ tiếp tục, đừng ở chỗ này cùng người điên tựa như, nhảy nhót vở hài kịch. Trần Phi lúc này hiển nhiên đã có một ít mất đi kiên nhẫn, thấy thế mâu quang lóe lên thản nhiên nói. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trần Phi như vậy ngôn ngữ, cử động như vậy, rất hiển nhiên tuyệt đối tất nhiên là kiêu ngạo cuồng vọng tới cực điểm. Phải biết rằng Thánh Hỏa Tông Trung Sán Trung Lão đây chính là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh thực lực, ở toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn mặc dù không tính là cao nhất đỉnh nhân vật, nhưng là tuyệt đối thuộc về nhất lưu. Nhưng bây giờ, người chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, lại dám như vậy không tán thưởng, như vậy không biết lượng sức, ở Thánh Hỏa Tông Trung Sán Trung Lão như vậy một vị đại nhân vật trước mặt làm càn, thực sự không biết lượng sức. Tự tìm tử lộ. Có thể vấn đề bây giờ là, đó cũng không phải dưới tình huống bình thường, bởi vì liên lụy đến Trần Phi như vậy một cái quái vật boy. Nhất lưu cổ vũ giả đỉnh. Ở trước mặt hắn có thể nói thí đều không phải là, không biết có cái gì có thể kiêu ngạo. Ngươi lại dám nói ta là nhảy nhót vở hài kịch. Tinh thần quắc thước lão giả trung lão nghe vậy thần sắc trầm xuống, môi run run, thần sắc hắng giọng, không gì sánh được tức giận. Khó có thể tưởng tượng hắn hạng thân phận, địa vị, không chỉ là Thánh Hỏa Tông dưới một người trên vạn người hình pháp trưởng lão, càng còn là đường đường tránh tránh nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả. Coi như là quốc nội cổ vũ giả vòng tròn nội cũng vô cùng thanh danh truyền xa, thanh uy hiển hách. Nhưng bây giờ hắn cư nhiên tao thụ thế nào nhục nhã một màn. Giống như Trần Phi như vậy tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử, lại dám như vậy chỉ vào hắn Trung Sán Trung Lão mũi trào phúng, nhượng hắn làm sao có thể tiếp thu. Muốn chết, ta muốn giết ngươi. Tinh thần quắc thước lão giả Trung Lão mâu quang trong sát khí ám thiểm, dạ yếu trong cơ thể bộc phát ra khủng bố khí thế, dáng vẻ bệ vệ tận trời, đằng đằng sát khí, thật giống như cắn người khác hung thủ vậy. Khiến cách đó không xa Lôi Long Lôi huấn luyện viên bỗng nhiên biến sắc, không kiềm hãm được vô ý thức nói không tốt, lão gia hỏa này điên rồi. Mau tránh ra. Rất hiển nhiên, hiện nay hắn tuy rằng biết được Trần Phi một thân có thể nói thực lực khủng bố, nhưng ở loại này làm hắn cảm giác không gì sánh được hung hiểm, lại theo bản năng tình hình dưới, hắn vẫn là không nhịn được vô ý thức khủng hoảng, la lên ra, hy vọng Trần Phi có thể né tránh. Tránh, đã qua chưa tránh. Ngày hôm nay ngươi đã như vậy không tán thưởng, vậy cũng chớ trách ta Trung Sán hạ thủ vô tình. Ngày hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Một tia sát khí lạnh lẽo, kèm theo lão gia hỏa kia Trung Lão lạnh lạnh lãnh nói, bỗng nhiên xung doanh toàn bộ tầng hầm ngầm. Oanh! Ngay sau đó, một làm người ta rung động khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao vây lấy lão nhân kia thân thể không khí chung quanh, cư nhiên mãnh liệt run lên, hiện ra cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm khí lãng. Chết cho ta. Tinh thần quắc thước lão giả Trung Lão hét lớn một tiếng, khàn khàn, lạnh lẽo mâu quang trong bộc phát ra lau một cái sát cơ mãnh liệt, tay trái cực có khí thế vung lên, kỳ bàn tay phải trái tim lại đột ngột nhiều hơn một thanh kỳ môn binh khí thánh hỏa lệnh. Sát làm cho khí thế hướng phía Trần Phi áp đi, trong sát na viêm sóng ngập trời. Nhất thời một màn này không gì sánh được kinh người, thật giống như hỏa diễm bao vây lấy hắn thẳng lấy Trần Phi đầu thủ cấp. Cực nóng nhiệt độ cao nơi đi qua. Thật giống như không khí đều bị đốt nhuộm vậy, làm người ta mồ hôi đầm đìa, da thịt cực nóng đỏ bừng. T. Thấy tình cảnh này, vô luận là Lôi Long Lôi huấn luyện viên hay là sớm đã thành tránh một bên Thánh Hỏa Tông trưởng lão, hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt chấn động mãnh liệt biểu tình, có thể nói kinh khủng. Nhất là người sau càng nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, vừa là hâm mộ, lại là kính úy đại kêu thành tiếng, nói thánh. Hỏa lệnh thần công thập nhất trọng. Không sai, khi hắn bây giờ nhận biết nội, tinh thần quắc thước lão giả Trung Lão công pháp cảnh giới, bất ngờ đột phá đến rồi thánh hỏa lệnh thần công thập nhất trọng. Cũng chính là nửa bước tiên thiên cảnh giới trình tự, điều này làm cho há có thể không kinh hãi, há có thể không ước ao đố kỵ hận. Muốn, phải biết rằng mặc dù là bọn họ Thánh Hỏa Tông, nửa bước tiên thiên loại cảnh giới đó tồn tại, kỳ thực cũng chỉ có Quân Đoạn Sơn quân lão tổ một vị mà thôi. Đến mức Mã Đông Mã Sư Huynh, bởi vì hắn năm mới đã đi ra Thánh Hỏa Tông, thêm vào quốc gia bộ môn phi báo, vì vậy không tính là. Ha ha, ha 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 ha, tiểu tử, ta thật hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta không có khả năng thuận lợi như vậy đã đột phá.
sau đó chợt nghe đến một tiếng cuồng nhưng mà vang lên, tinh thần Quắc Thước lão giả trung lão thần thái không gì sánh được bành trướng cười như điên nói. Nửa bước tiên thiên A. Phải biết rằng như vậy là nửa bước tiên thiên A. Hắn rốt cục làm xong rồi, hắn trung sán rốt cục đạt tới. Ha ha ha. Câm miệng, cũng liền chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, cũng không biết có cái gì tốt kiêu ngạo. Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Thế nào còn chưa động thủ, ta cũng muốn nhìn một chút, người cái này quê nhà còn có bản lãnh gì có thể giết ta? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh lại bỗng nhiên đưa hắn tự này cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đối phương lúc này cư nhiên có thể đột phá. Nhưng là tựu nửa bước tiên thiên mà thôi, trong mắt hắn, nhiều lắm cũng chính là từ trẻ con biến thành 7-8 tuổi tiểu hài nhi, như trước còn là chỉ có thể bị hắn treo ngược lên đánh, không khác nhau chút nào. Thập, cái gì, hắn cư nhiên. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy chợt run lên, thần sắc có chút kinh hãi nhìn Trần Phi. Hắn là thật không nghĩ tới, đều đến rồi loại cục diện này Trần Phi đều lại còn dám lớn lối như vậy, tựa hồ, hình như căn bản không đem bọn họ Thánh Hỏa Tông trung lão để ở trong mắt. Nhưng vấn đề là điều này sao có thể? Phải biết rằng đây chính là bọn họ Thánh Hỏa Tông dưới một người trên vạn người hình pháp trưởng lão trung sán, chớ nói chi là kỳ bây giờ còn đột phá đến rồi nửa bước tiên thiên cảnh giới. Hắn chính là một người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi, dựa vào cái gì không sợ? Dựa vào cái gì? Tốt, 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 ngươi đã tiểu tử đến bây giờ còn không sợ chết, còn dám như thế miệng lưỡi bén nhọn, khiêu khích lão phu. Tốt lắm, hôm nay ta là được toàn bộ ngươi, những ngươi biết cái gì là họa là từ ở miệng mà ra, cái gì là không biết lượng sức. Tinh thần Quắc Thước lão giả trung lão tức giận cả người run, cư nhiên lại một lần nữa nói liên tục ba chữ tốt, thần sắc xấu xí tới cực điểm. Thương, mà tự sau đó một khắc. Kỳ môn binh khí Thánh Hỏa Lệnh tiếng xé gió chợt vang lên, đã thấy vị kia tinh thần Quắc Thước lão giả trung lão dương miệng, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng, kỳ cả người khí thế loại này bỗng nhiên tăng vọt như hỏa diễm vậy cực nóng, làm cho tới cực điểm, nhượng Thánh Hỏa Lệnh binh khí ở hỏa diễm chít xạ dưới, hướng về Trần Phi đầu bích vạch tới. Một đao này chân thực quá kinh khủng, không chỉ có xen lẫn chân chính hỏa diễm, hơn nữa cái loại này sát khí còn làm cho cảm thấy hít thở không thông. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ thấy được lau một cái chói mắt diễm sóng nhận quang, căn bản không cách nào thấy rõ sở quý tích. Thật mạnh, đây là nửa bước tiên thiên. Thánh Hỏa Tông hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm trên mặt thần sắc rõ ràng động lại, trắng bệch một mảnh, sợ hãi ở trung lão lúc này thực lực khủng bố. Bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn đường đường chính chính nhất lưu cổ vũ giả thực lực, đang đối mặt kinh khủng như vậy một đao, như vậy cấp tốc một đao, sợ rằng tuyệt không có loại thứ hai kết quả. Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai đây chính là nửa bước tiên thiên cảnh giới, thật là khủng cây S-Iota, thực sự thật là khủng cây S-Iota. Thế mà như vậy kinh khủng theo, hắn bỗng nhiên nhìn không được lộ ra một tia thả lỏng vậy tàn nhẫn cười nhạt. Phải biết rằng mặc dù là đến vừa rồi, hắn kỳ thực vẫn luôn còn đang lo lắng ngày hôm nay cái này Hồng Môn Yến có đúng hay không có chuyện, lo lắng tiểu tử kia có đúng hay không ở thỉnh mấy người bọn họ nhập hủ. Có âm mưu quỷ kế hố giết bọn hắn. Nhưng bây giờ, xem hắn cảm thụ được trung sán trung lão đang đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh sau, bày ra kinh khủng như vậy thực lực, cùng với lực rung động. Làm hắn trong nháy mắt minh bạch bản thân sở hữu tất cả lo lắng, từ giờ trở đi, đều hoàn toàn là dư thừa. Quả nhiên, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là âm mưu, đều hoang đường buồn cười. Ha ha ha, ha 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 ha. Chết cho ta. Nghĩ đến đây, hắn khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn hung quang, không chút do dự móc ra lính của mình khí Thánh Hỏa Lệnh, thương. Một tiếng, đồng dạng là binh khí cắt không khí chính là thanh âm lần thứ hai ở trong sân vang lên, cũng hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm hướng về Trần Phi hạ thủ, nhắm vào trái tim. Đã có thể sau đó một khắc, hắn tràn đầy tự tin cùng với tàn nhẫn hung quang đôi mắt lại bỗng nhiên run lên, sau đó không gì sánh được kinh khủng vậy kịch liệt co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy làm hắn không gì sánh được khó có thể tin một màn. Ha ha! Ngay trước một giây, hắn chỉ cảm giác mình bên tai truyền đến một tiếng chẳng đáng cười nhạt, sau đó liền mâu quang sợ hãi thấy đã đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh giới trung sán trung lão, cư nhiên bị Trần Phi một quyền đánh bay. Là cái loại này chân chính chính một quyền mở, nhưng lại tựa hồ đem trọng thương, có thổ huyết.
Ngay tại lúc hắn cây yêu ta sợ, sợ hãi đến không có ở cái này một giây đồng hồ hoàn hồn, một đôi như cứng như sắt thép băng lãnh, hữu lực tay trưởng cũng đã đem cổ hắn bóp ở, làm hắn trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông, cổ họng phát to nghẹn ngào tiếng ô ô. Hắn bây giờ hai chân đã rồi treo trên bầu trời, muốn giãy giụa, thoát ly ma chảo, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào liều mạng bài, làm sao dùng sức duỗi chân, cũng tốt giống như hoàn toàn không có chút nào tác dụng, tái nhợt vô lực. Thân thể của hắn bị Trần Phi chỉ kia tay lạnh như băng hữu lực linh ở giữa không trung, hoàn toàn không có biện pháp bất luận cái gì giãy giụa, làm hắn nhịn không được rốt cục đáy lòng tất cả sợ hãi, ý sợ hãi đều bạo phát ra. Hắn một gương mặt già nua hiện đầy sợ hãi, môi bầm đen run rẩy nói không, không muốn, để xuống, buông tha ta. Hắn thực sự sợ. Giống như vừa rồi như vậy tránh ở một bên không phải là rất tốt. Phải ra đi tìm cái chết, không có ý tứ, ngày hôm nay ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trần Phi kềm cổ của hắn lạnh lùng nói, bỗng nhiên cổ tay dùng một lát lực, phát ra một tiếng vang thật lớn, thân thể kia trực tiếp co quắp mềm nhũn ra, sẽ không có gì sinh mệnh lực. Ngươi, ngươi, ngươi. Chỗ ngồi này hồ đường biên tiểu đình viện trên thực tế nhiệt độ rất nhẹ nhàng khoan khoái, có thể tinh thần quắc thước lão giả trung lão lại phía sau lưng ướt đẫm, đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không giống tin tưởng một màn này là thật. Tự, ngay vừa rồi, hắn tự mình đã trải qua cái gì? Phải biết rằng hắn trung sán trung lão hiện nay thế nhưng đột phá đến rồi thần hỏa lệnh thần công thập nhất trọng, đột phá đến rồi nửa bước tiên thiên cảnh giới trình tự, có thể, nhưng ngay khi vừa rồi. Hắn lại cư nhiên bị đối phương chính là một người trẻ tuổi, một tên mao đầu tiểu tử một quyền đánh bay, liên hắn trong ngực nội đầu khớp xương đều cắt đứt mấy cây. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương tiểu tử kia hiện thực lực hôm nay cảnh giới còn mạnh hơn. Có thể điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tinh thần quắc thước lão giả tâm như cho nguội, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn là thật không thể tin trước mắt một màn này. Buồn cười trước hắn vừa đột phá, còn không gì sánh được bành trướng, chính mình tự tin mãnh liệt cảm, cho rằng Trần Phi hoàn toàn là con kiến hôi một, chỉ có thể bị hắn tùy ý xâm lược. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện một cái niên kỷ chỉ đủ xem hắn cháu trai mao đầu tiểu tử, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, một quyền liền có thể đem nửa bước tiên thiên hắn trọng thương, hoàn toàn thực lực nghiền ép, làm hắn minh bạch ai mới thật sự là con kiến hôi. Cũng làm hắn khó có thể tưởng tượng đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Điều này làm cho hắn quá mức tuyệt vọng cùng rung động. Thật mạnh, thật đáng sợ. Mà Lôi Long Lôi huấn luyện viên ở chính mắt thấy vừa rồi phát sinh tất cả, cũng không từ miệng há thật to lão đại, đầy mặt cây ết yêu ta sợ cùng cảm thán. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Trần Phi thực lực có bao nhiêu khủng bố, nửa bước tiên thiên cường giả đều có thể tùy tiện một quyền trọng thương, quả thực quá bất khả tư nghị. Mà giờ này khắc này, hắn rốt cục cũng hiểu, trước Mã Đông vì sao trước sau tương phản to lớn như thế, vì sao ở cảm thụ được Trần Phi thực lực sau, không chút do dự, trực tiếp đem Thánh Hỏa Tông bán. Thậm chí còn bản thân chém bản thân một cánh tay, lấy cái này đến tạ tội. Bởi vì, này quả thực không có biện pháp a, thực lực như thế kinh khủng tiểu quái vật, nửa bước tiên thiên cường giả nói trọng thương liền trọng thương, ai dám chọc. Tại sao lại dừng tay? Ngươi không phải là muốn giết ta. Trần Phi tiện tay đem hạt ban lão giả tuyết hồng tâm thi thể ném một bên, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu đến, nhìn hầu như đã sụi lơ trên mặt đất lão giả thản nhiên nói. Trong lòng bàn tay tràn ngập màu trắng sữa quang thải, tuy rằng mỹ lệ, nhưng làm người ta sợ. Không, không dám, tại hạ không dám. Vậy mà lúc này trung sán trung lão nghe vậy hầu như khóc, môi trở nên trắng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nói. Nói đùa. Đến bây giờ hắn mặc dù lại ngu xuẩn, cũng hiển nhiên minh bạch coi như hắn hôm nay đã đột phá đến thần hỏa lệnh thần công thập nhất trọng, chân chân tránh tránh trở thành một gã nửa bước tiên thiên cường giả, nhưng cũng vẫn như cũ tuyệt đối không phải là quái vật kia vậy người tuổi trẻ đối thủ, căn bản không dám. Nữa làm càn. Thấy tình cảnh này, Lôi Long Lôi huấn luyện viên nhìn không được đập đi miệng, có chút đồng tình nhìn vị kia nửa bước tiên thiên lão giả, trong lòng có dũng khí không nói được tư vị. Phải biết rằng đây chính là nửa bước tiên thiên A, mặc dù phóng nhãn toàn bộ quốc nội cổ vũ giả vòng tròn, cũng tuyệt đối là nổi danh có họ, có mặt mũi. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng ở Trần Phi như vậy một tên mao đầu tiểu tử trước mặt, ngoan cùng tôn tử dường như, vẻ mặt thật sâu kính nể cùng sợ hãi, sợ. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được.
mặc dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng kinh khủng như vậy đi. Mặc dù biết mình là ở Trần Phi một phe này, Lôi Long Lôi huấn luyện viên cũng không nhịn được từ trong trái tim mạo hàn khí, khóe miệng co quắp. Dĩ nhiên, cùng lúc đó hắn cũng không nhịn được trong lòng nghĩ nếu là Trần Phi nhân tài như vậy có thể thêm vào bọn họ phi báo, thật là tốt biết bao. Bất quá hắn cũng rõ ràng loại sự tình này mà chỉ sợ cũng chỉ có thể trong lòng hắn tự suy nghĩ một chút, không quá hiện thực, dù sao Trần Phi trước cự tuyệt quá hắn một lần, hơn nữa hắn loại này tính tình, hình như cũng quả thực không thích hợp. Oanh! Mà tự ở trong lòng hắn mặt muốn đông muốn tây lúc, Trần Phi đã nhấc chân hung hăng đá vào đối phương lão gia hỏa kia trên người, vẻ mặt lạnh ý nói không dám. Hiện tại biết trang đáng thương, vừa rồi ngươi lớn lối như vậy, nói nếu muốn giết ta thời gian, thế nào không có nghe thấy ngươi nói không dám hai chữ. Ừ, hắn lại là một cước trọng trọng đạp cho đi. Hành, trước, tiền bối, là ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, xin ngài khoan hồng độ lượng, nhượng quá ta lúc này đây. Van cầu ngài, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, điều kiện gì ta đều có thể đủ đáp ứng ngươi. Trung Xá nặng nề kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó phản ứng cùng trước con ngựa kia đông không có sai biệt, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không dám có chút do dự. Tục ngữ nói thật tốt, người lão thành tinh, là đầu heo sống hắn lớn như vậy mấy tuổi cũng thành nhân tinh. Hắn giờ này khắc này tự nhiên minh bạch, Trần Phi nếu không có trước tiên giết hắn, vậy chứng minh người này giết tính không nặng, mà cái này, hiển nhiên là hắn hôm nay duy nhất mạng sống cơ hội. Duy nhất một đường sinh cơ. Tha ngươi cũng được, chỉ là con người của ta lại không thích lưu cái gì tai họa ngầm, có buồn phiền ở nhà. Trần Phi thản nhiên nói, đa tạ tiền bối nhân nghĩa, đa tạ tiền bối lòng dạ rộng, ta minh bạch làm như thế nào. Phốc suy, Trung Sán nói không chút do dự đối với mình đan điền chính là một chút, theo một búng máu cuồng phun ra ngoài, kỳ cả người cực nóng khí tức bỗng nhiên chợt giảm xuống. Đan điền bị phế hơn phân nửa. Không thể không nói, các ngươi Thánh Hỏa Tông người thực sự rất giống. Đối với người khác ngoan, đối với mình ác hơn, Trần Phi thấy thế không khỏi có chút cảm thán. Trước Mã Đông cũng là như vậy, hiện tại lão gia hỏa này lại là như vậy, thời gian của một câu nói, trực tiếp nửa phế bỏ bản thân đan điền, làm hắn quả thực không lời nào để nói a. Là Trung Mỗ không biết sống chết, mạo phạm tiền bối, đã bị nghiêm phạt là phải, Trung Mỗ cam tâm tình nguyện. Trung Sán nghe vậy cho rằng Trần Phi còn không nguyện buông tha bản thân, đầu đầy mồ hôi, môi run run nói. Được rồi, nếu là ta Trần Phi nói ra được. Tất nhiên nói năng có khí phách, sẽ không đổi ý. Trước những chuyện kia coi như, bất quá ta cần hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Gặp đối phương vẻ mặt run rẩy dáng dấp, Trần Phi bĩu môi, thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối nhân nghĩa, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Lão gia hỏa kia Trung Sán nghe vậy đứng dậy, kéo kéo đã rách dưới y phục, run rẩy đi tới Trần Phi trước mặt khom người nói. Đan điền của hắn cũng chưa hoàn toàn phế bỏ, mà là lưu hữu một cái bộ phận. Tu vi tự nhiên cũng còn lại một bộ phận, khoảng chừng đoán chừng có nhị lưu cổ vũ giả tả hữu trình độ, vì vậy hắn lúc này mới có thể đứng lên. Nhưng hắn đời này về sau cũng chỉ có như vậy, không cách nào tu luyện nữa. Mà ở thấy tình cảnh này, lại một nửa bộ tiên thiên cường giả ở Trần Phi trước mặt như vậy bi kịch phần cuối, nửa phế bỏ mình đan điền, không cách nào tu luyện nữa, Lôi Long Lôi huấn luyện viên liền nhịn không được trong lòng cảm thán, quả nhiên. Ở cổ vũ giả vòng tròn nội quả đấm lớn tựu là chân lý, người mạnh là vua. Bằng không mà chống đỡ phương vị lão nhân kia tuổi, mặc dù là kính dạ yêu trẻ, phát huy mạnh Trung Hoa danh tộc truyền thống Mỹ Đức, cũng không đến mức rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Hạ trang thảm như vậy. Ngày hôm nay cũng chỉ có ba người các ngươi, nhưng vào lúc này, Trần Phi mặt không thay đổi hỏi. Nghe được Trần Phi câu hỏi, Trung Sán nhất thời không chút do dự gật đầu nói đúng vậy, tiền bối. Hôm nay tới cũng chỉ có ba người chúng ta người, quân Đoạn Sơn quân lão tổ còn đang bế quan trùng kích tiên thiên cảnh giới, không có phương tiện tự mình xuất thủ, thứ hai cũng là bởi vì hắn cho rằng. Nói đến đây hắn bỗng nhiên có chút thẻ chủ, đầu đầy mồ hôi, nói không được. Hắn nhận vì ba người các ngươi như vậy đủ rồi. Đường đường ba vị nhất lưu cổ vũ giả, tự mình xuất sơn chóc nã, đánh chết như ta vậy một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, hoàn toàn đại tài tiểu dụng, dư giả. Không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn, đúng không? Trần Thiếp lời đầu thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh hình dạng. Không nghĩ tới, đối phương loại ý nghĩ này chân thực quá bình thường,
dù sao đường đường nhất lưu cổ vũ giả không có thể như vậy rau cải trắng, chớ nói chi là trong đó còn có một vị nhất lưu cổ vũ giả đỉnh cường giả. Cường đại như vậy tổ hợp, lại chỉ dùng tới bắt, đánh chết hắn như vậy một cái thiểu niên, chính là mao đầu tiểu tử, sợ rằng ở bất luận kẻ nào xem ra đều hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng vậy, không sai. Trung Sán nghe vậy nhỏ giọng cúi đầu nói, có chút đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu quả thật là như thế, không nên có bất kỳ ngoài ý muốn, có thể không nghĩ tới Trần Phi lại là kinh khủng như vậy một cái biến số. Hơn 20 tuổi tiên thiên cường giả, ai có thể nghĩ tới? Thì có ai dám tin tưởng?